Tuy nhiên mặc kệ Ngô gia có an bài người tới tỉnh Yến hay không, Hạ Tưởng khẳng định, chính là Ngô gia cũng sẽ không muốn mộng đẹp của Phó gia trở thành sự thật. Hắn đương nhiên cũng vậy. Bước đầu tiên có Khâu Tự Phong ra mặt, lập trường Khâu gia không cần lo lắng, Hạ Tưởng thầm nghĩ, nếu Phó Tiên Phong biết hắn âm thầm làm dối, có thể hận thấu xương đối với hắn hay không? Khâu Tự Phong gọi điện thoại khoảng hơn 10 phút, sau khi gọi xong, y gật đầu với Hạ Tưởng rồi cười. Ông cụ nói, nhận một ân tình của anh. Hạ Tưởng cũng không dám lên mặt, liên tục xua tay. Ông cụ quá khách khí, ở trước mặt ông cụ, tôi là vãn bối, cũng không dám để ông cụ ghi nhớ. Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì lời ông cụ nói cho thấy, mặc dù Khâu gia và Phó gia là thông gia, nhưng Khâu gia đối với ý đồ của Phó gia, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chủ yếu cũng là Phó gia lần trước ở trên sự kiện Bạch Chiến Mặc của, ở trên vấn đề 20 tỷ đầu tư, chơi hơi quá tay một tí, ông cụ Khâu khẳng định cơn giận còn sót lại chưa hết. Khâu Tự Phong còn nói, khi nào đến thủ đô, ông cụ muốn gặp anh đấy. Ông cụ nói khó gặp một người trẻ tuổi có thể có ánh mắt nhạy bén như vậy, thực không đơn giản, ông cụ đối với anh vô cùng tò mò. Hạ Tưởng lại vội khách sáo hai câu, lấy ra điện thoại, cười nói. Tôi cảm thấy chuyện lớn như vậy, hẳn là trưởng ban Mai cũng nên biết một chút, nếu không khẳng định ông ấy sẽ có ý kiến với tôi. Khâu Tự Phong vui vẻ. Anh muốn phá chuyện tốt của Phó gia thì cứ nói rõ, ở trước mặt tôi còn làm ra vẻ. Người tốt nếu mà đều giống anh thì thế giới đã sớm đảo lộn. Không thấy được lòng tốt của tôi à? Hạ Tưởng cười ha hả, ngay trước mặt Khâu Tự Phong điện thoại cho Mai Thái Bình. Chào trưởng ban Mai, tôi là Hạ Tưởng. Có một việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo. Mai Thái Bình ở nhà xem TV, vừa nghe ra là tiếng của Hạ Tưởng, liền mỉm cười. Đừng vòng vo có gì nói thẳng, chuyện tốt hay là chuyện xấu, hay là cậu tra ra được ai là cha của Mai Đình rồi. Hạ Tưởng thiếu chút nữa đầu toát đầy mồ hôi hột, đường đường trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sao trong mắt không có một chút việc lớn, mở miệng là việc nhỏ như hạt mè hạt đậu. Khiến hắn vô cùng buồn bực. Đành phải ha hả cười, nói. Tôi tìm ngài là việc chính, là việc lớn. Về phần là chuyện tốt hay là chuyện xấu, thì do chính ngài phán định. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng không trả lời vấn đề mình hỏi, cũng không nói lại. Nói đi, có chuyện gì? Hạ Tưởng đem chuyện phó gia cố ý cho xuống một phó chủ tịch thường trực tỉnh nói cho Mai Thái Bình, lại cường điệu nói. Vừa lúc Tự Phong và tôi ở cùng một chỗ, anh ta đã lập tức báo cho trong nhà. Ngụ ý nói là Khâu gia đã bắt đầu hành động. Mai Thái Bình sau một lúc lâu không nói gì, hiển nhiên là đang tiêu hóa tin tức kinh người này. Phải một lát sau, mới dồn dập nói. Chờ một lát tôi gọi lại cho cậu. Hạ Tưởng biết rằng, Mai Thái Bình cũng là vừa mới nghe việc này, cho nên khiếp sợ, suy tư nửa ngày mới có quyết định. Dù sao cũng là có thời gian, hắn liền cùng Khâu Tự Phong nói chuyện phiếm. Thị trưởng thành phố Bảo Nhâm Khánh Chi cuối năm hết nhiệm kỳ. Phó thị trưởng thường trực dần tiến lên, không có gì bất ngờ xảy ra thì Khâu Tự Phong chính là phó thị trưởng thường trực, con đường làm quan bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, phó Đoá Đoá cũng mang thai, Khâu Tự Phong cũng là song hỷ lâm môn. Đúng rồi, phó Tiên Phong có một em gái tên phó Tiên Tiên. Bộ dạng khá xinh đẹp, chỉ là tính cách có chút quá cởi mở. Cô ta mới từ nước ngoài trở về, mấy ngày hôm trước cùng ở chỗ Đoá Đoá, nghe cô ta nói. Dường như cũng muốn đến quận Hạ Mã kinh doanh, thế nào, có hứng thú làm quen một chút hay không? Khâu Tự Phong vẻ mặt mờ ám tươi cười. Chịu ảnh hưởng tư tưởng cởi mở của nước ngoài, Phó Tiên Tiên nhưng thật sự cũng rất có dũng khí. Hạ Tưởng tức giận nói. Tới địa ngục đi, nhìn dáng vẻ của anh giống một ma cô. Chuyện em gái Phó Tiên Phong liên quan gì tới tôi? Phó Tiên Phong hiện tại không tức giận đối với tôi, về sau khẳng định lại hận thấu xương đối với tôi. Giữa tôi và y càng lúc càng có ngăn cách lớn. Khâu Tự Phong ha hả mà cười. Ngăn cách không quá lớn, cũng có thể thay đổi. Xem, anh lại đa nghi rồi phải không? Tôi chỉ là giới thiệu Phó Tiên Tiên làm quen với anh, không có ý khác. Anh cho rằng anh là Phan An, phụ nữ đều nhào vào anh hay sao? Phó Tiên Tiên người ta đã có người yêu rồi. Hạ Tưởng liền cười mắng vài câu, sau đó có điện thoại Mai Thái Bình gọi đến. Quả thật có chuyện này. Tuy rằng Phó gia làm rất là bí mật, nhưng vẫn có vết tích có thể tìm ra. Hơn nữa chuyện này so với bên ngoài phức tạp hơn nhiều, tôi đề nghị là,
cậu chuyển lời cho Tống Chiêu Độ, để ông ta tạm ngừng hành động, an tâm chờ đợi là được. Mai Thái Bình không lộ ra nhiều lắm, chỉ có hàm xúc nói một chút, liền cúp điện thoại. Hạ Tưởng trầm tư một lát, nói cho Khâu Tự Phong lời của Mai Thái Bình. Khâu Tự Phong khó hiểu ý này, đang muốn nói gì, điện thoại lại vang lên. Sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt Khâu Tự Phong kỳ quái nói. Tôi vừa mới được tin tức nói, Ngô gia đã sớm biết hoạt động của Phó gia, nhưng vẫn không có động tĩnh, không biết là có chủ ý gì. Chẳng lẽ chính là Ngô gia thỏa hiệp, trao đổi phương diện nào đó cùng Phó gia? Chả trách một chút tin tức cũng không truyền ra, hóa ra có Ngô gia phối hợp. Nếu không chỉ bằng sức lực một Phó gia, khẳng định không làm được kín như vậy. Hạ Tưởng suy nghĩ, cũng đoán không ra dụng ý của Ngô gia, so ra thì, chênh lệch trí tuệ chính trị của hắn và ông cụ Ngô gia không nhỏ. Ông cụ dù sao cũng là cao thủ cấp cao chìm nổi mấy chục năm trong quan trường, lại có điều kiện tiện lợi ở thủ đô nhìn thiên hạ, Hạ Tưởng dù có ưu thế tái sinh, cũng không thể so sánh được. Hạ Tưởng do dự một chút, vẫn là điện thoại cho Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang dường như đã ngủ, mơ hồ hỏi một câu. Ai đấy? Chú ba, cháu là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tự giới thiệu, sau đó liền trực tiếp hỏi. Chuyện vị trí chung, chú ba có phải đã sớm biết hay không? Một lát sau, thanh âm Ngô Tài Giang mới vang lên. Ha ha, chuyện vị trí chung và chú không có quan hệ gì, tình huống cụ thể chú cũng không có hỏi chi tiết, cháu cũng biết tôi muốn đứng ngoài, sự tình cũng nhiều, lại là bút tích ông cụ không nói, chú nào dám hỏi ông cụ là thủ đoạn gì. Cháu cũng đừng quan tâm, sự việc đều ở trong phạm vi chấp nhận được. Hạ Tưởng cố nhịn, vẫn là không nhịn được, nói. Cháu không biết ông cụ tính toán cái gì, nhưng cháu trong lúc vô ý đã biết việc này. Đồng thời, Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình theo sau cũng trong lúc vô ý đã biết được, sự tình hiện tại đã công khai hóa. Ngô Tài Giang giọng nói có chút tỉnh táo lại. Sao lại như thế này? Hạ Tưởng liền đem chuyện hôm nay vô ý nghe được Phó Tiên Phong nói chuyện kể lại. Ngô Tài Giang nóng nảy. Cháu sao trước đó không hỏi chú? Cháu nhúng tay vào, nếu chẳng may quấy rầy bố trí của ông cụ thì phiền toái, ông cụ còn có thể nổi giận với cháu đấy. Hạ Tưởng liền bất đắc dĩ nói. Cháu làm việc theo suy nghĩ của mình, ông cụ làm việc theo suy nghĩ của ông cụ, không ai ảnh hưởng ai, cho dù có ảnh hưởng tiêu cực cũng không có cách nào, không phải ý của cháu. Ngô Tài Giang ném xuống một câu. Chờ chú gọi lại. Liền cắt đứt điện thoại. Hạ Tưởng duỗi tay với Khâu Tự Phong. Xem ra sự việc càng ngày càng phức tạp hóa. Quan trường vốn chính là nơi tranh đoạt danh lợi, mọi chuyện vốn phức tạp, hơn nữa, sự tình càng phức tạp, chẳng phải là càng như anh mong muốn sao. Khâu Tự Phong ngược lại rất thoải mái, dường như cũng không coi sự kiện vị trí chung như chuyện lớn. Hạ Tưởng khẽ cười một tiếng. Sao anh càng nói, hình tượng của tôi càng ngày càng kém. Khen anh cũng trở thành châm biếm anh, lối suy nghĩ của anh thật đúng là có vấn đề. Khâu Tự Phong lắc đầu, tiếp tục uống trà. Tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu Ngô gia đánh yểm trợ thay Phó gia, sẽ có hai trường hợp, một là Ngô gia đạt được ích lợi trao đổi từ Phó gia, đồng ý để vị trí chung nhảy dù tới tỉnh Yến. Trường hợp thứ hai, Ngô gia cố ý bố trí mê trận, mặt ngoài đáp ứng Phó gia, âm thầm có mưu tính khác, cái này thì tốt hơn, tin rằng với đa mưu túc trí của ông cụ Ngô gia, Phó gia không dính được chút ánh sáng. Nhưng nếu là loại thứ nhất, anh lựa chọn như thế nào? Nếu quả thật là trường hợp một, Hạ Tưởng quả thật gặp phải lựa chọn khó cả đôi đường. Hắn khoanh tay đứng nhìn, sau khi vị trí chung nhảy dù tới tỉnh Yến, Phó gia thế lớn, không gian của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Ngô gia nếu hận hắn, khẳng định sẽ không quản hắn chết sống, hơn nữa Tống Chiêu Độ cũng sẽ bị xa lánh. Nhưng nếu hắn âm thầm lợi dụng quan hệ khắp nơi, động chạm vào ích lợi của Phó gia, như là Khâu gia và Mai gia liên kết ngăn trở vị trí chung hàng không, nhu cầu của Ngô gia không được như ý. Sau khi biết có bóng dáng hắn trong đó, thù hận giữa hắn và Ngô gia sẽ càng sâu thêm một tầng, về sau hắn chẳng những cùng Phó gia ở thế như nước với lửa, quan hệ cùng Ngô gia cũng là họa vô đơn chí. Hạ Tưởng suy nghĩ, vẫn là đưa ra kết luận. Mặc kệ là trường hợp nào, lập trường của tôi không thay đổi, chính là hy vọng Khâu gia và Mai gia liên kết, ngăn cản Phó gia thực hiện được ý đồ. Đồng thời tôi cũng sẽ hướng Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm đề nghị, liên hợp phản đối quyết định Trung ương. Nếu Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh liên hợp phản đối một người được điều xuống, Trung ương cũng phải suy nghĩ kỹ.
nếu do bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh ra mặt, lại có mấy ủy viên thường vụ cùng lên tiếng, việc điều vị trí chung xuống có thể khẳng định là sẽ không thành công. Nhưng bình thường sẽ không xuất hiện sự kiện cùng lên tiếng, rất dễ khiến Trung ương có tâm lý để phòng đối với một tỉnh có chính trị tập trung, sau sẽ chậm rãi điều chỉnh bộ máy lãnh đạo. Nhưng chỉ cần Khâu Gia và Mai Gia ở trên Chu Toàn, Hạ Tưởng lại ra mặt thuyết phục Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, chỉ cần bí thư và chủ tịch tỉnh có ý kiến phản đối, trên dưới hô ứng, đại sự sẽ thành. Khâu Tự Phong nhìn vẻ mặt kiên định của Hạ Tưởng, biết hắn đã quyết tâm, nói. Cũng may, không uổng phí tôi giúp anh một hồi, tính nguyên tắc khá mạnh. Hạ Tưởng cười mắng. Anh cũng không nghĩ lại, tôi và Ngô Gia hiện tại là quan hệ gì. Bọn họ ra tay không suy xét tôi sống chết thế nào, tôi lại còn muốn lo bọn họ nghĩ gì. Còn lâu nhé, hiện tại ở trong mắt tôi, anh mới là bạn bè quan hệ gần nhất. Khâu Tự Phong vừa lòng mà mỉm cười. Nào, uống trà, uống trà. Hạ Tưởng vừa mới nâng ấm trà lên, điện thoại kêu, là Ngô Tài Giang gọi tới. Chú vừa hỏi ông cụ, sau khi ông ấy nghe xong cười to ba tiếng, sau đó mắng cháu một câu. Mắng cháu cái gì? Hạ Tưởng khó hiểu. Thật ra là khen cháu. Ngô Tài Giang còn chưa nói ra đã cười trước. Ông cụ nói, Hạ Tưởng sao có ánh mắt và lỗ tai như thế? Lời này là có ý gì, chẳng lẽ ông cụ ghét bỏ bộ dạng xấu của hắn? Hạ Tưởng có chút buồn bực, bộ dạng hắn kỳ thật một chút cũng không xấu, không khoe khoang, còn có điểm đẹp trai, nhưng ông cụ cái gì cũng không trả lời, lại chỉ hỏi cái lỗ tai và ánh mắt, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Lập tức suy nghĩ, Hạ Tưởng lập tức hiểu rõ là cái gì, mỉm cười. Chú ba, đây là khen cháu hay là tổn hại cháu? Ngô Tài Giang tức giận nói. Được rồi, đừng đắc ý, ông cụ khó có được một lần đánh giá tốt về cháu. Về sau nhớ biểu hiện cho tốt, đợi khi nào ông cụ tiếp nhận cháu rồi, chính phúc lành lớn của cháu. Cái gì cũng chưa nói, nhưng dường như lại cái gì đều đã nói rõ ràng, Ngô Tài Giang treo điện thoại. Hạ Tưởng biết hàm nghĩa trong lời nói ông cụ là, nói cái lỗ tai hắn, là chỉ thời cơ hắn nghe được tin tức thật đúng thời điểm. Nói ánh mắt hắn, là nói hắn làm việc thật tinh mắt, ngụ ý đương nhiên là cam chịu hành động thông báo cho Khâu Gia và Mai Gia của hắn. Ý tứ là, Ngô Gia giúp Phó Gia giấu giếm tin tức, chỉ sợ đúng như là trường hợp 2 mà Khâu Tự Phong đã nói, cố ý bố trí mê trận, có mưu tính khác. Nhưng cụ thể là cái gì, ông cụ sẽ không nói ra. Nhưng Hạ Tưởng rõ ràng một điểm, Phó Gia sẽ không có được tiện nghi. Thậm chí có thể nói, hắn làm việc này là hợp ý ông cụ. Hạ Tưởng đoán thật đúng, vốn là bước đầu tiên để cho Liên Nhược Hạm trong lúc vô ý nghe được tin về Mã Vạn Chính phải rời đi, đúng là ông cụ cố ý an bài. Bước thứ hai, lại muốn thông qua Liên Nhược Hạm, khiến Hạ Tưởng biết rằng kỳ thật là Phó Gia muốn vị trí chung nhảy dù tới tỉnh Yến làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, mà không phải là Ngô Gia. Không ngờ tới bước thứ hai còn chưa thực hiện, Hạ Tưởng may mắn thế nào nghe được tin tức, thời khắc ông cụ nhận được điện thoại của Ngô Tài Giang, trong lòng lần đầu tiên có thiện cảm đối với sự phản ứng rất nhanh, xuống tay đủ nhanh nhẹn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không biết rõ là, hắn ra tay lần này, rốt cục khiến hắn ở trong lòng ông cụ mở ra một lối đi. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng không loại bỏ trình độ mở rộng về sau đủ để chấp nhận hắn. Hai ngày sau, Hạ Tưởng đang ở văn phòng chủ tịch quận nghe thi trường nhạc báo cáo công tác, đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ, nói là tin tức Mã Vạn Chính phải rời đã truyền ra ở bên trong trụ sở tỉnh ủy, đồng thời truyền ra tin tức là có thể vị trí chung sẽ được điều tới tỉnh Yến làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thanh âm Tống Chiêu Độ vẫn là có một chút không tự tin. Sự tình thật sự sẽ có biến chuyển. Hạ Tưởng cũng không theo lời Mai Thái Bình nói, chuyển lời Tống Chiêu Độ không cần đi thủ đô vận động, bởi vì sự tình liên quan tiền đồ bản thân, Tống Chiêu Độ tuyệt đối sẽ không rời tay mặc kệ, hắn nói chi bằng không nói. Có lẽ nói, ngược lại sẽ làm Tống Chiêu Độ sinh ra ý tưởng không tốt đối với hắn. Tuy nhiên Tống Chiêu Độ lại chủ động đình chỉ hoạt động, bởi vì ông được ám chỉ, khiến ông không cần có thêm động tác, yên lặng chờ kết quả là được. Tống Chiêu Độ vẫn còn lo lắng, mấy lần gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, trưng cầu ý kiến. Hạ Tưởng liền khuyên ông an tâm một chút chớ nóng vội, sự tình hẳn là sẽ có thay đổi. Không nghĩ tới sau khi truyền ra tin tức Mã Vạn Chính được điều động, đồng thời còn có tin về vị trí chung được điều xuống đây, Tống Chiêu Độ đứng ngồi không yên. Biết Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, Mai Thái Bình có quan hệ không tồi, có thể biết một ít tin tức. Liền vội vàng gọi điện thoại đến hỏi.
thì Trường Nhạc là tới báo cáo tình hình tài chính với Hạ Tưởng, tài chính hoặc là bị cắt, hoặc là bị khấu trừ, không thì cũng bị kéo dài, dù sao không có một vụ thuận lợi, y liền tới chỗ Hạ Tưởng bày tỏ khó khăn. Bởi vì y đã đề cập hai lần với Bạch Chiến Mặc miệng thì đáp ứng là sẽ phối hợp với thành phố, quay người lại thì không có câu sau, khiến Thi Trường Nhạc hiểu rõ một việc, chính là Bạch Bí Thư hoặc là không có năng lực, hoặc là chỉ ứng phó y, hoặc là không làm việc thiết thực. Y cũng chỉ đành đến tìm Chủ tịch quận Hạ xin giúp đỡ. Có thể nói từ sau sự kiện sửa đường lần trước, Thi Trường Nhạc liền dần dần nghiêng về Hạ Tưởng. Nhưng y trước khi chưa nhìn thấy thực lực của Hạ Tưởng, là sẽ không tỏ thái độ rõ ràng. Thi Trường Nhạc gặp nhiều nhân vật trong quan trường như Phù Dung sớm nở tối tàn, đối với Hạ Tưởng về sau có thể ngồi yên trên ngai vàng Chủ tịch quận hay không, có thể tiến thêm một bước nữa hay không, y vẫn là thiếu tự tin trong lòng. Hạ Tưởng nghe điện thoại không bảo y tránh, y chợt nghe ra là ai điện thoại cho Hạ Tưởng, trong lòng không khỏi âm thầm chấn động, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ chủ động gọi điện thoại cho Chủ tịch quận Hạ, thật không thể tin nổi. Lắng tai nghe một lát, Thi Trường Nhạc sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất, tuy rằng nghe được không rõ ràng, nhưng y mơ hồ nghe được, Chủ tịch tỉnh Tống là nhờ Chủ tịch quận Hạ giúp đỡ. Chủ tịch tỉnh nhờ Chủ tịch quận giúp đỡ, không phải chuyện nghìn lẻ một đêm thì là gì. Thi Trường Nhạc không thể tin được lỗ tai của mình, còn cố ý nhéo nhéo tai, rốt cục lại nghe một câu, là Hạ Tưởng trả lời nói. Chủ tịch tỉnh Tống, theo ý của cháu, mức độ phức tạp của chuyện này vượt qua trong phạm vi năng lực của chúng ta, vẫn là khoanh tay đứng nhìn là thỏa đáng nhất. Mặc kệ là suy xét từ góc độ nào, cháu cũng hy vọng ngài có thể tiếp nhận chức vụ, hơn nữa cũng phải làm tất cả những gì nên làm, hiện tại, chỉ có thể là yên lặng xem thay đổi thôi. Thi Trường Nhạc lấy tay vỗ vỗ đầu, rốt cục cảm thấy tỉnh táo một chút. Đúng vậy, y quả thật không có nghe sai, là Chủ tịch quận Hạ tận tình khuyên bảo Chủ tịch tỉnh Tống, cụ thể là vì sao, y nghe không rõ, nhưng có thể khẳng định là, lúc này Chủ tịch tỉnh Tống vô cùng để ý thái độ của Chủ tịch quận Hạ. Trời đất ơi, đường đường phó Chủ tịch tỉnh, với giọng điệu bình đẳng đối thoại cùng Chủ tịch quận không nói, còn muốn trưng cầu ý kiến, với giọng điệu xin giúp đỡ. Thi Trường Nhạc chỉ cảm thấy kinh nghiệm mười mấy năm y trà trộn trong giới quan trường hoàn toàn không có tác dụng, có thể lật đổ toàn bộ, y liền cảm thấy đầu óc mặc kệ xoay chuyển như thế nào, cũng không thể hiểu không thể sở thấu được tình trạng này, tại sao có thể như vậy. Mặc kệ Thi Trường Nhạc nghĩ như thế nào, Hạ Tưởng đã tiếp điện thoại xong, hắn hơi chút ngây người lo nghĩ, lại thấy vẻ mặt Thi Trường Nhạc ngây ra như phỗng, không khỏi vui vẻ, cười nói. Lão Thi, ngây ngốc cái gì? Được rồi, tôi biết tình tình rồi, không cần phải gấp gáp, giữa các bộ phận của thành phố có chút vấn đề về phương diện phối hợp, ông cũng không cần phải thúc giục, cứ an tâm làm tốt công tác. Hạ Tưởng hiện tại sẽ không vội vã ra mặt hướng sở tài chính đòi tiền, nếu hắn ra mặt, vừa lúc hợp ý Mộ Duẫn Sơn, tương đương là hướng Hồ Tăng Chu cúi đầu. Giai đoạn này hắn không có ý tưởng tiếp xúc với Hồ Tăng Chu, quận Hạ Mã một đống công việc, lại có biến động trên tỉnh đều cần hắn toàn tâm chú ý, tạm thời không muốn phân tâm đi tham gia mâu thuẫn ở thành phố. Còn có một điểm, để cho Thi Trường Nhạc khó xử cũng tốt, Thi Trường Nhạc quá lay động, vẫn chưa cho thấy lập trường, Hạ Tưởng rất có ý kiến đối với y. Chương 570, gây khó khăn. Thi Trường Nhạc ăn phải một cây đinh mềm, trong lòng nghẹn khuất, được. Hiện tại ở trước mặt bí thư và chủ tịch quận cũng không tốt đẹp gì, làm sao bây giờ? Nhớ tới cuộc trò chuyện của Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng, y cũng biết không nên hỏi, tuy nhiên bởi vì thái độ vừa rồi của Hạ Tưởng vô cùng thân thiết, y cắn răng đánh bạo hỏi một câu. Lãnh đạo và chủ tịch tỉnh Tống quan hệ không tồi. Hạ Tưởng vẻ mặt vốn tươi cười, lập tức lạnh xuống, không vui nói. Vấn đề không liên quan tới công việc, không cần lãng phí thời gian. Một câu nói này đủ nặng, khiến Thi Trường Nhạc cảm thấy trên mặt không chút ánh sáng, tuy nhiên y cũng biết là Hạ Tưởng đối với mình cảnh cáo, thật sự nếu lập trường không kiên định, về sau đừng nghĩ có vui vẻ. Thi Trường Nhạc phẫn nộ mà đi, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là chủ tịch quận. Ai bảo mình lập trường không rõ, y trong lòng vẫn là không phục, cùng chủ tịch tỉnh Tống quan hệ tốt thì sao? Cũng không phải cùng thị trưởng Hồ hoặc phó thị trưởng Đàm quan hệ tốt. Vấn đề tài chính, chủ tịch tỉnh Tống nói cũng không được, thị trưởng Hồ và phó thị trưởng Đàm nói mới được, mới có tiền. Thi Trường Nhạc không nghĩ tới chính là, lời của Hạ Tưởng đã đúng, vài ngày sau, thành phố Yến đã xảy ra một chuyện lớn khiến tất cả mọi người đều không ngờ được,
chuyện lớn mang đến ảnh hưởng lâu dài, thị trường Nhạc không thấy được cũng không phát hiện được, trình tự của y không đủ. Nhưng ảnh hưởng trực tiếp chính là, tài chính về sau ở quận Hạ vô cùng thuận lợi, không còn phát sinh tình trạng kéo dài, cắt đứt, khấu trừ. Từ đó, thị trường Nhạc đối với Hạ Tưởng tâm phục khẩu phục, một lòng đi theo. Nhưng kỳ thật sự kiện cũng hoàn toàn vượt ra ngoài chủ ý của Hạ Tưởng, cũng không phải Hạ Tưởng làm. Vài ngày sau, thế cục quận Hạ Mã đặc biệt bình yên, sự hứng khởi khi thương mại Trường Cơ mang đến 20 tỷ đầu tư cũng đã biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên mọi người đều không có suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó, lực chú ý của mọi người đều bị thế cục trên tỉnh hấp dẫn, bởi vì tin đồn về Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Mã Vạn Chính điều đi là chính xác, Mã Vạn Chính cũng sắp chuyển đi. Cùng lúc đó, tin tức thủ đô sẽ điều người đến nhận chức Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh cũng là càng truyền càng rộng, thậm chí xôn xao. Cái gọi là ba người thành hổ, mặc kệ là thật là giả. Tất cả mọi người nhận định nguyện vọng làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh của Tống Chiêu Độ đã thất bại. Ngay cả Tống Chiêu Độ cũng không ôm hy vọng, tâm tình rất uể oải. So với sự mất mát của Tống Chiêu Độ thì Phó Tiên Phong rất đắc ý, đường làm quan rộng mở. Gã có được tin tức từ thủ đô là Vi Chí Trung đã báo danh ban tổ chức trung ương, hơn nữa nghe nói ban tổ chức trung ương cũng bước đầu thông qua khảo sát, chỉ cần đạt được ban tổ chức trung ương đề danh, Vi Chí Trung đến tỉnh Yến là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa gã cũng tin tưởng, sau khi hy sinh lợi ích lớn ở tỉnh Hoa Nam để đổi lấy sự ủng hộ của Ngô gia, cho dù Khâu gia và Mai gia liên hợp phản đối, cũng khó mà phá được kế hoạch tỉ mỉ của Ngô gia và Phó gia, Vi Chí Trung nhất định có thể nhậm chức. Sau khi Vi Chí Trung tới tỉnh Yến, cơ bản đại cục ở tỉnh đã định, kế tiếp gã lại cân bằng một chút thế cục ở thành phố, Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã thì nửa bước cũng khó đi. Nhớ tới Hạ Tưởng ở Hồng Tụ Thiêm Hương mang đến nhục nhã cho gã, rồi còn cười châm biếm, Phó Tiên Phong trong lòng khó yên, hận không thể lập tức đem Hạ Tưởng dẫm nát dưới chân. Có một chút khiến tâm tình gã buồn bực là, theo tin tức tin cậy, tòa nhà Hải Long đang bí mật trang hoàng đối diện nơi thời trang hàng hiệu. Có thể sẽ mở một cửa hàng bách hóa lớn, sẽ gây áp lực cạnh tranh với thời trang hàng hiệu. Đến cùng là ai yên lặng không một tiếng động mua cả tòa nhà Hải Long, lại cố ý đối nghịch cùng thời trang hàng hiệu, Phó Tiên Phong tra xét nửa ngày cũng không có tra ra đối phương là ai. Đối phương ẩn núp thật sự quá sâu, tư liệu tra được rất có hạn, hơn nữa đại diện pháp lý cũng là vô danh tiểu tốt, hiển nhiên là nhân vật mấu chốt cố ý trốn ở sau lưng, không chịu lộ diện. Khiến cho Phó Tiên Phong tức giận là ai đó cố ý nhằm vào thời trang hàng hiệu, rồi lại tránh ở phía sau màn. Hơn nữa gần như có thể khẳng định là, muốn nhằm vào gã. Làm gã hoài nghi có phải là có bóng dáng Hạ Tưởng ở đây hay không? Tuy nhiên may mắn Đàm Long an bài một việc, khiến tâm tình gã tốt lên, ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Thị trưởng thường trực Đàm Long đi thị sát công tác quận Hạ Mã, lúc này Hạ Tưởng hẳn là đang đi cùng. Nói không chừng còn có thể bị Đàm Long bắt bẻ vài câu. Hạ Tưởng dù có bất mãn cũng phải nhịn, thị trưởng chỉ thị công tác, chỉ là một chủ tịch quận thì không nghe cũng phải nghe, có phải hay không? Phó Tiên Phong đoán đúng rồi, Đàm Long lúc này đang cùng Bạch Chiến Mặc và Hạ Tưởng cùng đi xuống thị sát quận Hạ Mã, và nhằm vào công tác làm chưa tốt của quận ủy ban nhân dân quận Hạ Mã, đưa ra ý kiến phê bình. Đàm Long lựa chọn lúc này thị sát quận Hạ Mã. Tuyệt đối có nhân tố cá nhân ở bên trong, lần trước sự kiện Hồng Tụ Thiêm Hương, khiến y buồn bực rất nhiều, muốn tìm Sở Đồng gây phiền toái, lại không dám mạo hiểm đắc tội Phạm Duệ Hằng, muốn tìm Hạ Tưởng gây sự, vẫn không nghĩ được đối sách tốt. Bỗng nhiên một hôm liền lóe lên một ý tưởng, có thể lấy thị sát công tác. Đến quận Hạ Mã ở ngay trước mặt mọi người cho Hạ Tưởng một chút khó khăn. Vì thế mới có buổi thị sát hôm nay. Cùng Đàm Long thị sát công tác còn có lãnh đạo chủ yếu của quận Hạ Mã, Bí thư Bạch Chiến Mặc, Chủ tịch quận Hạ Tưởng, Phó Bí thư Khang Thiếu Diệp, Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ, Phó Chủ tịch quận Tạ Nguyên Thanh. Đàm Long đầu tiên thị sát điều kiện làm việc ở quận ủy và ủy ban nhân dân quận, nhìn phòng làm việc của Hạ Tưởng, uyển chuyển đưa ra ý kiến phê bình. Đồng chí Hạ Tưởng có văn phòng còn xa hoa hơn văn phòng của tôi, có phải quá mức xa xỉ hay không? Cán bộ đảng viên. Đầu tiên phải có tác phong giản dị mộc mạc, hơn nữa quận Hạ Mã là quận mới, nơi cần dùng tiền còn rất nhiều, một văn phòng chỉ cần đủ để làm việc là được rồi, làm sao phải trang hoàng cầu kỳ như vậy, có phải không? Hạ Tưởng biết Đàm Long là đến đây gây sự, là trả thù sự việc lần trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, thực ra phòng làm việc chỉ cần bộ bàn ghế với một máy vi tính là đủ rồi,
tôi cũng luôn cho rằng văn phòng vẫn là đơn giản thực tế mới đúng. Bạch Chiến Mặc nghĩ thầm, Hạ Tưởng nói theo lời Phó Thị trưởng Đàm, là tự phê bình mình. Gã đành cố gắng không dính vào, cũng không nói gì cả. Đàm Long thấy thái độ Hạ Tưởng thành khẩn, không khỏi âm thầm tự đắc, nghĩ thầm rằng quan lớn một bậc đè chết người, giờ là lúc chính mình ở trước mặt mọi người đè hắn, thì sao nào? Anh có bản lĩnh, có thể giáp mặt chống đối lãnh đạo cấp trên. Hừ, phỏng chừng anh cũng không dám để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Không ngờ theo sau Hạ Tưởng lại chuyển đề tài, còn nói. Nhưng lúc trang hoàng văn phòng, Bí Thư Trần và Thị trưởng Hồ đều tự mình chỉ thị, nhất định phải trang hoàng được xa hoa một chút, về sau cũng có lợi cho triển khai công tác thu hút đầu tư. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, gặp vấn đề là lo lắng mọi mặt, thân là cấp dưới cũng chỉ biết phục tùng. Đàm Long bị nghẹn thiếu chút nữa mắng ra tiếng, nghĩ thầm Hạ Tưởng giỏi lắm, nói vòng vo một lúc lại đưa ra Trần Phong và Hồ Tăng Chu để đè gã, còn mượn cớ tâng bốc Trần Phong và Hồ Tăng Chu, đúng là không chịu thua kém ai. Nhưng Hạ Tưởng là thứ gì hay không thì gã nhận xét cũng không tính, mà Hạ Tưởng có lý do quả thật đầy đủ, đồng thời ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là đưa Trần Phong và Hồ Tăng Chu ra đè ông, chẳng lẽ không được. Đàm Long tức giận mà không nói được, ánh mắt đảo qua, phát hiện trên tường có một bức thư pháp, trên viết vài chữ. Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ hết lòng tận tụy, đính hết mới thôi. Không có ghi tên ai cũng không có chữ ký. Gã giống như là phát hiện ra vùng đất mới, nói. Chủ tịch quận hạ có bức thư pháp không tồi, sao không có chữ ký? Có phải tác phẩm của danh gia nào đó hay không? Ký tên, là có thể vô giá. Ngụ ý ám chỉ có phải đã biến tướng chuyện thu hối lộ hay không? Hạ Tưởng còn chưa có trả lời, Tạ Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng, nói. Nếu tôi không đoán sai, bức thư pháp này là bút tích của một vị lãnh đạo ở thành phố Yến. Xin nhắc nhở, đó là người có chức vụ chính A. Chức vụ chính ở thành phố Yến, nói nghĩa hẹp là Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Còn nghĩa rộng thì trưởng ban các bộ phận miễn cưỡng cũng được tính là chức vụ chính. Tạ Nguyên Thanh từ trước đến nay nói chuyện chỉ nói một nửa, nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt Đàm Long lập tức biến đổi lớn. Làm sao có đạo lý cấp trên tặng quà cho cấp dưới chứ? Lời Tạ Nguyên Thanh nói, tương đương với việc ở mặt trước mọi người đánh gã một bạt tai. Bạch Chiến Mặc giọng điệu không tốt nói. Đồng chí Nguyên Thanh không được nói lung tung. Tạ Nguyên Thanh âm điệu cười khẽ vẫn giống như cũ. Tôi không nói chuyện lung tung, khi ở trong nhà một vị thủ trưởng thủ đô thấy qua một bức thư pháp giống vậy, mặc kệ là nâng bút hay là đặt bút, vừa xem qua với bức thư pháp của chủ tịch quận hạ là cùng một người viết ra. Khác biệt chính là, bức thư pháp của thủ trưởng là có ký tên. Khụ khụ. Đàm Long tự biết mất mặt, rất là không vui. Nhưng lại không tiện mở miệng hỏi đến tột cùng tác giả là ai, bởi vì sau khi hỏi ra, lại càng mất mặt. Bạch Chiến Mặc cũng là mất mặt lớn, vội nói. Mời Phó Thị trưởng Đàm đi thăm một chút cảnh đẹp sông Hạ Mã. Đoàn người liền rời bước tới sông Hạ Mã, tiếp tục công tác thị sát. Hai bờ sông Hạ Mã hiện tại đang ở quy mô ban đầu, phóng mắt nhìn ra, một cảnh tượng bận rộn, những công nhân không ngừng hoạt động, bận rộn. Ngoại trừ gieo trồng cây cảnh. Ven bờ bắt đầu xây dựng đủ loại cơ sở buôn bán, tiệm bán báo, quầy hàng ăn vặt v.v. Làm cho người ta một hình ảnh phồn thịnh hướng đến quang vinh. Nước sông xanh bích dập dần gợn sóng, vì nguyên do vừa mới thông nước nên du khách không nhiều, nước sông vô cùng trong suốt, trên mặt nước có mấy chiếc du thuyền có kiểu dáng cổ điển, đang thử nước, cảnh sắc được chiếu rọi như thi thơ như bức họa. Đàm Long dẫn đầu nhóm người đảng chính ở quận Hạ Mã, vây quanh xung quanh Đàm Long. Bước chậm rãi theo dọc bờ sông. Đàm Long chỉ trỏ trỏ, đưa ra một loạt chỉ thị về các hạng mục công tác, chẳng hạn như phải tăng mạnh an toàn phòng hộ, phải chú ý phòng ngừa đất màu bị trôi, phải duy trì vệ sinh nước sông, có thể nói cái gì thì đều nói hết, Hạ Tưởng cũng liên tục kêu đúng. Đi không xa, Đàm Long lấy tay chỉ ra đường sông trước mắt nói. Nếu ở đây xây một cây cầu cao, hẳn là sẽ vì phát triển kinh tế của quận Hạ Mã thổi vào một sức sống mới đấy. Bạch Chiến Mặc vội vàng phụ họa nói. Phó Thị trưởng Đàm nói đúng, xây một cây cầu, chẳng những phát triển kinh tế, cũng rút ngắn khoảng cách giữa nội thành và huyện Thường Sơn, về sau từ quận Hạ Mã đến huyện Thường Sơn, sẽ không phải đi vòng quốc lộ 107. Khang Thiếu Diệp cũng là liên tục gật đầu. Phó Thị trưởng Đàm ánh mắt cao xa, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, quả nhiên ánh mắt độc đáo.
Ủy ban nhân dân quận như thế nào không phát hiện ở đây có thể xây một cây cầu cao để có thể nâng cao kinh tế quận Hạ Mã. Bởi vậy chứng minh, các đồng chí chúng ta còn cần tăng mạnh học tập, cố gắng nâng cao năng lực bản thân, mới có khả năng theo kịp bước tiến xây dựng kinh tế. Đàm Long trên mặt có vẻ vui mừng, liền khoát tay cười. Tôi nói cũng chỉ là một đề nghị, cũng không có trải qua luận chứng nghiêm khắc. Cụ thể công tác, vẫn là cần chuyên gia quy hoạch đi làm. Hạ Tưởng không nói chuyện, chỉ có cười. Trần Thiên Vũ muốn nói lại thôi, Tạ Nguyên Thanh cũng là lắc đầu cười, không để ý đến Đàm Long ba hoa. Khang Thiếu Diệp thấy ba người không nói tiếp, có chút không cao hứng nói. Chủ tịch quận Hạ, Phó Thị trưởng Đàm chỉ thị tinh thần, vậy bên ủy ban có ý tưởng gì cụ thể không? Hạ Tưởng không hiếm thấy việc mông thay não đưa ra quyết định, thậm chí có lãnh đạo sau khi uống rượu đi ra ngoài tiểu tiện, người bên cạnh hỏi xây bia kỷ niệm ở nơi nào tốt, lãnh đạo giơ tay chỉ ra chỗ tiểu tiện, nói. Nơi này là tốt nhất. Kết quả cuối cùng thật đúng là xây ở nơi đó, may mắn sự tình không có truyền rộng rãi, nếu không thật đúng là trở thành trò cười. Đàm Long lời nói khách sáo vừa rồi tuy nói coi như có cái nhìn, nhưng đề nghị vậy cũng là chỉ huy vớ vẩn, vẫn là mông quyết định đầu nói sằng nói bậy. Hạ Tưởng cũng sớm có ý tưởng xây cầu, tuy nhiên không phải ở đây mà là xây dựng đường lớn của Bắc Đoan. Xây dựng đường lớn là một ngã tư đường chủ yếu trong nội thành, từ Nam Đoan thông đến Nam Nhị Hoàn, từ Bắc Đoan thông đến sông Hạ Mã. Hiện tại ở giữa thành phố và huyện Thường Sơn chỉ có một quốc lộ 107 kết nối, giao thông không thuận tiện. Bởi vì đường 107 là quốc lộ, xe lớn quá nhiều, kiểu gì cũng có tắc nghẽn giao thông. Mà phía trên quốc lộ 107 đoạn qua sông Hạ Mã, vốn có một cây cầu lớn. Chỗ Đàm Long nói chỉ cách cây cầu gần quốc lộ 107 có 500 mét, không tạo được hiệu quả phân luồng, cũng không lợi cho giao thông phía đông quận Hạ Mã, trên cơ bản là quyết định nhất thời, không đáng luận chứng. Hạ Tưởng không nói tiếp cũng là cho Đàm Long mặt mũi. Khang Thiếu Diệp đã có ý làm khó dễ một chút, muốn ủy ban tỏ thái độ, Hạ Tưởng có chút bực mình, liền nói với Trần Thiên Vũ. Đồng chí Thiên Vũ hướng Phó Thị trưởng Đàm báo cáo một chút ý tưởng về cầu Tử Long. Cầu Tử Long là kết quả thảo luận của Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ, chính là ở đường lớn của Bắc Đoan xây một cây cầu ngang sông, để thông nội thành và thị trấn huyện Thường Sơn, về sau người dân đi huyện Thường Sơn, sẽ không phải đi vòng quốc lộ 107, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Mà cây cầu lại đặt tên theo vị anh hùng Triệu Vân trong Tam Quốc, tên là cầu Tử Long, cũng là có sự thật và có ý nghĩa lịch sử. Trần Thiên Vũ cũng hơi bực, vừa nghe Hạ Tưởng chỉ bảo, liền nói. Căn cứ dòng người và công thức tính toán xe cộ lưu thông, lại kết hợp tình huống giao thông thực tế giữa nội thành và huyện Thường Sơn, qua một loạt nghiên cứu, lại tham khảo tiền lệ của các thành thị anh em khác, cuối cùng cho ra kết luận, nơi xây cầu thích hợp nhất là ở đường lớn của Bắc Đoan. Trần Thiên Vũ lời nói còn chưa có nói xong, sắc mặt Đàm Long liền trở nên cực kém, không kiên nhẫn mà ngắt lời Trần Thiên Vũ, không hài lòng nói. Tôi chỉ là đưa một giả thiết, không cần phải hướng tôi mà báo cáo. Trần Thiên Vũ xấu hổ mà ngậm miệng, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng khoát tay, ý là không cần để ý, đang muốn nói vài câu, Đàm Long lại lấy tay chỉ ra xa xa, dùng giọng điệu chất vấn hỏi. Đồng chí Hạ Tưởng, cách bờ sông không đến mấy trăm thước mà xây dựng công viên, có tai họa ngầm về an toàn hay không? Nếu chẳng may du khách khi du ngoạn ở công viên rơi xuống sông, công viên liền mất đi ý nghĩa du ngoạn thư giãn. Công viên Đàm Long chỉ đúng là công viên nước do tập đoàn Viễn Cảnh khai phá, vấn đề gã nói nếu suy nghĩ sâu xa, cũng giống như cố tình gây sự. Công viên nào chả có tai họa ngầm về an toàn, cho dù bên cạnh công viên không có sông, bên trong công viên cũng có hồ nước và núi giả. Hồ nước có thể làm diềm chết người, núi giả có thể rơi trúng người, chẳng lẽ công viên sẽ không thể mở cửa? Đương nhiên, chỉ trích của Đàm Long cũng có chút đạo lý, thành phố Yến thiếu nước, hồ nước bình thường trong công viên đều là một bãi nước lặng, sâu không hơn 2-3 thước, miễn cưỡng có thể đi thuyền nhỏ, không thể bằng nước sông Hạ Mã mênh mông cuồn cuộn. Hạ Tưởng cũng chỉ cố giải thích, công viên và sông Hạ Mã là một thể gắn bó, là điểm đặc sắc lớn nhất của công viên nước. Cũng là công viên duy nhất có sông Hạ Mã ở thành phố Yến. Lúc thiết kế công viên, đã xem xét tới vấn đề an toàn, ở gần bờ sông Hạ Mã còn tạo một bãi cát nhân tạo, đồng thời còn xây khu nước cạn, ở giữa khu nước cạn và khu nước sâu, còn có lan can, mặt khác còn có các loại phương tiện cứu hộ thường dùng để hỗ trợ nữa.
Lời nói ở mặt ngoài thì nói rất dễ, nếu chẳng may xảy ra vấn đề ai phụ trách. Đàm Long đầy một bụng tức, hôm nay đến đây vốn là tìm tật xấu, không nghĩ tới khắp nơi đều bị đánh trở về, gã liền vô cùng buồn bực, nhất định phải tìm lại mặt mũi mới được, vừa lúc phát hiện vấn đề của công viên nước, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tôi thấy hay là công viên tạm dừng thi công, chờ sau khi tôi trở về tổ chức chuyên gia ở thành phố tiến hành khảo sát luận chứng, cùng nghiên cứu ra một phương án an toàn, lại một lần nữa khởi công cũng được. Lời Đàm Long nói tuyệt đối chính là cố ý gây sự, tổ chức chuyên gia nghiên cứu. Khi nào thì tổ chức, khi nào thì luận chứng, ở giữa cái nào cũng được, có lẽ gã vẫn sẽ kéo dài không tổ chức không luận chứng, công trình chẳng lẽ phải dừng lại à? Cho dù tổ chức chuyên gia tiến hành nghiên cứu, khi nào thì cho ra phương án an toàn, phương án có hợp lý hay không, lại là một vấn đề nghiên cứu khác. Có thể nói, Đàm Long thể hiện rõ là nói cho Hạ Tưởng, tôi chính là muốn cố ý bắt bẻ cậu một phen, cậu làm gì được. Lời nói của Phó Thị trưởng Thường Trực, cậu định không nghe. Không nghe chính là không hiểu chuyện, không hiểu quy củ quan trường, thì có đủ lý do cho cậu không thể xuống được đài. Hạ Tưởng quả thật khó xử, nếu ngừng thi công, sẽ tổn thất kinh tế không nhỏ. Không ngừng, lời Phó Thị trưởng Thường Trực lại không thể không nghe. Nếu dựa theo lời Đàm Long đi làm, công trình công viên nước nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lại không thể trực tiếp ra mặt tìm Trần Phong, vấn đề ở trong phạm vi Đàm Long quản lý, Trần Phong chính là bí thư thành ủy, cũng không thể trực tiếp nhúng tay, nếu không sẽ bị người khác nói. Mà Hồ Tăng Chu chưa chắc đồng ý ra mặt hỗ trợ, bởi vì hiện tại Hồ Tăng Chu và hắn không cùng đường. Hạ Tưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đàm Long là cố ý trả thù lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương, thân là lãnh đạo, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng quan trường trong thực tế, loại cán bộ giống Đàm Long có thể nói, nhiều không đếm xuể. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Chiến Mặc, dường như sự việc không liên quan đến mình, trong lòng thầm nghĩ một bí thư quận ủy, chiến tích ông hưởng, trách nhiệm tôi chịu, thật đúng là am hiểu sâu đường đi trong quan trường. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn nảy ra một ý hay. Chương 571, thay đổi bất ngờ. Giám sát 20 tỷ đầu tư là điểm yếu của Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng tin chỉ cần hắn nhắc tới, Bạch Chiến Mặc nhất định thỏa hiệp, sẽ ra mặt hướng Đàm Long mở miệng. Bạch Chiến Mặc mà mở miệng, Đàm Long phải nể Phó Tiên Phong, hẳn là có thoái lui. Bạch Chiến Mặc cũng thấy được ánh mắt Hạ Tưởng xin giúp đỡ, lại làm bộ không có nhìn đến, bày ra một bộ thái độ không biết gì, trong lòng tự nhiên là âm thầm đắc ý. Hạ Tưởng bị Đàm Long chèn ép, gã tự nhiên vui vẻ. Bởi vì mặc kệ là xuất phát từ góc độ nào, gã đều không hy vọng Hạ Tưởng quá thuận buồm xuôi gió. Hạ Tưởng chiến tích càng lớn, quầng sáng của gã lại càng kém. Hơn nữa Hạ Tưởng trong tay quản lý kiểm soát bộ máy ủy ban, quả thực vô cùng chắc chắn, khiến gã buồn bực lo lắng. Khang Thiếu Diệp trong lòng cũng mừng thầm, lần đầu tiên thấy Hạ Tưởng bị ép đến không nói được lời nào, chỉ cảm thấy sự kiện thư ký lần trước, bị Hạ Tưởng và Phó Hiểu Bân liên kết trêu cợt làm nhục rốt cục có thể trả lại, trong lòng là vui sướng rất nhiều. Mấy nhân viên hộ tống khác, mặc kệ là người của Đàm Long, hay là tùy tùng của Bạch Chiến Mặc, vẻ mặt đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngồi chờ Hạ Tưởng xấu mặt. Hạ Tưởng sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh, mở miệng nói. Bí thư Bạch, nếu Phó Thị trưởng Đàm nhắc tới vấn đề an toàn tai họa ngầm, tôi cảm thấy đầu tư của thương mại Trường Cơ cũng có khả năng tồn tại cùng loại vấn đề. Bạch Chiến Mặc trong lòng, lộp bộp, một chút, không tốt, Hạ Tưởng đủ thông minh, lập tức nghĩ ra kế sách, nếu gã không hướng Đàm Long nói giúp, Hạ Tưởng có thể nhắc lại vấn đề giám sát 20 tỷ tài chính, mà lập trường lần trước của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi cho thấy, ý kiến của Hạ Tưởng hoàn toàn có khả năng thông qua hội nghị thường vụ. Gã biết, một câu nói của Hạ Tưởng đã đưa gã vào tuyệt lộ. Bạch Chiến Mặc bất đắc dĩ, bước đầu lãnh hội thủ đoạn của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng nói được thì làm được, đành phải gian nan nói. Phó Thị trưởng Đàm, vừa mới mở miệng nói, điện thoại của Đàm Long lại kêu. Nói chung, di động đối ngoại của Đàm Long đều ở trong tay thư ký, nhưng bản thân gã cũng có di động mà người ngoài không biết, đương nhiên cũng không tùy tiện kêu. Một khi kêu lên, thì có nghĩa là có chuyện lớn phát sinh. Đàm Long biến sắc, giơ tay ngăn lại Bạch Chiến Mặc nói, sắc mặt ngưng trọng mà tiếp di động, chỉ nghe hai tiếng sắc mặt lại lần biến đổi, sau khi treo điện thoại chỉ nói một câu. Tôi phải về thành phố, có việc gấp. Sau đó cũng không giải thích gì cả.
ngay cả thư ký cùng với nhân viên đi theo, vội vàng rời đi. Sau khi Bạch Chiến Mặc và Hạ Tưởng đưa Đàm Long lên xe, hai người thảo luận một chút, liền quyết định trở lại quận ủy mở một cuộc họp hội ý. Họp hội ý do bốn người Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp và Trần Thiên Vũ tham gia, chủ yếu thảo luận phó thị trưởng Đàm thị sát công tác hôm nay, chỉ thị tinh thần, cùng với bước tiếp theo làm thế nào để chứng thực lời nói của phó thị trưởng Đàm, tiến hành thảo luận làm thế nào cụ thể triển khai công tác. Bởi vì Đàm Long bất ngờ đi không từ giã, Bạch Chiến Mặc chưa kịp mở miệng, gã có ý đâm lao phải theo lao, liền đem sự tình công viên nước đập chết rồi nói tiếp, cũng tiện nắm giữ một quân của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy khó sẽ không còn lấy sự tình thương mại trường cơ đánh trả. Trước không cần quản nhiều như vậy, dù sao đã có phó thị trưởng Đàm nói trước, Hạ Tưởng cũng không tiện sai hẹn phải không? Bạch Chiến Mặc đầu tiên biểu lộ thái độ. Hôm nay phó thị trưởng Đàm nói chuyện vô cùng trọng yếu, nhất là về vấn đề an toàn ở công viên nước, tôi cho rằng nên triển khai kiểm tra toàn bộ an toàn một lần, trước ngừng thi công tự kiểm tra, nếu cần thiết, thì mời chuyên gia ở thành phố tiến hành kiểm tra, ít ra phải làm ra một thái độ, anh nói xem, chủ tịch quận Hạ. Hạ Tưởng thấy Bạch Chiến Mặc nhân cơ hội thay đổi, nghĩ thầm rằng có lẽ gã nghĩ rằng mình yếu đuối dễ ức hiếp. Liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nếu phó thị trưởng Đàm có chỉ thị tinh thần, trong quận cũng phải coi trọng mới được. Tôi sẽ kịp thời sắp xếp đưa xuống, Thiên Vũ, cậu phụ trách kiểm tra toàn bộ vấn đề an toàn sản xuất trong phạm vi quận, không chỉ một công viên nước, tất cả hạng mục thi công đều phải kiểm tra, một chỗ cũng không thể bỏ qua. Trần Thiên Vũ đáp ứng một câu, gật đầu nói. Tôi sẽ cụ thể an bài chuyên gia phụ trách việc này. Hạ Tưởng còn nói, ngoại trừ kiểm tra an toàn thi công, đối với các hạng mục đầu tư vào quận Hạ Mã cũng phải kiểm tra, phòng ngừa lấy danh nghĩa đầu tư để rửa tiền ở quận Hạ Mã, nếu chẳng may về sau bị vạch trần, quận Hạ Mã liền nổi danh thiên hạ, đương nhiên, cũng không phải là tiếng tốt. Đồng chí Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi cũng từng đề nghị với tôi, vì tăng mạnh việc giám sát đầu tư, cần phải trang bị thêm một cơ cấu giám sát tài chính do chính phủ quản lý, tôi luôn do dự, hiện tại cảm thấy xuất phát từ phương diện an toàn, quả thật cũng nên làm. Đúng là than phiền được báo đáp, Bạch Chiến Mặc thầm mắng một câu, biết Hạ Tưởng là ăn miếng trả miếng, cố ý nhắc lại chuyện xưa, đang muốn cãi lại vài câu, bỗng nhiên, điện thoại vang. Bạch Chiến Mặc sửng sốt, còn chưa kịp nghe điện thoại, ngay sau đó di động Hạ Tưởng cũng kêu. Bạch Chiến Mặc đứng dậy sang bên cạnh nghe, Hạ Tưởng lại ngồi không nhúc nhích, cũng tiếp điện thoại. Sau khi hai người nghe điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng gần như là giống nhau, chỉ nghe vài câu liền buông điện thoại xuống, vẻ mặt khiếp sợ. Trầm mặc dài đến hơn 10 giây. Hạ Tưởng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bí thư Bạch, vấn đề kiểm tra an toàn sản xuất. Bạch Chiến Mặc vung tay lên. Về sau nói tiếp. Giai đoạn hiện nay là phải đem phát triển kinh tế đặt lên hàng đầu. An toàn là cần thiết, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ngừng thi công, rất không sáng suốt. Hạ Tưởng đứng dậy, khẽ gật đầu nói. Vậy thì cứ như vậy. Rồi xoay người gọi Trần Thiên Vũ, đi ra khỏi văn phòng của Bạch Chiến Mặc. Khang Thiếu Diệp nhìn Bạch Chiến Mặc mà chẳng hiểu gì cả, nói. Bí thư Bạch, thời cơ tốt như vậy sao dễ dàng buông tha vậy? Bạch Chiến Mặc vẻ mặt trắng xám, uể oải mà phất tay. Thời cơ tốt ư, là thời cơ quá tốt của Hạ Tưởng thì đúng hơn. Làm sao vậy? Khang Thiếu Diệp quá sợ hãi hỏi. Đàm Long phải rời thành phố Yến. Bạch Chiến Mặc bỗng từ đáy lòng dâng lên một cảm giác vô lực, vận may của Hạ Tưởng sao lại tốt như vậy, Đàm Long đột nhiên sao lại bị người điều đi. Đàm Long phải điều đến thành phố Bột Hải làm thị trưởng, không còn là phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Lời gã nói, đã không có phân lượng. Khang Thiếu Diệp ngồi ở trên ghế mở to hai mắt nhìn, thật sự không rõ, sao một chút tin tức cũng không có, rồi đột nhiên, Đàm Long bị điều tới thành phố Bột Hải. Đó là một trong những thành phố có kinh tế kém phát triển của tỉnh Yến. Hơn nữa diện tích không lớn, là nơi nghèo khó lạc hậu, Đàm Long đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ thành phố Yến, vốn đã là giám đốc sở, trong tình huống bình thường hẳn là tiếp nhận chức vụ thị trưởng thành phố Yến. Lên tới cấp phó tỉnh. Hiện tại điều đến Bột Hải làm thị trưởng, tuy là điều chuyển ngang, trên thực tế là âm thầm hạ thấp. Đàm Long nếu lên làm bí thư thành ủy còn đỡ, xem như chuẩn bị cho bước tiếp theo, nhưng điều nhiệm thị trưởng, người sáng suốt đều rõ ràng. Tiền đồ của Đàm Long về sau rất khó khăn. Bạch Chiến Mặc cũng là thật sự không nghĩ ra.
Thực ra lúc đầu Hạ Tưởng cũng không hiểu vì sao Đàm Long đột nhiên bị điều đi, hắn trở lại văn phòng, ngồi yên một lát, định gọi điện thoại cho Mai Thái Bình mà không được. Lại ngồi một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì hiểu ra mà mỉm cười. Đàm Long rời đi, vừa ở ngoài dự tính, nhưng lại trong sự hợp lý. Bởi vì Hạ Tưởng nghĩ thông suốt mới hiểu được, trước kia vẫn không rõ ông cụ Ngô gia ra tay nhằm vào hắn, vì sao phải cố ý đảo loạn thế cục thành phố Yến, hiện nay mới có đáp án chính thức. Lúc ấy đúng là chèn ép hắn, nhưng không chỉ có một tay, mà là hai bút cùng vẽ, có thể nói là kế, hạng trang múa kiếm ý ở bái công, bề ngoài là có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác rõ ràng là mượn thế chèn ép hắn, trước đem thế cục thành phố Yến khuấy loạn, Hồ Tăng Chu một lần nữa lập lại hàng ngũ, đưa thế cục thành phố Yến thành thế chân vạc, vừa lúc có thể mượn cơ hội từ trong loạn lạc kiếm lợi. Nhưng ngoài chỗ thông minh của ông cụ vẫn là không vội nhúng tay vào thế cục thành phố Yến, sau lại đột nhiên thu tay, bày ra thái độ không đếm xỉa đến, dường như sự việc thật sự trở thành quá khứ, như không hề có chuẩn bị gì ở sau. Ngay cả Hạ Tưởng lúc ấy cũng cho rằng ông cụ không hề quan tâm thế cục thành phố Yến, hoàn toàn thu tay lại, mặc dù hắn vẫn đoán ông cụ hẳn là còn có dụng ý khác, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết, đến khi lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương nghe được Phó Tiên Phong trong lúc vô ý để lộ ra chuyện vị trí chung nhảy dù xuống. Lúc ấy, Hạ Tưởng mới mơ hồ cảm giác bắt được cái gì, nhưng vẫn là không hiểu được, chỉ mơ hồ cho rằng ông cụ và Phó gia liên hợp nhúng tay an bài Phó Chủ tịch Thường Trực tỉnh Yến, khiến hắn nghĩ không ra nguyên nhân ở bên trong. Đến tột cùng là ông cụ tính toán gì, hắn không dám khẳng định. Nhưng hắn kiên định mà cho rằng, ông cụ là sẽ không đơn giản mà cùng Phó gia hợp tác như vậy. Điện thoại của Ngô Tài Giang khiến hắn hiểu một chút, chính là hắn cổ động Khâu gia và Mai gia liên hợp ra tay ngăn cản Phó gia, là đi đúng một bước, ngay cả ông cụ cũng tỏ vẻ khen ngợi, càng làm cho hắn trong lòng kết luận, nếu hắn nghĩ chính xác, ông cụ sẽ không để Phó gia dễ dàng thực hiện được, cho dù Phó gia trả giá thật lớn, với trí tuệ và quyền mưu của ông cụ, chỉ sợ là đang đùa giỡn Phó gia. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết, ông cụ không có khả năng làm quá rõ rệt, nếu không sẽ không thể giải thích với Phó gia. Trong chính trị, cũng phải chú ý sự cân bằng và uy tín, việc nói không giữ lời, chỉ có thể làm một lần, không bao giờ có lần thứ hai. Hạ Tưởng liền có lý do để tin tưởng, ông cụ ra tay, khẳng định là trong kế lại có kế, khẳng định đến lúc đó sẽ làm Phó gia ăn một cú thua đau đớn, nhưng lại không nói được lời nào, tìm không thấy lý do để chỉ trích Ngô gia không giữ lời. Không ngờ tới, lúc tin tức vị trí chung nhảy dù đến đây càng ngày càng nghiêm trọng, thế cục tỉnh Yến chưa định, đột nhiên đúng lúc đó thành phố Yến có biến cố cực lớn, Đàm Long phải rời thành phố Yến. Đàm Long tuy không phải thật sự là người của Phó gia, nhưng là một trong những lực lượng của Phó gia, gã rời đi, tương đương với thực lực của Phó Tiên Phong tại thành phố Yến suy giảm, thiếu đi cánh tay, cũng khiến Hạ Tưởng trầm trồ khen ngợi mưu kế của ông cụ, kế sách của ông cụ có thể sinh động miêu tả, minh tu sản đạo. Ám đậu trần thương, ngoài sáng giả bộ làm thế này để che giấu việc chính làm trong ẩn mật bóng tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới. Bởi vậy, Hạ Tưởng kiên định ý tưởng đối với việc vị trí chung đến đây, chỉ sợ kết quả cuối cùng là đầu voi đuôi chuột, sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Hạ Tưởng đang suy nghĩ thì bị một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt ngang, là điện thoại của Tống Chiêu Độ. Vừa rồi trưởng ban Mai ở văn phòng của chú, lộ ra một chút nội tình với chú. Nói là Đàm Long rời đi là kết quả của nhiều thế lực tham gia, chú cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng chú không quản nhân sự, không tiện hỏi nhiều, cháu có thể hướng trưởng ban Mai để hiểu thêm một chút nội tình. Hội nghị thường vụ lập tức sẽ mở, không có gì bất ngờ xảy ra, Đàm Long sắp rời khỏi thành phố Yến. Tống Chiêu Độ chỉ kịp nói mấy câu, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Hạ Tưởng mặc dù đoán được trong đó có sự tham gia của nhiều quan hệ phức tạp rắc rối. Nhưng trước khi chưa được Mai Thái Bình chính mồm nói ra, đoán chỉ là đoán, hắn cũng biết hiện tại Mai Thái Bình phỏng chừng không thể lo tiếp điện thoại, cũng liền dập tắt ý định gọi điện thoại cho ông ta, bình tĩnh xem diễn biến. Hạ Tưởng nghĩ, phỏng chừng lúc này Đàm Long đang sứt đầu mẻ trán mà không biết vì sao, nói không chừng còn có thể nổi cơn giận dữ. Đàm Long đúng là đang giận dữ, đi tới đi lui trong phòng làm việc, cũng không biết vòng vo bao lâu, bất ngờ giơ chân đá bay một chậu hoa. Sau đó lại đem toàn bộ văn kiện trên bàn hất xuống đất, còn chưa hết giận, lại một cước đạp sofa ngã xuống đất. Con mẹ nó, khốn khiếp. Đàm Long tức giận mà mắng, cũng không biết nên mắng ai. Mắng tổ chức, gã không dám, mắng Trần Phong. Dường như không có quan hệ gì với Trần Phong.
Nhưng rốt cuộc là ai đột nhiên động đến vị trí của gã, gã tính toán tỉ mỉ lúc Trần Phong điều đến tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức vụ bí thư, là gã có thể lên tiếp nhận chức vụ thị trưởng, do đó từ giám đốc sở bay lên cấp phó tỉnh. Nhưng một tờ giấy điều động, khiến giấc mộng của gã vỡ tan. Thị trưởng thành phố Bột Hải, Đàm Long khóc không ra nước mắt, một thành phố cấp thị xã quy mô kinh tế nhỏ nhất, tại tỉnh Yến là không đáng nhắc tới, so với cả nước nhỏ lại càng nhỏ, thậm chí so ra còn kém một số thị xã phía Nam, gã đi sẽ là nhân vật số một bên chính quyền, thì cũng làm được gì. Ngay cả bí thư cũng không phải, rõ ràng là một cước đá gã sang một bên, vì người khác mà thoái vị. Nếu là đảm nhiệm bí thư thành ủy Bột Hải thì còn được, làm một kỳ, cũng có thể lên tới phó tỉnh, nhưng cố tình là thị trưởng, chỉ có làm một nhiệm kỳ thị trưởng, lại làm một nhiệm kỳ bí thư, gã mới có khả năng bay lên đến phó tỉnh, kể từ đó, nói không chừng phó tỉnh không thăng được, gã lúc đó đã đến tuổi về hưu, phải lui ra rồi. Đàm Long không tức giận không phát hỏa mới là lạ. Phát tiết cơn giận nửa giờ, gã mới chậm rãi dần bình ổn, cẩn thận suy nghĩ mà không tìm được điểm mấu chốt. Không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng chỉnh trị gã. Trần Phong, không có khả năng, Trần Phong hẳn là không có năng lực lớn như vậy, cho dù có, cũng phải trả giá rất lớn mà lại không có lời. Hồ Tăng Chu, lại càng không, Hồ Tăng Chu tại thành phố Yến vừa mới đứng vững căn cơ, hơn nữa nghe nói hậu thuẫn vẫn không đủ cứng rắn, mạnh mẽ, nên cũng không cần phải làm điều thừa vào lúc này. Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hạ Tưởng? Trong đầu Đàm Long hiện lên cảnh hôm nay gây sự với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như tính trước kỹ càng, nắm vững trong tay, khiến cho gã căm hận không ngừng, một chủ tịch quận nho nhỏ, lại bày ra thái độ không quan tâm đến mình. Nhưng hiện tại đáy lòng gã toát ra cơn ớn lạnh thật sâu, chẳng lẽ từ đầu đến cuối Hạ Tưởng thật sự đã sớm kết luận gã sẽ bị rời thành phố Yến, cho nên mới bày ra thái độ như vậy, không đem lời gã nói để vào mắt. Nếu quả thực là như vậy, Hạ Tưởng thật là đáng sợ, một chủ tịch quận có thể thay đổi vận mệnh một phó thị trưởng thường trực, thủ đoạn của hắn chẳng phải là quá cao minh. Tuy nhiên lập tức nghĩ lại, Đàm Long lại phủ định phán đoán của mình. Bởi vì gã nghe nói, sau khi gã rời, từ thủ đô trực tiếp bổ nhiệm một phó thị trưởng thường trực lại đây, mà người này, dường như cùng Hạ Tưởng hoàn toàn không có quan hệ gì. Thêm nữa, cho dù Hạ Tưởng có hậu thuẫn, lại có lai lịch, cũng không bị phó Tiên Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay cả bí thư quận ủy đều không làm được. Hạ Tưởng ngay cả nhân vật số một còn không được bổ nhiệm, làm sao có năng lực điều động gã. Đàm Long lắc đầu cười khổ, quá hoảng loạn, quá kích động, không ngờ lại nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có điều trong lúc chờ gã làm rõ ý tưởng, suy nghĩ sâu xa thêm một chút về tiền căn hậu quả, gã kịp thời chuẩn bị hướng về Phó Tiên Phong thỉnh giáo nội tình, lại phát hiện Phó Tiên Phong trong thời khắc mấu chốt, đột nhiên rời khỏi thành phố Yến, trở về thủ đô. Đàm Long lại vội vàng gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, may mà Phó Tiên Phong tiếp điện thoại, lại chỉ đơn giản mà nói một câu. Sự tình rất phức tạp, nhất thời nói không rõ, chờ tôi quay về thành phố Yến nói sau. Đàm Long không cam lòng, đi tìm Trần Phong giải bày, bày tỏ muốn lưu tại thành phố Yến tiếp tục vì nhân dân phục vụ, Trần Phong lại an ủi gã nói. Phải tin tưởng tổ chức an bài là xuất phát từ suy xét toàn diện, hơn nữa cho ông đi chủ trì công tác chính phủ ở Bột Hải. Cũng là một cơ hội rèn luyện khó mà có được. Đàm Long từ trước đến nay kiên định đứng chung cùng Phó Tiên Phong, gã có thể bị điều đi, Trần Phong cầu còn không được. Rời văn phòng của Trần Phong, Đàm Long thầm mắng một câu, khi đi ngang qua văn phòng Hồ Tăng Chu, suy nghĩ một lát, vẫn là gõ cửa đi vào. Hồ Tăng Chu đối với việc Đàm Long đột nhiên bị điều động cũng là không hiểu gì, cũng gọi điện thoại hướng thủ đô để tìm hiểu, được câu trả lời là, ngồi xem diễn biến, không được nhúng tay. Hồ Tăng Chu chỉ biết người ra tay mình không thể trêu vào, hơn nữa Đàm Long rời đi đối với ông coi như là một tin tức có lợi, liền quyết định khoanh tay đứng nhìn. Đàm Long xuất hiện khiến ông ta hơi giật mình kinh hãi, không đợi Đàm Long mở miệng, ông đã nói vài câu an ủi, đại ý cùng lời Trần Phong vừa nói giống nhau như đúc, cuối cùng còn nói. Đồng chí Đàm Long trong thời gian công tác tại chính phủ thành phố Yến, vì Ủy ban Nhân dân thành phố làm ra cống hiến thật lớn. Tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cảm tạ những việc đã làm của đồng chí. Đàm Long vừa nghe xong, cũng lười nói, Hồ Tăng Chu so với Trần Phong còn tàn nhẫn hơn, nói thẳng lời đưa tiễn gã. Đàm Long buồn bực u sầu, mới phát hiện ở thời khắc mấu chốt, không ai đáng tin, không khỏi bi thương,
một người trở về văn phòng yên lặng mà khóc hết nửa ngày, để kỷ niệm thời gian cuối cùng tại thành phố Yến. Buổi chiều lúc sắp tan tầm, Thôi Hướng điện thoại gọi tới. Hội nghị thường vụ thông qua nghị quyết, Đàm Long, chuẩn bị đến Bột Hải làm ra cống hiến mới, phải tin tưởng năng lực chính mình, phải phục tùng an bài của tổ chức. Thôi Hướng thanh âm có chút bất đắc dĩ, gã cũng không biết vì sao mà có thay đổi bất ngờ, Mai Thái Bình đột nhiên đề danh Đàm Long đảm nhiệm thị trưởng thành phố Bột Hải, nguyên thị trưởng điều nhiệm về thủ đô nhậm chức, vị trí ghế trống còn chưa có nghiên cứu tỉ mỉ, thì có sự đề danh bất ngờ của Mai Thái Bình, mặc dù ở hội nghị bí thư gã cực lực phản đối, nhưng thái độ Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, gã cuối cùng cũng không kiên trì. Gần đây chuyện phó chủ tịch thường trực tỉnh làm gã tâm thần bất an, tuy cũng biết Đàm Long lần này là điều chuyển ngang, trên thực tế là đóng kín con đường lên phó tỉnh, nhưng gã ngăn cản không được con nước lớn, hơn nữa xem ra Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng được ám chỉ gì đó, thái độ rất kiên quyết, khiến gã phản đối không được tiếng nói chung của bí thư và chủ tịch tỉnh. Chương 572, thất bại thảm hại. Thôi Hướng tuy nhất thời không rõ. Tuy nhiên gã nghĩ chỉ sợ bàn tay khổng lồ điều động Đàm Long đến từ thủ đô, bởi vì trong hội nghị thường vụ lại lập tức thông qua đề danh của Vu Phồn Nhiên. Vu Phồn Nhiên vốn là cán bộ Trung ương Đoàn, từ Trung ương Đoàn trực tiếp đến thành phố Yến đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, nếu nói sau lưng không có chỗ dựa lớn, ai mà tin được. Liên tưởng đến Ngô Tài Giang vừa mới từ nhậm bí thư đầu tiên của Trung ương Đoàn, Vu Phồn Nhiên có lai lịch gì liền sẵn sàng đi ra. Sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhanh chóng thông qua vấn đề nhân sự quan trọng, trong khoảng thời gian ngắn có nhiều kiểu nói, nhiều loại tin đồn. Có người nói là Trần Phong cho dọn dẹp Đàm Long, có người nói là tỉnh lý cố ý rèn luyện Đàm Long, mới an bài gã đi hồi sinh kinh tế thành phố Bột Hải, có một đống các loại lý do, mà ở quận Hạ Mã, thậm chí còn có người tự xưng biết nội tình, nói là bởi vì Đàm Long cố ý làm khó chủ tịch quận Hạ giận dữ, mới khiến Đàm Long trực tiếp cút đi. Biến khỏi thành phố Yến. Tin đồn rơi vào tai Bạch Chiến Mặc vẻ mặt xanh mét, liên tục gọi điện thoại, cuối cùng thậm chí còn ném điện thoại đi. Sau khi Khang Thiếu Diệp nghe được, ngồi yên một lúc lâu không hề động đậy. Mặt không chút thay đổi, con mắt lại di chuyển không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi lại là đóng cửa thảo luận nửa ngày, cũng không thảo luận ra kết quả gì, cuối cùng hai người đều bất đắc dĩ mà rời văn phòng. Chỉ có Hạ Tưởng nghe được đủ loại ý kiến về hắn, thì cười bỏ qua, khi nhận được điện thoại của Mai Thái Bình, sau khi nghe được lai lịch Vu Phồn Nhiên, càng hiểu ý mà cười, hắn biết, lần trước ông cụ ra tay làm dối Lọ Ân, hắn lại một lần nữa đoán đúng. Ông cụ cũng là thủ đoạn hay, phó gia đưa phó tiên phong đến thành phố Yến đảm nhiệm phó bí thư, Ngô gia liền thừa dịp khi sự chú ý của phó gia đang đặt ở trên tỉnh, đột nhiên ra tay, đưa Vu Phồn Nhiên đến thành phố Yến đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực. Có thể nói là thần lai chi bút quá đặc sắc, trên cả tuyệt vời. Hạ Tưởng lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ kế sách vẹn toàn của ông cụ. Mai Thái Bình không lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ có hơi hưng phấn nói. Có một số tin tức cậu không biết cũng tốt, biết nhiều, ngược lại trở thành bất lợi đối với cậu, dù sao hiện tại cấp bậc cậu còn thấp, làm tốt công việc trước mắt là được. Sau khi Vu Phồn Nhiên tới thành phố Yến, tổng thể mà nói đối với cậu có lợi hay không là do cậu nắm bắt như thế nào. Dù sao chuyện này, đều là ông cụ Ngô làm, phó gia bị ông ta đùa giỡn. Khâu gia và Mai gia thì bị lợi dụng, vẫn là thông qua tay cậu phải nghĩ biện pháp bồi thường tôi mới được. Hạ Tưởng liền cười. Tôi chỉ là một chủ tịch quận nhỏ nhoi, có khả năng gì khiến đường trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy coi trọng. Trưởng ban Mai không cần giễu cợt tôi. Như thế nào không có. Mai Thái Bình bày ra một thái bộ bắt buộc Hạ Tưởng. Lần trước Hiểu Lâm hẳn là đã nói với cậu, Hiểu Mộc muốn tới quận Hạ Mã tìm kiếm đầu tư, nó đã tới thành phố Yến rồi, tôi sẽ bảo nó tìm lúc thích hợp đi gặp cậu. Hạ Tưởng nghĩ Mai Hiểu Mộc sẽ không đến đây, không nghĩ tới, không ngờ thật đúng là đến đây, liền cảm thấy bất đắc dĩ nói. Mai Hiểu Mộc muốn làm cái gì? Nó còn chưa có nghĩ ra, tôi cũng không quản chuyện của nó, dù sao giao cho cậu là được. Mai Thái Bình thái độ rất thân thiết nói. Mặc kệ, cậu thế nào cũng phải quản, bởi vì cậu nợ ân tình của tôi. Đường trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói như vậy, dù ai cũng sẽ không tin, nhưng Mai Thái Bình chính là Mai Thái Bình, đặc biệt đơn độc không ai có thể sánh bằng, Hạ Tưởng đành phải phục tùng. Được,
tôi nghĩ biện pháp giúp là được chứ gì. Đừng có thái độ như bị thiệt thòi vậy. Nói cho cậu biết Hạ Tưởng, cậu khiến Khâu Tự Phong ra mặt, cũng nói đụng đến tôi ra mặt, sau đó Ngô gia ngồi yên ngư ông thu lợi, vừa được chỗ tốt của Phó gia, lại có đủ lý do thu tay lại. Hiện tại Phó Tiên Phong hẳn là trở về thủ đô, phỏng chừng đang cùng ông già Phó gia ngồi cùng một chỗ mắng ông già Ngô. Mai Thái Bình mới tuyệt không nhận ân tình của Hạ Tưởng, tiếp tục dùng giọng điệu bất mãn mà nói Hạ Tưởng. Sự tình Vi Chí Trung phải thất bại, Tống Chiêu Độ muốn lên chức, đương nhiên, Cao Tấn Chu cũng thơm lây. Nói không khoa trương, Phó gia trong sự kiện lần này, thất bại thảm hại, không thu hoạch được cái gì. Ngô gia vừa đứng vững vàng tại tỉnh Yến, lại xếp được người vào thành phố Yến, một công đôi việc. Ngô lão đầu quả nhiên lợi hại, vừa ra tay vẫn rất sắc bén giống như năm xưa, khiến Mai gia và Khâu gia đều làm quần chúng. Hạ Tưởng từ khẩu khí của Mai Thái Bình cũng nghe ra, Mai Thái Bình bất mãn thì bất mãn, cũng coi như giữ thái độ thận trọng lạc quan đối với thế cục trước mắt. Phỏng chừng cũng là sự kiện lần trước Phó Tiên Phong mượn tay Ngô gia ảnh hưởng rất ác liệt, thu hoạch chính trị không tính, còn muốn thu hoạch kinh tế, khiến ba nhà khác đều rất mất mặt, cũng là có chút rất khó coi. Ngô gia lần này ra tay, dĩ nhiên có mượn dùng Khâu gia và Mai gia, nhưng trên thực tế cho dù Ngô gia không tính phần của Khâu gia và Mai gia, căn cứ vào điểm xuất phát không muốn Phó gia một nhà độc chiếm, Khâu gia và Mai gia cũng sẽ chủ động ra tay, cho nên có phải là do Hạ Tưởng từ giữa Chu Toàn hay không cũng không phải là nhân tố mấu chốt. Đương nhiên, bởi vì có Hạ Tưởng ra mặt, Ngô gia càng có thể tránh ở phía sau tự đắc vui vẻ, ngay cả một chút áp lực của Khâu gia và Mai gia cũng không cần phải chịu đựng. Phải nói, lần này Ngô gia ra tay có thể vô cùng thuận lợi và có thể trốn ở phía sau bình tĩnh mà bố cục, cũng được hưởng lợi từ sự kiện Hạ Tưởng nghe lén ở Hồng Tụ Thiêm Hương lần trước. Hạ Tưởng cũng là ngôi sao may mắn của Ngô gia. Ngô gia so với Khâu gia và Mai gia vốn hùng mạnh không ít, thật sự có ý đồ nhúng tay vào việc của tỉnh Yến, cũng sẽ từng bước thành công. Mà bản thân Phó gia không bằng Khâu gia và Mai gia, lại có lòng tham không đáy rắn nuốt voi, khiến cho Khâu gia và Mai gia rất là bất mãn. Mọi người có cùng bản chất là bắt nạt kẻ yếu, Ngô gia nếu đã hùng mạnh, thì hùng mạnh thêm một chút cũng không có gì, cho nên đồng thời đắc thủ tại tỉnh Yến và thành phố Yến, Mai Thái Bình cũng không cảm thấy là có gì không ổn. Nhưng nếu Phó gia vốn thực lực yếu nhất lại phát triển thế lực tại tỉnh Yến, trong lòng ông sẽ không phục, Khâu gia cũng là cảm giác tương tự, nói trắng ra là, chính là không muốn để thế lực một phương vốn kém hơn mình lại vượt hơn mình. Hạ Tưởng trên cơ bản đã rõ ràng mọi việc, cũng biết ở trong đó hắn có tác dụng mấu chốt, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Mặc kệ ông cụ Ngô gia có nhận ân tình của hắn hay không. Tóm lại hắn gián tiếp giúp Ngô gia, phỏng chừng ông cụ cũng sẽ có chút thiện cảm với hắn hơn. Phải nói, Đàm Long rời đi là bước đầu tiên khiến thực lực Phó Tiên Phong bị tổn hại lớn, kế tiếp đau đớn mất đi vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh mới là tạo thành đả kích kịch liệt đau đớn nhất đối với Phó gia, lúc này Phó Tiên Phong hẳn là khóc không ra nước mắt. Thủ đô, Phó gia. Phó Tiên Phong lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, chờ ông cụ từ trên lầu xuống. Ông cụ lên lầu gọi điện thoại, vừa đi là đã nửa giờ mà còn chưa xuống lầu, có thể thấy được cuộc điện thoại rất là khốn đốn, cũng vô cùng vất vả, thời gian càng dài, chứng minh khả năng chuyển biến sự tình càng ít, tâm tình của gã lại càng bực bội. Khi biết được Đàm Long rời đi, Phó Tiên Phong liền biết trúng kế, minh thu sạn đạo, ám đậu trần thương, ngoài sáng giả bộ làm thế này để che giấu việc chính làm trong ẩn mật bóng tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới của Ngô gia, gã liền trực tiếp lái xe quay trở về thủ đô. Dọc đường đi gọi liền mấy cuộc điện thoại, còn chưa tới thủ đô, đã nghe được tin tức hội nghị thường vụ tỉnh ủy được xác định, khiến gã nhất thời tinh thần hoảng hốt, thiếu chút nữa gây ra tai nạn xe cộ. Bất cẩn, quá sơ suất, không ngờ bị Ngô gia đùa giỡn, ông cụ Ngô gia quả thực rất đáng hận, cơ mưu sâu không lường được. Vốn tưởng rằng thỏa thuận điều kiện với Ngô gia, Phó gia tự nhận đưa ra cũng đủ thành ý, và cũng trả cái giá cực lớn. Cho rằng hoàn toàn có thể đổi lấy sự ủng hộ và tín nhiệm của Ngô gia, có Ngô gia trợ giúp lấy vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Yến. Trên thực tế, Ngô gia từ đầu cũng rất phối hợp với hoạt động của Phó gia, trước sau gắt gao giấu giếm Khâu gia và Mai gia, hơn nữa công tác giai đoạn đầu cũng làm vô cùng thích hợp, gần như sẽ thành công. Đúng vậy, gần như sẽ thành công, mắt thấy sẽ tới tay, nhưng ngay tại khoảng cách khi mà thành công chỉ có một bước, bất ngờ đã xảy ra. Vì sao luôn luôn phát sinh cái bất ngờ chết tiệt? Phó Tiên Phong càng nghĩ càng giận, giơ tay cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, hung dữ quăng xuống đất,
gạt tàn thuốc bằng pha lê đắt tiền bị đập tan nát. Phó Tiên Phong chưa hết giận, lại nhìn đến trong góc phòng đặt một chiếc bình sứ cao nửa người, dưới cơn thịnh nộ, một cước đá ra, đã đem bình sứ thời Càn Long đá cho tan nát. Nghe nói một chiếc bình thời Càn Long cùng loại phấn màu chạm trổ không bằng chiếc này ở đời sau, bán đấu giá ra với giá rất cao 550 triệu nhân dân tệ. Nếu Phó Tiên Phong biết gã một cước đá nát mấy trăm triệu tệ, gã phỏng chừng lại càng đau thêm. May mắn gã không biết, chỉ biết là lửa giận không thể giải hết, bởi vì lần này, Phó gia thất bại rất thảm, chẳng những bị Ngô gia đùa giỡn một lần, còn có khổ không nói nên lời, ngay cả lý do để oán giận Ngô gia cũng không có. Bởi vì Ngô gia lần này thủ đoạn vô cùng cao minh, có thể nói là kít mít không chút kẽ hở, thể hiện rõ ràng là ức hiếp Phó gia, khiến Phó gia cho dù biết lọt vào cái bẫy của Ngô gia, cũng không có lý do gì để tìm Ngô gia gây phiền toái. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỗ cao minh của Ngô gia là vẫn vô cùng ăn ý mà phối hợp Phó gia, để Phó gia không nghi ngờ, hơn nữa thái độ cũng rất tích cực, từ đầu đến cuối không có một chút dị thường. Thậm chí ở thời điểm đề danh vị trí trung báo lên ban tổ chức trung ương, Ngô gia còn ra mặt nói lời hay, cũng ngầm chịu ban tổ chức trung ương đề danh, nhưng ngay lúc ban tổ chức trung ương sắp thông qua đề danh chuẩn bị đệ trình thì đột nhiên gây rắc rối. Rắc rối chính là, Khâu gia cùng Mai gia vốn không hay biết gì lại đồng thời ra tay, liên hợp tạo áp lực, phát động lực lượng khắp nơi cưỡng ép ngăn cản đề danh của ban tổ chức trung ương. Khâu gia và Mai gia liên hợp ra lực, uy lực không phải là nhỏ. Nhưng nếu Ngô gia kiên trì, lại có Phó gia, Khâu gia và Mai gia cũng không thể đắc thủ. Nhưng đúng vào lúc này, Ngô Tài Giang lại rời thủ đô còn ông cụ Ngô gia bệnh cũ tái phát, phải vào bệnh viện, xin miễn không tiếp khách tới thăm, mà lúc trước mọi chuyện Phó gia là cùng ông cụ Ngô gia thương định, ông cụ Ngô gia bị bệnh, Ngô gia không người chủ trì đại cục, thái độ Ngô Tài Dương lại là không đếm xỉa đến, chẳng khác gì Phó gia một mình đối mặt với sức ép của Khâu gia và Mai gia, liền cảm thấy áp lực quá lớn. Chống đỡ không nổi. Phó gia không chịu nhận thua, công làm giai đoạn đầu chuẩn bị rất đầy đủ, cho rằng là thế cục tất thắng, sao cam tâm chịu thất bại. Nhưng ông cụ Ngô gia bệnh nặng không thể ra mặt, không thể cưỡng ép lôi người ta từ bệnh viện ra, tuy rằng Phó gia trong lòng cũng hiểu, ông cụ Ngô gia là mượn cớ ốm không ra, là cố ý ở thời khắc mấu chốt buông tay mặc kệ, nhưng quả thật thời gian trước ông cụ Ngô gia mới qua phẫu thuật, hiện tại có bệnh cũng là chuyện có thể. Phó gia dù hoài nghi cũng không dám lấy bệnh tình của ông lão mà nói. Khiến cho Phó gia hổn hển nhất chính là, bởi vì Khâu gia và Mai gia liên hợp tạo áp lực, ban tổ chức trung ương lập tức liền áp chế để danh vị trí chung, đưa ra câu trả lời là, phải nghe thêm một số ý kiến của tỉnh ủy tỉnh Yến. Phó gia liền hiểu được kỳ thật từ đầu đến cuối Ngô gia căn bản không hề tính để vị trí chung nhảy dù thành công, ông cụ Ngô gia bị bệnh, Khâu gia và Mai gia liên hợp ra tay. Ban tổ chức trung ương phản ứng nhanh chóng, tất cả đều nói rõ ràng một vấn đề, sự tình hoàn toàn ở trong lòng bàn tay Ngô gia, hoàn toàn dựa theo tiết tấu của Ngô gia mà tiến hành. Ngược với sự thất bại của vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, việc Đàm Long bị rời thành phố Yến ở trong lòng Phó Tiên Phong gần như không nổi gợn sóng quá lớn, gã thậm chí không kịp thay Đàm Long tiếc hận một chút, hoàn toàn đắm chìm trong phẫn nộ vì bị Ngô gia trêu đùa, còn Khâu gia và Mai gia liên hợp ra tay. Căm thù đến tận xương tủy. May thay, Phó Tiên Phong vẫn không nhận thấy được tác dụng của Hạ Tưởng ở bên trong sự kiện, gã cũng không biết, nếu không có Hạ Tưởng ở giữa, kế sách của Ngô gia cũng sẽ không thể đạt tới toàn vẹn như thế, có thể còn phải có một số khúc mắc. Nhưng bởi vì Hạ Tưởng trong lúc vô ý biết được chuyện gã nói, trước tiên thay Ngô gia thông báo Khâu gia và Mai gia, Ngô gia liền gạt bỏ phiền toái phải âm thầm liên lạc với Khâu gia, Mai gia liền hoàn toàn tự nhiên mà không đếm xỉa đến. Trách cũng chỉ trách Phó Tiên Phong đam mê sắc đẹp của Sở Đồng, cũng là Đàm Long cố tình gây sự, mới khiến Sở Đồng biết mấy người bọn họ là ai, cũng mới cố ý nghe lén bọn họ, nếu không Sở Đồng làm sao có lòng dạ đi nghe trộm bọn họ nói cái gì. Phó Tiên Phong ở trong phòng cũng không biết vòng vo hết bao nhiêu vòng, chờ ông cụ ra mặt kết nối quan hệ, xem sự tình còn có đường sống quay về hay không, trong hết sức lo lắng, lần đầu tiên được nếm thử mùi vị kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng. Ông cụ từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt trắng xám, dường như một chút mà đã già đi rất nhiều tuổi. Khoảnh khắc Phó Tiên Phong nhìn thấy ông cụ, tâm liền trầm tới đáy cốc. Gã vội vàng hướng về phía trước đỡ lấy ông cụ, vẫn cẩn thận hỏi một câu. Ông nội, thế nào? Ông cụ Phó gia không nói gì, ngồi vào sofa ở phòng khách, rồi nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, vừa thấy cặp bình sứ còn lại có một,
lấy tay chỉ chiếc bình sứ may mắn còn tồn tại kia, thanh âm ảm đạm nói. Để lại có ích lợi gì? Đập nốt đi. Phó Tiên Phong tâm lại càng trầm càng sâu, lửa giận trong lòng càng đốt càng cháy lớn, tiến lên vài bước, một cước lại đá vỡ bình sứ, mắng. Ngô gia thực không đơn giản, khẳng định là bọn họ âm thầm ra tay. Ông cụ Phó ra lại uể oải mà khoát tay áo. Căn cứ tin tức tin cậy, Ngô gia cũng không có âm thầm thông báo Khâu gia và Mai gia, Khâu gia và Mai gia là thông qua con đường khác mà biết được. Phó Tiên Phong lửa giận đột nhiên không có đối tượng giải phóng, suy sụp ngồi trên sofa, vẻ mặt ngạc nhiên. Còn có ai có thể biết hoạt động bí mật như vậy, hơn nữa còn có thể đồng thời quen biết Khâu gia và Mai gia, trừ phi là... Hạ Tưởng. Lại tưởng tượng, lắc đầu nói. Cũng không có khả năng, với quan hệ căng thẳng hiện tại của Hạ Tưởng và Ngô gia, hắn không nên biết nội tình, ông lão Ngô cũng không có thể diện mà khiến Hạ Tưởng ra mặt, dù sao ông ta vừa mới ra tay chèn ép Hạ Tưởng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Ông cụ Phó ra nặng nề mà ho khan một tiếng, mắng. Hiện tại là lúc nào còn quan tâm chuyện vô dụng đó. Dù là ai âm thầm mật báo, vấn đề mấu chốt hiện tại là làm thế nào bù lại tổn thất. Ông cụ Phó ra lời này vừa nói ra, Phó Tiên Phong biết ông nội cũng mơ hồ, việc đã đến nước này, chỉ sợ đã không có đường sống quay về, muốn bù lại tổn thất, đi tìm ai? Đi tìm Khâu gia và Mai gia. Không có khả năng, Phó gia cũng không phải không có làm việc rút củi dưới đáy nồi với Khâu gia và Mai gia. Đi tìm Ngô gia tính toán sổ. Ngô gia có thể đúng tình hợp lý mà nói với Phó gia, bọn họ không có làm gì sai cả. Ông cụ Phó gia vừa chuyển suy nghĩ cũng nghĩ thông mắc xích trong này, thở dài một tiếng nói. Sự việc đã thành kết cục đã định, không có cách nào sửa đổi. Vừa rồi ông ở trên lầu trò chuyện, lý do ban tổ chức trung ương cũng rất đầy đủ. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến và chủ tịch tỉnh đều phản đối với sự điều xuống của vị trí chung. Trước khi sự tình chưa ổn định, đã kinh động đến thế lực khắp nơi, đúng là hiệu quả mà Ngô gia muốn, cũng cho bọn họ đầy đủ lý do, không phải bọn họ chống đỡ hết nổi, mà là Khâu gia và Mai gia phản đối rất kịch liệt, là phương diện tỉnh Yến cũng không tán thành. Ông cụ Phó ra vẻ mặt ảm đạm mà nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi. Đột nhiên liền tâm sinh cảm giác tiêu điều hoang vắng. Ông đã già, thật sự già rồi, không còn là ủy viên thường vụ chỉ huy năm xưa. Thua rồi, thất bại rồi, Tiên Phong, buông tay đi. Phó Tiên Phong rốt cuộc không kìm nổi đau buồn và phẫn nộ, bị sự thê lương của ông cụ cuốn hút, khóc lên. Ông nội người yên tâm, chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu, còn có thể đứng vững ở thủ đô, đưa mắt nhìn ra cả nước, một tỉnh Yến nhỏ nhoi, không đáng kể gì. Tỉnh Yến cũng không phải là tỉnh Yến nhỏ nhoi, tỉnh Yến bảo vệ xung quanh thủ đô, đừng nhìn kinh tế chưa nổi bật, nhưng vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu, nhất là bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới đưa ra khái niệm xây dựng phát triển thành phố lớn Bắc Kinh, phải kết hợp ưu thế tỉnh Yến và thủ đô, thành lập một vùng kinh tế. Ngô gia cũng đang nhìn trúng điểm này, mới tỉ mỉ lập ra kế sách, xếp lực lượng vào tỉnh Yến và thành phố Yến. Cùng ông lão Ngô so sánh ông còn kém một bậc. Phó gia về sau hy vọng ở trên người cháu, làm cho tốt, Tiên Phong, ba và chú của cháu đều không có không gian lớn phát triển, chỉ có cháu, có lẽ sẽ có một ngày trở nên nổi bật. Phó Tiên Phong nặng nề mà gật gật đầu. Ông yên tâm, ông nội, quận Hạ Mã còn có tài chính của cháu nhất định có thể lợi dụng 20 tỷ tài chính làm một lần lớn. Đừng lo sự thất bại nhất thời trên chính trị, cháu sẽ vì phó gia kiếm về ít nhất 500 triệu lợi nhuận, có 500 triệu này. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc, có thể bù lại sự thất bại trên chính trị, có lẽ còn có thể có thêm một số đồng minh chính trị. Ông cụ Phó ra nhắm hai mắt, khoát tay nói. Ông cũng mệt, phải nghỉ ngơi, về sau tiến hành như thế nào, từ cháu đi vận hành là được rồi. Phó Tiên Phong hiểu được hành động này của ông cụ là biểu hiện tín nhiệm tuyệt đối với gã, ý là chỉ cần sự tình gã định ra, ông cụ sẽ tận hết sức lực hỗ trợ. Có lẽ sự kiện lần này đã kích ông cụ quá lớn. Thế cho nên khiến ông nản lòng thoái chí, đem hơn phân nửa quyền chủ đạo Phó gia giao vào trong tay Phó Tiên Phong. Đối với cá nhân Phó Tiên Phong mà nói, coi như bên trong sự kiện thất bại quá lớn lần này của Phó gia, gã có thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất. Trong lòng Phó Tiên Phong vẫn còn lửa giận thiêu đốt, hiện tại gã muốn biết cuối cùng là ai ở sau lưng thay Ngô gia làm nhân vật người trung gian, gã hoài nghi nhất là Hạ Tưởng, chỉ cần cho gã tìm được chứng cớ là Hạ Tưởng gây nên. Gã sẽ nghĩ mọi biện pháp thu thập Hạ Tưởng.
cho dù là vận dụng một số thủ đoạn xấu xa nhất cũng sẽ không từ. Chương 573, lông gà đầy đất. Hai ngày sau, hội nghị thường vụ tỉnh Yến xác định Vu Phồn Nhiên làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yến, phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Quyết định một tuần sau đến thành phố Yến chính thức nhận chức. Đồng thời, Đàm Long bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ nhiệm và bàn giao công tác, mấy ngày gần đây với Đàm Long mà nói vẫn là tình cảnh bi thảm, tiền đồ một mảnh ảm đạm. Sau khi Thôi Hướng hiểu biết hơn lực lượng của đại gia tộc, cũng kiềm chế rất nhiều, tuy nhiên cũng vì chuyện này, gã ngược lại càng kiên định ý tưởng đến gần với Phó Tiên Phong, dựa dẫm bóng mát của đại thụ, mặc dù Phó gia tạm thời bị nhục, nhưng dù sao nhà lớn sản nghiệp lớn, thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là về sau sẽ không thắng lợi. Thế cục tỉnh Yến tạm thời đi vào thời kỳ bình yên, liên quan đến để danh Tống Chiêu Độ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, cùng với Cao Tấn Chu làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, do tỉnh ủy tỉnh Yến báo cáo đã được Ban Tổ chức Trung ương phê chuẩn. Thành phố Yến, bên trong phòng làm việc của thị trưởng, Hồ Tăng Chu ngồi ở trên ghế thoáng chút suy nghĩ. Trong phòng còn có hai người khác, chính là Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi. Trong vòng vài ngày, tỉnh Yến thậm chí thành phố Yến gió nổi mây phun, khiến Hồ Tăng Chu một lần nữa cảm nhận được thành phố Yến ở gần thủ đô quả nhiên là nơi sóng gió lớn. Gần đến mức thủ đô một khi có cơn gió thổi cỏ lay, thành phố Yến sẽ không có gió mà dậy sóng. Nếu nói Đàm Long rời thành phố Yến làm Hồ Tăng Chu khiếp sợ, khó có thể tin, vậy thì chuyện điều xuống vị trí chung, trước cơn bão từ gió thổi mưa rông, đến lúc sấm to mà mưa nhỏ, rồi trong nháy mắt gió êm sóng lặng, Hồ Tăng Chu đã không thể dùng lời nói mà hình dung được nội tâm kinh hãi và bất an của mình, rất quỷ quái, rất ly kỳ, rất không thể tin nổi. Chính trị, quả nhiên khắp nơi chứa đầy kỳ tích, tràn ngập giao dịch, đủ loại tin tức nội bộ trùng trùng điệp điệp mà không để cho người ngoài biết. Ở trong cuộc đời chính trị của Hồ Tăng Chu, không phải không có chuyện tin đồn về điều chỉnh ai đó thành sự thật, cơ bản trong quan trường, tin đồn trở thành sự thật, sẽ có 90% tính chính xác. Càng đến cấp cao tính chính xác càng cao, như cấp bậc phó chủ tịch thường trực tỉnh, sẽ không dễ dàng truyền ra tin tức, nếu truyền ra, trên cơ bản có thể nhận định là ván đã đóng thuyền. Không ngờ, sau khi thần hồn nát thần tính, lại phát hiện không phải trông gà hóa quốc, mà là lông gà đầy đất, khiến cho người ta không thể không ngạc nhiên về tính không xác định và tính phức tạp của chính trị trong nước, quả nhiên vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người. Cho dù kẻ lõi đời cả đời lăn lộn trong quan trường, ai dám nói thật sự hiểu biết quan trường. Ngàn người ngàn mặt không nói, mỗi một nơi đều có chỗ đặc sắc, mấy tỉnh vùng duyên hải phía Nam, tỉnh Trung Nguyên, tỉnh Tây Bắc, cùng tỉnh Yến bao quanh thủ đô, đều có đặc thù và chuẩn mực riêng, cho dù lệnh của Trung ương, tới các nơi cũng sẽ thay đổi hương vị, mang đầy đặc sắc của địa phương. Như tỉnh Yến vừa mới trình diễn màn rồng đen xuất hiện cũng làm người ta quá sốc rồi, khiến Hồ Tăng Chu thân là quan lớn cấp phó tỉnh cũng rất là khiếp sợ. Theo sau lại là bất đắc dĩ và mất mát thật sâu. Bất đắc dĩ chính là, nhân vật lớn luôn mây mưa thất thường. Mất mát chính là, gã tuy rằng thân là cán bộ cấp phó tỉnh, lẽ ra cùng cấp với phó chủ tịch tỉnh, chẳng những tại thành phố Yến mọi nơi bị kiềm chế, tại tỉnh Yến lại không có một vị trí nhỏ nhoi, phần lớn đại sự thay đổi bất ngờ, trước đó gã chẳng những không nghe được một chút tin tức, hơn nữa sau đó cũng không tìm ra được điểm mấu chốt. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là cấp độ quá thấp, vẫn là nguyên do cách xa trung tâm chính trị. Động tới Đàm Long, ở mặt ngoài là động vào thế lực Phó Tiên Phong. Nhưng bởi vì nguyên do Vu Phồn Nhiên là từ thủ đô điều đến, trên thực tế chính là động chạm tới lợi ích của ba người Trần Phong, Phó Tiên Phong và gã, đương nhiên, Phó Tiên Phong tổn thất lớn nhất, mà gã cũng là bị ảnh hưởng đứng mũi chịu sào. Dù sao bên người đột nhiên có một phó thị trưởng thường trực lai lịch không rõ. Lập trường và năng lực công tác của ông ta không biết như thế nào, có thể nói Đàm Long đi mà Vu Phồn Nhiên đến, ảnh hưởng đối với bên ủy ban nhiều hơn so với bên thành ủy. Sau đó lúc Hồ Tăng Chu biết được lai lịch đích thực của Vu Phồn Nhiên, trong lòng chỉ có cười khổ, đúng vậy, không có cách nào khác. Mới hiểu được, lúc ấy Ngô Gia ra tay đảo loạn thế cục hội nghị thường vụ thành phố Yến, bên ngoài là chèn ép Hạ Tưởng, âm thầm chính là làm cho các ủy viên thường vụ không đoàn kết. Trên thực tế đó là mục tiêu lớn nhất đề ra. Còn sự liên minh giữa gã và Trần Phong, kết quả là gã thật sự làm theo suy nghĩ của người khác, duy trì khoảng cách với Trần Phong, do đó tạo thành ba thế lực trong hội nghị thường vụ thành phố Yến. Ba thế lực, tương đương với mỗi một thế lực đều suy yếu rất nhiều. Lúc này đột nhiên an bài người đến thành phố Yến, lại là vị trí vô cùng mấu chốt phó thị trưởng thường trực, tiến vào,
có thể liên hợp với một thế lực nào đó tạo thành liên minh, lui ra, có thể lôi kéo một hai ủy viên thường vụ tạo thành một thế lực mới. Mặc kệ là thế nào, đều có không gian và khả năng hoạt động rất lớn. Thủ đoạn thật cao minh. Hồ Tăng Chu ngoại trừ thở dài lại là thở dài, gã phải làm thế nào đây? Vô kế khả thi. Hiện giờ thế cục thành phố Yến và tâm tình của gã đều giống nhau, dùng một từ thỏa đáng nhất để hình dung chính là, lông gà đầy đất. Hôm nay Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đến, là hướng gã báo cáo một chút về thế cục quận Hạ Mã, cùng với vấn đề Hạ Tưởng không phối hợp với đề nghị của Mộ Duẫn Sơn. Hồ Tăng Chu suy nghĩ mãi, cũng không khẳng định Hạ Tưởng có liên quan trong chuyện này hay không, nhưng gã hiểu rõ một điểm, Phu Phồn Nhiên là người Ngô gia, sau khi tới thành phố Yến, có lẽ sẽ bất hòa với gã hoặc Trần Phong nhưng hẳn là không ra tay chèn ép Hạ Tưởng, bởi vì Hồ Tăng Chu biết lần trước ông cụ Ngô ra ngoài là chèn ép Hạ Tưởng, trong là âm thầm đảo loạn thế cục thành phố Yến, là thủ đoạn một công đôi việc. Ông cụ Ngô ra là người thông minh tuyệt đỉnh, ai biết lúc ông ta chèn ép Hạ Tưởng có ý tưởng khác hay không. Chẳng hạn như nói kỳ thật chỉ muốn giáo huấn Hạ Tưởng một lần, đè ép hắn một chút, cũng có lợi cho hắn trưởng thành. Trong nháy mắt Hồ Tăng Chu làm ra một quyết định, nói. Về sau trong công tác ở quận Hạ Mã, dốc hết sức phối hợp Hạ Tưởng, ít nhất không cần công khai đối nghịch cùng hắn. Ở hội nghị thường vụ lấy việc phụ họa theo quyết định của hắn là chính, trừ phi đề cập đến ích lợi bản thân, chỉ cần là xung đột giữa Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc, kiên định mà đứng trên lập trường của Hạ Tưởng. Mộ Duẫn Sơn cũng biết ở thế cục trước mắt, suy nghĩ của y hơi theo không kịp tình thế, liền hết thảy nghe theo quyết định của thị trưởng Hồ, vâng một tiếng, lại hỏi. Về vấn đề cấp phát tài chính ở thành phố. Hồ Tăng Chu kiên định mà vung tay lên. Cho đi, một lát tôi tự gọi điện thoại cho phép. Ở tình thế trước mặt, không cần yêu cầu Hạ Tưởng gì cả, chỉ đơn phương ủng hộ hắn. Hạ Tưởng đối nhân xử thế khá trọng tình cảm, tin rằng tới thời điểm mấu chốt, hắn sẽ có hồi báo. Đằng Phi nãy giờ không nói gì, ánh mắt chớp động nghi hoặc. Vẫn luôn chờ đợi đến khi sắp nói chuyện xong, gã mới đột nhiên nói một câu. Thị trưởng Hồ có nên tìm một cơ hội nói chuyện cùng Hạ Tưởng hay không? Hồ Tăng Chu biến sắc, không hài lòng liếc mắt nhìn Đằng Phi một cái, không nói gì. Đằng Phi tự biết nói lỡ lời, vội nói. Chỉ là cảm thấy Hạ Tưởng biểu hiện hơi kỳ quái, hắn rất trấn tĩnh, thái độ luôn nắm chắc mọi chuyện, mà trên thực tế, từ khi hắn đảm nhiệm chủ tịch quận tới nay, ngoại trừ chủ động nhượng bộ ở trên 20 tỷ tài chính, hắn và Bạch Chiến Mặc mấy lần giao chiến, không có một lần thất bại. Nếu thêm tôi và Duẫn Sơn ủng hộ, hắn ở hội nghị thường vụ sẽ tăng nhiều danh vọng, hoàn toàn che lấp hào quang của bí thư. Hồ Tăng Chu không cắt ngang lời nói của Đằng Phi, chờ y sau khi nói xong, mới khẽ lắc đầu nói. Thời cơ còn chưa chín mùi, để khi hắn tới thành phố báo cáo công tác. Ngược với sự bất đắc dĩ và mất mát của Hồ Tăng Chu, Trần Phong lúc này tâm tình cũng là lo được lo mất, thấy Vu Phồn Nhiên tới, có một loại bản năng mâu thuẫn, mặc dù cũng biết. Sau khi Vu Phồn Nhiên tới thành phố Yến, rất có thể sẽ theo đường lối trung gian. Liền hỏi người trẻ tuổi ngồi trên sofa. Cậu nói xem, Vu Phồn Nhiên sẽ có thái độ gì? Thành phố Yến có Vu Phồn Nhiên, tỉnh Yến có Cao Tấn Chu, Ngô gia đã hoàn thành bố cục. Nhìn Ngô gia bố cục, tất nhiên so với Phó gia cụ thể rất nhiều, bởi vì Ngô gia suy nghĩ tất cả đều là chức vụ thực của chính phủ, mà không phải là chức vụ trên danh nghĩa của đảng. Người trẻ tuổi chậm rãi mà nói, vẻ mặt bình tĩnh. Phu Phồn Nhiên hiển nhiên là muốn đi trung gian lộ tuyến, vùi đầu làm việc, trừ phi đề cập đến vấn đề trọng đại của bản thân, bình thường sẽ không đứng vào hàng, cho nên tôi nói, hắn không có uy hiếp gì đối với bí thư Trần, cũng không có ác ý gì đối với thị trưởng Hồ. Tuy nhiên căn cứ vào lai lịch, cùng bí thư phó tự nhiên lại là đối thủ. Đương nhiên, ở mặt ngoài vẫn là muốn duy trì đoàn kết yên ổn. Trần Phong ha hả mà mỉm cười. Lập trường của cậu ra sao? Người trẻ tuổi đứng lên. Lập trường của bí thư Trần, chính là lập trường của tôi. Trần Phong vừa cười. Nếu chẳng may Ngô gia tiếp nhận cậu, thì lựa chọn như thế nào? Chân trước chèn ép, sau lưng tiếp nhận, tôi cũng không phải là người không có nguyên tắc, sao có thể xoay theo chiều gió? Có thể thoải mái tùy ý nói chuyện cùng Trần Phong, khắp thành phố Yến cũng không có mấy người. Ngoại trừ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xua tay nói. Ngài cũng đừng thử thách tôi, ở trong mắt tôi, bí thư Trần xếp vị trí đầu tiên, tiếp là Ngô gia. Nếu chẳng may lợi ích của Ngô gia và lợi ích của tôi xảy ra xung đột,
lựa chọn thứ nhất của tôi là từ giữa hòa giải, gắng đạt tới giải quyết toàn vẹn. Thật sự giải quyết không được, sẽ kiên định mà đứng cùng một bên với ngài. Trần Phong cười ha ha. Mặc kệ là thật là giả, dù sao lời hay tôi thích nghe. Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười. Cũng không phải là lời hay, là lời nói thật. Trần Phong liền cười đến càng vui vẻ. Không thảo luận nữa, hãy nói về các hạng mục công tác ở quận Hạ Mã. Hạ Tưởng hôm nay là mượn danh báo cáo công tác, đến cùng Trần Phong thảo luận một chút về thế cục tỉnh thị. Đương nhiên, đàm luận xong thế cục, công tác vẫn là cần báo cáo một chút. Các hạng mục công tác triển khai coi như thuận lợi, đường thi công hoàn thành 80%, tình hình tài chính đúng hẹn cũng tạm ổn, công trình mở rộng sông Hạ Mã cũng hoàn thành 30% tiến độ. Chủ yếu mâu thuẫn vẫn tập trung trên các vấn đề còn sót lại là chuyện thu hồi đất và tái định cư v.v. Tuy nhiên vấn đề cũng không lớn, không khó giải quyết. Trong lòng Hạ Tưởng luôn có bản kế hoạch quận Hạ Mã, công trình nào khi nào làm xong, tòa nhà nào đang khánh thành, hắn trên cơ bản đều biết rõ. Quận Hạ Mã trước mắt mặc dù mâu thuẫn không ít, nhưng bởi vì hiện tại đang là vào đầu mùa thu, là mùa hoàng kim của việc thi công, cho nên tiến độ công trình gia tăng. Bởi vì có việc làm, cho nên các loại mâu thuẫn tiềm ẩn cũng không xuất hiện, cũng bị cảnh tượng khí thế ngất trời che đậy hết. Tuy nhiên Hạ Tưởng dù sao có ưu thế hơn so với người thường, hắn đã nhạy bén phát hiện một số dấu hiệu không bình thường, chính là chuyện thu hồi đất và đền bù ở các thôn, có một thế lực ác tính ẩn nấp đang hình thành. Từ lúc Hạ Tưởng ở tổ cải tạo thôn nội đô thay Trần Phong âm thầm giải vây, đồng thời hóa giải sự uy hiếp đến từ công ty xây dựng Phương Nam, cũng gián tiếp vì cải tạo thôn nội đô mà trừ khử một số nhân tố bất lương vô hình, thay đổi vòng quay lịch sử, trong đó bao gồm vấn đề nghiêm trọng còn sót lại của thôn nội đô, hình thành bang Thái Đao không giống với vòng quay lịch sử. Bang Thái Đao ở hậu thế từng một thời lừng lẫy, băng đảng lúc phát triển mạnh nhất có thế lực đến 100 người, lúc kiêu ngạo nhất là mấy chục nhân công cầm dao phay sáng loáng, vô cùng khí thế mà hoành hành ngang ngược, làm hại một phương. Phải qua 3-5 năm sau bang Thái Đao mới bị cảnh sát một lưới bắt hết, trong thời gian đó đánh bị thương đánh cho tàn phế hết mười mấy người, cưỡng hiếp con gái nhà lành gần 10 người, dân oán ngập trời. Nhớ rõ lúc ấy trên hội nghị xét xử công khai, người phát ngôn bên công an còn dõng dạc nói là trải qua kế hoạch chu đáo chặt chẽ và không ngừng nỗ lực, mới bắt được toàn bộ bang Thái Đao quy án. Thật ra ai chẳng biết bang chủ bang Thái Đao là ai? Cơ sở ở đâu? Trong mấy năm phạm vào rất nhiều chuyện ác mà người trời oán trách, rất nhiều người bị hại xin giúp đỡ mà không có cửa, thậm chí còn có một người bởi bi phẫn mà chết. Chuyện cũ rõ ràng, giọt giọt máu tươi, bang đảng 100 người gây tai họa một phương, cảnh sát địa phương lại không có một chút phát hiện. Ai tin? Không cần nói cảnh sát hình sự, ngay cả đồn công an địa phương cũng biết rất rõ sự tồn tại của bang Thái Đao, thậm chí trong khu vực trực thuộc có bao nhiêu nhân khẩu từ ngoài đến, có bao nhiêu trộm cắp vặt. Cũng đều có thể biết rõ con số trong lòng. Sở dĩ giả bộ không biết, nguyên nhân trong đó không thể không có ý vị sâu xa. Hạ Tưởng phiền chán nhất là khi các cơ quan công an phá các vụ án của một số băng đảng thế lực trong bóng tối, cái cách nói nỗ lực trải qua nhiều gian khổ không ngừng, mới có thể một lưới bắt hết lũ xã hội đen, cũng không hề nói trong mấy năm khi bọn xã hội đen gây tai họa cho dân, vì sao cơ quan công an mắt điếc tai ngơ. Vì sao tấm khiên bảo hộ nhân dân đôi khi lại chống đỡ cho bọn xã hội đen? Trong nước không thể so nước ngoài, mức độ rườm rà của pháp luật nước ngoài đủ để cho một người xấu mà mọi người đều biết nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trong nước không có đất cho xã hội đen sinh trưởng, ở tình trạng chuyên chính dân chủ nhân dân, chỉ cần nguyện ý, bất kỳ thế lực xã hội đen nào đều có thể bị bóp chết khi mới sinh, phải xem xã hội đen có ô dù hay không, có thân với cảnh sát hay không. Trong thu hồi đất và giải phóng mặt bằng ở quận Hạ Mã, do nhân viên nhàn rỗi hơn 10 thôn xóm tụ tập cùng một chỗ, dần dần hình thành một thế lực ác tính ngầm, kẻ cầm đầu tên là Vương Đại Pháo, 25 tuổi, không nghề nghiệp, dưới tay có 10 băng đảng nổi tiếng trung thành, mỗi người cầm trong tay rìu chữa cháy, tự xưng bang đầu búa. Vốn sau khi bang đầu búa bị Ngưu Kim thu mua, chuyên môn vì công ty Hoành An phụ trách đe dọa và đánh chửi hộ bị cưỡng chế, sau Ngưu Kim bị Hạ Tưởng bắt. Ngưu Kỳ bị điều đến thành phố để đó không dùng, Vương Đại Pháo không người thu nhận, vì kiếm tiền, liền đưa ra chủ ý bắt chẹt các đội thi công ở quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã không ít đội thi công là nhân viên ở nơi khác, vốn ý tưởng không muốn rủi ro, cũng có không ít đội thi công đưa cái gọi là phí bảo hộ. Cảm thấy dễ ăn, Vương Đại Pháo liền càng thêm kiêu ngạo, rất nhanh liền mở rộng thành băng đảng hơn 50 người,
thường xuyên lái mấy chiếc ô tô ở quận Hạ Mã Diễu Võ Dương Oai, qua lại không ngừng ở các đại đội thi công, giơ tay đòi tiền. Hạ Tưởng cũng là vừa mới nghe được Ngô Cảng Đắc báo cáo, còn chưa kịp ra tay xử lý, liền đã xảy ra một loạt thay đổi nhân sự, bận túi bụi, liền không để ý chuyện đó. Vừa lúc tiến đến hướng Trần Phong báo cáo công tác, lại nghĩ tới, liền mượn cơ hội hướng Trần Phong đưa ra vấn đề thế lực Vương Đại Pháo. Trần Phong nghe xong trước châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói, nói. Kỳ thật thành thị nào cũng đều tồn tại thế lực ác nhất định, chỉ là mức độ lớn nhỏ và ảnh hưởng ác liệt bất đồng. Quận Hạ Mã là quận mới, khó tránh khỏi sẽ có một chút bùn cát bay lên, cậu thẳng tay mà làm, xử lý nghiêm chỉnh. Nếu chẳng may cảnh lực của công an quận không đủ, hướng thành phố báo cáo, tôi bảo Tôn Định Quốc ra mặt giúp cậu. Trần Phong đối với yêu cầu của hắn là cầu được ước thấy, Hạ Tưởng liền vô cùng cảm tạ, còn nói. Tài chính thương mại Trường Cơ tạm thời động tĩnh không lớn, đã phê duyệt đất sân gôn cho bọn họ, hiện tại đang tổ chức nhân viên tiến hành quy hoạch và thiết kế, bày ra một thái độ làm một trận lớn, trước hết mỏi mắt mong chờ là được. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự đầu tư công thương nghiệp, thật tâm nguyện ý ở quận Hạ làm mã cắm dễ làm ăn, tôi còn là nâng hai tay tỏ vẻ hoan nghênh. Trần Phong gật đầu, lại hỏi. Chiến lược thị trường của tập đoàn Đạt Tài chuẩn bị như thế nào? Tập đoàn Đạt Tài đã đồng ý đầu tư thêm 400 triệu, dùng để dựng lên 4 khu chợ đầu mối, phân biệt là chợ đầu mối hàng hóa, chợ đầu mối trang phục, chợ đầu mối linh kiện kim loại và chợ đầu mối linh kiện ô tô. Ủy ban Nhân dân quận đang một lần nữa làm ra quy hoạch, vì tập đoàn Đạt Tài phê duyệt. Tuy nhiên, đất của tập đoàn Đạt Tài và sân gôn của thương mại Trường Cơ khoảng cách quá gần, Bạch Chiến Mặc không có cùng ý kiến, việc này còn cần phải phối hợp một chút. Khi Hạ Tưởng đề xuất quy hoạch lại một mảnh đất khu trung tâm vốn dùng để xây dựng quảng trường cho tập đoàn Đạt Tài, dùng để dựng lên vòng tròn thương nghiệp khu chợ đầu mối, Bạch Chiến Mặc phản đối mãnh liệt, nguyên nhân là khoảng cách quá gần sân gôn của thương mại Trường Cơ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc kinh doanh sân gôn. Hạ Tưởng lúc ấy không có kiên trì, sau khi chuẩn bị làm báo cáo khả thi, lại đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận. Trần Phong đối với việc này từ chối cho ý kiến, ông cũng tin tưởng Hạ Tưởng có thể xử lý tốt, tầm mắt ông dừng ở trên một bức bản đồ Trung Quốc, lấy tay chỉ ra phương Bắc, sau đó lại dùng tay chỉ ra phía Nam, xúc động nói. Thành phố Yến không có công nghiệp kỹ thuật cao, khu kinh tế phía Đông thành lập đã nhiều năm, không thu hút một doanh nghiệp công nghệ cao nào vào, cũng là một vấn đề khó khăn. Nếu quận Hạ Mã có thể thu hút doanh nghiệp công nghệ cao vào, ví dụ như sản xuất điện tử công nghệ cao, màn hình tinh thể lỏng hoặc là sản phẩm kỹ thuật số, cũng có thể thay đổi một chút kết cấu sản xuất ở thành phố Yến. Hạ Tường, có nắm chắc ở trong nhiệm kỳ của tôi, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này hay không? Trần Phong nói rất trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Tường có thể hiểu tâm tình của Trần Phong, mặc kệ trước đây đảm nhiệm thị trưởng hay là hiện tại đảm nhiệm bí thư. Đối với thành phố Yến quả thật tình thâm ý thiết, tình cảm sâu sắc dù trả cái giá là vô số tâm huyết, cũng vẫn muốn thay đổi hiện trạng thành phố Yến, khiến thành phố Yến ngày mai đẹp hơn. Hạ Tưởng cũng liền trịnh trọng nói. Tôi sẽ làm hết sức, không dám hứa hẹn nhiều, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, dù sao đầu tư là một vấn đề khó khăn lựa chọn hai chiều. Trần Phong vừa cười. Được rồi, tôi cũng không phải bức cậu lập quân lệnh trạng giấy bảo đảm cũng biết có một số việc không được cưỡng cầu. Chỉ là thuận miệng nói thôi. Thời gian không còn sớm, cậu cũng nên đến chỗ đồng chí Tăng Chu báo cáo công tác một chút. Hạ Tưởng cũng đang có ý này, cười nói. Thời buổi rối loạn này, vẫn nên cùng thị trưởng Hồ gặp mặt, nói chuyện mới được. Chương 574, khuấy động. Nói đến thời buổi rối loạn đa sự chi thu, Hạ Tưởng bỗng nhiên bừng tỉnh mà phát hiện. Dường như những lúc thế cục thành phố Yến và tỉnh Yến có thay đổi, luôn phát sinh vào mùa thu. Xem ra nói thời buổi rối loạn đều không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng là kinh nghiệm của người xưa. Khi Hạ Tưởng đi vào văn phòng Hồ Tăng Chu, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đã rời khỏi, tránh cho ba người gặp mặt khó xử. Mặc dù Hồ Tăng Chu biết sớm muộn gì sẽ cùng Hạ Tưởng gặp mặt, nhưng lại không nghĩ đến Hạ Tưởng đến báo cáo công tác vào lúc vô cùng mẫn cảm, ngay khi Đàm Long bị rời đi, Phu Phồn Nhiên sắp nhậm chức, rốt cuộc là Hạ Tưởng cố ý, hay là trùng hợp. Nếu bởi cố ý, Hạ Tưởng chính là lấy việc này vội tới khiến gã khó chịu. Hạ Tưởng từ vẻ mặt hơi xấu hổ của Hồ Tăng Chu đoán được nỗi lòng phức tạp của ông, liền thản nhiên cười nói. Lãnh đạo, ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Đã lâu không có cùng ngồi với nhau, có thời gian mời ngài ăn cơm, tâm sự.
Hồ Tăng Chu thấy Hạ Tưởng vẻ mặt thản nhiên, nói chuyện ánh mắt trong suốt, toát ra ý chân thành, trong lòng an tâm một chút, lại hơi hơi ấm áp, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng thật đúng là một thanh niên không tồi. Ít nhất là ở mặt ngoài tuyệt không nhìn ra bất mãn với mình, vẫn cung kính và thân thiết giống như trước đây. Hồ Tăng Chu trong lòng thầm than một tiếng, lúc mình mới đến thành phố Yến, Hạ Tưởng đối với gã trợ giúp nhiều nhất, mà mình lại ở thời khắc mấu chốt không ủng hộ Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng mất đi vị trí bí thư. Nghe Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi giới thiệu, quận Hạ Mã hơn 10 ủy viên thường vụ bên trong, đã có một nửa đến gần cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật đúng là một nhân tài, trên thực tế hắn so với Bạch Chiến mà càng thích hợp đảm nhiệm nhân vật số 1. Chỉ có điều lúc đối mặt lợi ích bản thân, ai cũng đưa tiền đồ của mình lên hàng đầu, Hồ Tăng Chu tự an ủi, Hạ Tưởng hẳn là có thể thông cảm chỗ khó xử của mình. Hạ Tưởng có thật sự thông cảm cho sự khó xử của Hồ Tăng Chu hay không, hắn sẽ không nói ra, tuy nhiên nói ra những lời khác vẫn khiến Hồ Tăng Chu vô cùng cảm động. Trải qua một thời gian lĩnh hội, tôi cảm giác bản thân vẫn còn trẻ tuổi, vị trí chủ tịch quận đúng là thích hợp với tôi, có thể làm cho bước đi của tôi càng được kiên định. Hồ Tăng Chu trong lòng hiểu được, Hạ Tưởng là lộ ra một tin tức, chính là cũng không có trách gã ở hội nghị thường vụ, ở thời khắc cuối cùng không cho hắn sự ủng hộ mấu chốt nhất, hơi trầm ngâm, vẫn là tươi cười nói. Tiểu Hạ, ngồi đi, uống nước không? Khi nói chuyện, Hồ Tăng Chu liền muốn đích thân rót nước cho Hạ Tưởng. Hành động rót nước, khiến Hạ Tưởng hiểu Hồ Tăng Chu tiếp nhận thiện ý của hắn, nguyện ý cho hắn câu trả tích cực, Hạ Tưởng thấy chuyển biến tốt, vội vàng giơ tay lấy ấm trà, trước đổ đầy chén của Hồ Tăng Chu, lại tự đổ cho mình một chén, rồi xúc động nói. Trước kia không ít lần rót nước cho lãnh đạo, hiện tại xuống phía dưới, không thường ở bên cạnh lãnh đạo, thật là có chút hoài niệm. Một câu nói làm Hồ Tăng Chu trong lòng vô cùng cảm thán, một chút khúc mắc đối với Hạ Tưởng cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy, chỉ có sự thản nhiên ấm áp và cảm động, còn có một tia áy náy. Tuy nhiên muốn nói lời xin lỗi nhưng khẳng định Hồ Tăng Chu không thể nói ra, đành phải đúng lúc mà chuyển rời đi đề tài. Nghe nói thế cục quận Hạ Mã coi như không tồi, Duẫn Sơn và Đằng Phi cũng cho rằng, đại cục quận Hạ Mã do chủ tịch quận Hạ nắm giữ rất ổn, tôi nghe xong cũng sâu sắc cho là điều tự nhiên. Làm thị trưởng, lời này là hơi không hợp quy củ, còn trực tiếp khen chủ tịch quận giỏi hơn bí thư, không phù hợp đường lối quan trường. Tuy nhiên hai người nói chuyện chỉ là nghị luận một chút mấy ủy viên thường vụ trung ương để cho vui, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không cho rằng Hồ Tăng Chu là nói cho vui, mà là ám chỉ, một là thừa nhận năng lực của hắn có thể thoải mái đối mặt với quầng sáng của Bạch Chiến Mặc nhân vật số 1, thứ hai là khẳng định và ủng hộ hắn. Nêu ra tên của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, rất rõ ràng nói là, từ nay về sau Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi sẽ đứng cạnh hắn. Hạ Tưởng liền tỏ vẻ cảm tạ, thực tế hắn cũng rõ, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi dựa về hướng mình, là không có lựa chọn khác, bởi vì Đàm Long rời đi làm cho Hồ Tăng Chu kinh ngạc lớn, khiến ông ý thức được nếu thủ đô có người bắt đầu theo dõi thành phố Yến, về sau thành phố Yến, sẽ là chiến trường của thế lực các nơi nhúng tay, trong lúc hỗn chiến, không thể bo bo giữ mình. Chỉ có gia nhập chiến đấu, đứng đúng đội ngũ, mới có đường sống. Đàm Long rời đi, mặt ngoài là phó tiên phong tổn thất lớn nhất, trên thực tế, Hồ Tăng Chu sẽ bị hạn chế lớn nhất. Vốn ủy viên thường vụ phó thị trưởng Cao Hải chính là người của Trần Phong, lúc có Đàm Long thì Đàm Long là người của phó tiên phong, Đàm Long vừa đi, nếu chẳng may Vu Phồn Nhiên đến rồi đổi hướng về Trần Phong, ông ở bên ủy ban liền trở thành thị trưởng tay không. Trực giác của Hồ Tăng Chu cho rằng, Vu Phồn Nhiên đến mặc kệ là vị trí trung lập hay là đổ về hướng Trần Phong. Khẳng định sẽ cùng Hạ Tưởng có mối quan hệ không tồi. Giai đoạn hiện nay lựa chọn tốt nhất chính là cùng Hạ Tưởng duy trì một quan hệ hợp tác tốt đẹp, cho dù không được thân thiết như trước đây, cũng phải duy trì một loại thân thiết hữu hạn. Hồ Tăng Chu tâm tư không thể gạt được Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền khiêm tốn vài câu, cũng không nói quá nhiều về thế cục chính trị quận Hạ Mã, mà là báo cáo công tác xây dựng phát triển kinh tế. Hồ Tăng Chu một bên nghe, một bên gật đầu, trong lòng tính toán, sau khi Hạ Tưởng nói xong, liền bán cái tốt cho Hạ Tưởng. Về sau ngân sách tài chính quận Hạ Mã, thành phố sẽ thích hợp chiếu cố, làm quận mới, nên được hưởng chính sách tốt. Hạ Tưởng ngầm hiểu mà gật gật đầu. Cảm tạ lãnh đạo chiếu cố. Cùng Hồ Tăng Chu nói chuyện đạt tới mong muốn, chính là duy trì khoảng cách, trong khách khí có nhiệt tình, trong hợp tác có đề phòng, trước mắt mà nói là quan hệ đồng minh hữu hạn. Một tuần sau, trên tỉnh truyền ra tin tức,
Phó Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ thuận lợi lên làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, một bước đáng mừng của cuộc đời chính trị. Đồng thời, Cao Tấn Chu thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ, ở tỉnh Yến hơn 2 năm không có tiếng tăm gì rốt cục đi tới trước đái. Một bước nhảy vọt trong chính trị. Tống Chiêu Độ vô cùng cao hứng, gọi điện thoại mời Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn, Cao Hải về nhà làm khách, chúc mừng thăng chức, mặc dù nghiêm khắc mà nói thì cấp bậc không đổi, chỉ có điều chỉnh công tác, nhưng về bản chất Phó Chủ tịch Thường vụ tịch và Phó Chủ tỉnh bình thường là có khác nhau, Tống Chiêu Độ vui sướng cũng là có thể hiểu được. Mấy người Hạ Tưởng hẹn nhau hội họp, mấy người tập họp một chỗ, lại có Tống Nhất Phàm qua lại không ngớt trêu ghẹo, tiếng cười liền không ngừng. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng bị Tống Nhất Phàm dọa một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Tống Nhất Phàm hứng thú cao độ, lúc đang chơi cao hứng. Đột nhiên cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nói một câu. Bộ đồ ngủ trong suốt kia em về nhà mặc một lần, ba hỏi em nói là anh tặng. Hạ Tưởng quá sợ hãi, vội nói. Đừng nghịch ngợm, anh là anh của em, không phải là kẻ hư đốn. Không cần ở trước mặt chủ tịch tỉnh Tống nói xấu anh. Tống Nhất Phàm lại nói. Vậy anh cầu xin em, anh thỉnh cầu em đi, em sẽ bỏ qua cho anh. Hạ Tưởng liền vào đầu. Hiện tại có nhiều người. Vậy hiện tại anh phải đáp ứng em, có thời gian nhất định dẫn em đi bơi, em tạm thời thay anh giữ bí mật. Tống Nhất Phàm cổ quái tinh danh, dựa vào bán đứng chính mình để uy hiếp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, dù sao hiện tại thời tiết chuyển lạnh, làm sao có cơ hội bơi lội. Liền nói. Đi, đi. Không thành vấn đề. Tống Nhất Phàm mới đắc ý mỉm cười. Như thế còn tạm được, tha cho anh một lần đó. Em căn bản là không dám mặc, lừa anh đấy, ngu ngốc. Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười. Bởi vì Cao Tấn Chu bổ sung vào hội nghị thường vụ, tỉnh Yến lại trống ra một vị trí phó chủ tịch tỉnh, thế lực khắp nơi lại bắt đầu cạnh tranh. Tống Chiêu Độ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Tiểu Hạ, bí thư Tào cha vợ của cậu có nên hoạt động một chút? Triển khai hành động cho vị trí phó chủ tịch tỉnh hay không? Hạ Tưởng nghe xong trong lòng cũng khẽ động, nghĩ lại cha vợ ở vị trí giám đốc sở thời gian cũng không quá dài, hơn nữa ở vị trí bí thư thành ủy còn chưa làm hết một khóa, vận động để lên phó tỉnh khó khăn không nhỏ, hơn nữa theo hắn suy tưởng, kỳ thật cha vợ ở vị trí bí thư thành ủy làm vài năm cũng tốt, kinh nghiệm lý lịch giám đốc sở rất mấu chốt, cũng vô cùng trọng yếu, hiện tại cho dù hao hết khí lực lên làm phó chủ tịch tỉnh, nếu không được phân công quản lý bộ phận trọng yếu, nói không chừng làm một nhiệm kỳ sẽ trực tiếp lên Hội đồng Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, nếu sau khi làm hết nhiệm kỳ ở vị trí bí thư thành ủy thành phố Bảo, đến thành phố phát triển nào đó lại đảm nhiệm bí thư thành ủy thêm một nhiệm kỳ, hoặc là đến thủ đô ở các bộ và ủy ban trung ương làm vài năm, mới có thể một bước tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trở thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, cơ sở như vậy mới vững chắc. Sau khi Hạ Tưởng nghĩ thông suốt, liền nói ra ý nghĩ của mình. Đang ngồi đây không có người ngoài, không cần phải giấu giếm. Tống Chiêu Độ nghe xong, liên tục gật đầu. Ha ha, Tiểu Hạ suy xét vấn đề thật sự là chu đáo, tôi cũng nhất thời cao hứng không có nghĩ lại, quả thật là hiện tại đi lên chỉ có thể là một phó chủ tịch tỉnh xếp cuối cùng, về sau nếu không có kỳ ngộ, nói không chừng sau khi hết nhiệm kỳ liền phải lui xuống. Lý Ninh Sơn và Cao Hải đều liên tục khen ngợi Hạ Tưởng. Bí thư Tào thật có phúc, có người con rể như cậu, so với con ruột còn hơn, ha ha. Em đã nói, Hạ ca ca đẹp trai lại có tài, là thần tượng của các cô gái, cũng bao gồm em. Tống Nhất Phàm biết chọn thời điểm nhất, lại không biết từ nơi nào xông ra, chen vào nói. Rất tiếc, Hạ ca ca so với em lớn vài tuổi, lúc quen biết thì anh đã có chị dâu. Rất đáng tiếc, có một câu thơ nói, anh sinh tôi chưa sinh, tôi sinh anh đã già. Anh hận tôi sinh muộn, tôi hận anh sinh sớm. Lúc đọc thơ còn rung đùi đắc ý, phối hợp vẻ mặt tiếc nuối, đùa cho mọi người cười to thoải mái. Đảo mắt đã tới Quốc Khánh, trong lúc Quốc Khánh, Hạ Tưởng gần như không có một ngày nghỉ, mỗi ngày thăm viếng công trường các nơi, an ủi công nhân, thị sát hiện trường, kiểm tra an toàn, từ khi hắn tiến vào quan trường tới nay là lễ Quốc Khánh bận rộn nhất. Quả nhiên đảm nhiệm lãnh đạo đảng chính liền không giống, mọi chuyện đều phải do anh làm chủ. Do anh chỉ huy, phải giữ vững cương vị, việc phải tự làm, Hạ Tưởng xem như cảm nhận được gian khổ và mệt nhọc của nhân vật số một trong chính phủ, cũng biết kỳ thật người làm quan, ở mặt ngoài nở mày nở mặt, sau lưng cũng có sự cay đắng không được biết đến và thân bất do kỷ. Liên Nhược Hạm sau khi thăm hỏi Tào Thù Lê lần trước, trở về thủ đô.
trong lúc quốc khánh, lại một lần nữa tới thành phố Yến. Mẹ Hạ Tưởng vẫn không quay về thành phố Đan Thành, bố và Hạ An, Hứa Ninh cả nhà khởi hành, đến thành phố Yến thăm hỏi Tào Thù Lê, trong nhà náo nhiệt. Tuy nhiên náo nhiệt đều không can hệ với Hạ Tưởng, hắn trên cơ bản không thể về nhà. Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cũng đã trở về, Hạ Tưởng bớt chút thời giờ cùng Tào Vĩnh Quốc nói chuyện, lần trước cùng Tống Chiêu Độ nói vấn đề vận động Phó Chủ tịch tỉnh, đi sâu trao đổi cách nhìn. Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng cách nhìn nhất trí, ông năm nay vừa mới hơn 50, thời gian tuổi tác cách thời điểm không ngắn, không cần vội vã lên tỉnh làm một Phó Chủ tịch tỉnh không quản bộ phận trọng yếu, lấy lý lịch kinh nghiệm hiện tại, miễn cưỡng tiến vào Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng không có hành vi quá lớn. Có đôi khi vội vã đứng ở chỗ cao, còn không bằng trước tiên ở tại chỗ làm vững cơ sở. Qua quốc khánh, Phu Phồn Nhiên liền chính thức đi nhận chức. Tuy nhiên bởi vì ở giữa cách lễ quốc khánh một thời gian, tin tức kinh ngạc cũng hòa tan không ít. Có lẽ Phu Phồn Nhiên muốn chính là hiệu quả như vậy, ông nhậm chức, không có một gợn sóng, cảm giác có chút lặng yên không một tiếng động, khiến cho người ta cảm thấy lúc Đàm Long rời đi khá nhộn nhịp, còn lúc Phu Phồn Nhiên đến nhậm chức lại rất yên tĩnh lặng lẽ. Toàn bộ sự kiện như là đầu voi đuôi chuột. Hạ Tưởng biết rõ ràng, người thực sự được lợi ích thực tế, lúc đắc thủ đều là khiêm tốn. Người im lặng phát tài lớn, mới là cao nhân. Đồng thời bởi vì kỳ nghỉ lễ quốc khánh mà thế cục ở tỉnh thay đổi sẽ không thu hút nhiều người chú ý nữa. Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tống Chiêu Độ lần đầu tiên lấy thân phận của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh ngồi bên cạnh Phạm Duệ Hằng, đưa ông lên vị trí thứ hai trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên trong vận mệnh quyền lực tại tỉnh Yến, địa vị Tống Chiêu Độ dần dần được củng cố và ổn định. Trong lễ quốc khánh có một lời đồn bắt đầu được lưu truyền, bởi vì ngày Đàm Long thị sát quận Hạ Mã truyền ra tin tức rời thành phố Yến, hơn nữa nghe nói công tác thị sát mới tiến hành một nửa. Một người trong cuộc khác còn miêu tả sinh động như thật tình cảnh lúc đó, nói là chủ tịch quận Hạ giáp mặt chống đối phó thị trưởng Đàm, sau khi phó thị trưởng Đàm giận dữ, đang muốn lấy chủ tịch quận Hạ ra xử thì đột nhiên bị triệu hồi về thành ủy. Lời đồn lúc đầu là chủ tịch quận Hạ không thể chu vào, ai trêu là xui xẻo. Còn lời đồn khác là, quận Hạ Mã không thể đến, ai đến thì sẽ xuống ngựa. Tuy Đàm Long là điều chuyển ngang, nhưng người trong quan trường đều biết rằng gã là bị bỏ rơi, dù chưa xuống ngựa, cũng không khác xuống ngựa là mấy. Bởi vậy, lời đồn đại một khi truyền ra, liền nhanh chóng hình thành hiệu ứng phóng xạ ở tỉnh, thành phố và quận. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ sự kiện Hà Giang Hoa xuống ngựa trước lúc thành lập quận Hạ Mã, hai người kết hợp lại, uy danh quận Hạ Mã chấn động khắp nơi, lời đồn đại lại càng truyền càng thái quá, đến cuối cùng tạo thành một phiên bản rất đáng sợ, không thể nhúng tay vào sự vụ quận Hạ Mã, nếu không nhất định xuống ngựa. Không thể đắc tội chủ tịch quận Hạ Tưởng, nếu không sẽ có thể xuống ngựa. Sau khi Hạ Tưởng nghe được đồn đại, dở khóc dở cười, trong lúc vô ý hắn thành nhân vật chính nổi bật. Cũng không phải là hiện tượng tốt. Cũng may lời đồn đại chỉ truyền bá trong chốn quan trường, hắn cũng không để ở trong lòng. Quan trường chưa bao giờ thiếu các loại lời đồn chuyện nhảm. Không cần để ý tới là được, lúc sau tự nhiên cũng dần biến mất. Hội nghị thường vụ quận ủy đầu tiên sau quốc khánh, vào ngày đi làm hôm sau mở cuộc họp, vấn đề trọng điểm thảo luận là tập đoàn Đạt Tài tăng đầu tư dựng lên vòng tròn thương nghiệp khu chợ đầu mối. Bạch Chiến Mặc chủ trì hội nghị thường vụ. Bạch Chiến Mặc vừa phát biểu, trong lòng liền thấy phức tạp mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Sự kiện Đàm Long đối với các quận của thành phố tuy rằng đều có ảnh hưởng, nhưng đối với quận Hạ Mã là ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì Đàm Long chính là lúc thị sát ở quận Hạ Mã bị khẩn cấp triệu hồi về thành phố, sau đó là sự kiện bị điều chuyển. Bạch Chiến Mặc cũng nghe được lời đồn đại, mặc dù gã cũng không tin tưởng, nhưng sự thật lại chứng minh quận Hạ Mã thành lập đến nay, ít nhất đã có hai quan lớn vì vậy xuống ngựa, nếu là trùng hợp thì quá mức kinh người. Nhưng nếu thật muốn quy tội do tên quận Hạ Mã, cũng không phù hợp gã nhiều năm qua đã được chủ nghĩa duy vật giáo dục. Chẳng qua mỗi một người trong quan trường, đều ít nhiều có chút tin tưởng vào vận mệnh thần kỳ. Bạch Chiến Mặc năm đó ở Bộ Giao thông công tác, từng đến phía Nam mà làm nhân viên giám thị, giám sát một dự án lớn về xây dựng đường sắt. Đường sắt phải xuyên qua núi, lúc gặp được một gốc đại thụ mấy trăm năm liền xảy ra chút chuyện cổ quái. Đại thụ chất gỗ vô cùng cứng rắn, mặc kệ là cưa bằng kim loại hay là búa, cứ va vào là gãy, hơn nữa đoạn gãy bắn ra còn làm bị thương vài công nhân. Sau nhóm công nhân sợ hãi quá, không ai dám đi đốn cây. Sau ở địa phương có một ông lão ra mặt, nói là đại thụ thành tinh, không muốn bị di chuyển,
đường sắt tốt nhất phải vòng qua. Bạch Chiến Mặc đương nhiên không đồng ý, nếu vòng qua phải thiết kế lại bản vẽ rồi còn phải tăng mấy trăm ngàn phí tổn, không có khả năng bởi vì một thân cây mà đổi hướng. Nhưng công nhân địa phương đều rất tin lời ông lão nói, không còn ai dám ra mặt chặt cây, cuối cùng rơi vào đường cùng còn phải xin ông lão giúp đỡ. Ông lão đưa ra một biện pháp giải quyết, chính là đến nhà tù tìm vài tên án tử hình đến cưa cây, khẳng định khả thi. Cuối cùng nghe theo đề nghị của ông lão, đến nhà tù tìm hai gã phạm nhân bị án tử hình. Nói đến cũng lạ, hai gã phạm nhân tay đưa cưa lên là đại thụ vang lên âm thanh rồi ngã gục. Bạch Chiến Mặc lúc ấy liền cảm thấy không thể tin nổi, ông lão giải thích là bởi vì phạm nhân tử hình đã hết dương thọ, toàn thân tử khí có thể áp chế lão thụ thành tinh, tuy rằng cách nói rất suy tâm, nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm người ta vô cùng nghi hoặc. Từ đó, quan điểm của Bạch Chiến Mặc về chủ nghĩa duy vật có điểm dao động. Cho đến hiện tại đã xảy ra sự kiện hai quan lớn lần lượt xuống ngựa, khi Bạch Chiến Mặc nhìn Hạ Tưởng, không tự chủ được trong lòng hiện lên một trận run rẩy, chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng thật sự là khắc tinh của mình, là chướng ngại vật trên con đường làm quan của mình. Mọi người đều có cùng tính chất, cho rằng chuyện tốt sẽ phát sinh trên người mình, chuyện xấu sẽ phát sinh trên người khác. Liền như tỷ lệ thắng xổ số cực thấp, nhưng không ít người mua, vì đều cho rằng mình sẽ trúng thưởng. Mà sự thật bên trong cuộc sống, đủ loại sự kiện nguy hiểm nhiều vô kể, nhưng tất cả mọi người cho rằng chỉ sẽ phát sinh trên người khác. Bạch Chiến Mặc qua sợ hãi, lại tức khắc khôi phục bình tĩnh, thế cục thành phố Yến không khống chế được, gã vẫn như cũ là bí thư quận Hạ Mã, là nhân vật số 1, nắm quyền lớn trong tay, nghe đồn chỉ là nghe đồn, không thể là thật. Hạ Tưởng là chủ tịch quận không giả, nhưng chủ tịch quận chỉ là người chấp hành, gã mới là người ra lệnh. Tập đoàn Đạt Tài tăng thêm 4 tỷ đầu tư, tính cả 10 tỷ lúc trước, tổng đầu tư đã đạt tới 14 tỷ, so với 20 tỷ tài chính của gã không kém nhiều lắm, trọng yếu hơn là, sau khi tài chính của tập đoàn Đạt Tài đúng hạn, chẳng những 3 tiểu khu chất lượng thường và 2 tiểu khu xa hoa, còn có 1 tiểu khu biệt thự xa hoa đang khởi công. Nói cho đúng là, quầng sáng của tập đoàn Đạt Tài đang được mở rộng. Chương 575, tranh chấp. Trong quy hoạch sân gôn của tập đoàn Đạt Tài đã và đang thi công. Ai cũng có thể nhìn ra được tập đoàn Đạt Tài là đầu tư thật, chẳng những nhanh chóng đúng hạn, còn toàn bộ chuyển biến thành xây dựng thực tế. Mà 20 tỷ đầu tư của gã, tuy nói 5 tỷ đầu tiên đã đến, nhưng đến hiện tại vẫn đang là gió yên sóng lặng, không có dấu hiệu gì là khởi công. Bởi vì tác giả đầu tư thực tế là Phó Tiên Phong, gã cũng không thể trực tiếp mở miệng thúc giục Nguyên Minh Lượng thi công sớm. So sánh cùng quang cảnh thi công khắp nơi của tập đoàn Đạt Tài, tên tuổi của 20 tỷ đầu tư bởi vì không hề có một chút thực hiện thực tế, mà đang suy yếu dần. Bạch Chiến Mặc còn có chút vô cùng lo lắng. May mắn Nguyên Minh Lượng cũng nhìn ra tình thế, liền giả vờ giả vịt bắt đầu đo đạc đất sân gôn của thương mại Trường Cơ, bày ra một tư thế chuẩn bị khởi công. Nhưng chính vào lúc này, Hạ Tưởng lại đưa ra đề nghị là đem quảng trường trong quy hoạch ban đầu cho tập đoàn Đạt Tài. Mặc dù Bạch Chiến Mặc không quá vui đem quảng trường đổi thành khu chợ đầu mối, nhưng vì kế hoạch phát triển kinh tế, cũng chỉ đành nhượng bộ. Tuy nhiên Nguyên Minh Lượng sau khi biết được lại lập tức tìm đến, đưa ra ý kiến phản đối. Nguyên Minh Lượng lý do rất đầy đủ, chính là khu chợ đầu mối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh của sân gôn, thử nghĩ, xung quanh xe đến xe đi không ngừng, một khu ồn ào náo động. Khách hàng sao mà yên lòng đứng giữa sân chơi bóng. Bạch Chiến Mặc liền cho rằng Nguyên Minh Lượng thật tâm khởi công xây sân gôn, lúc này muốn tìm Hạ Tưởng phối hợp một chút, xem có thể một lần nữa quy hoạch lại một chút khu chợ đầu mối hay không. Nguyên Minh Lượng một miệng đáp ứng, chỉ cần khu chợ đầu mối xây ở nơi khác, sân gôn lập tức khởi công. Bạch Chiến Mặc liền quyết định mượn cơ hội mời dự họp hội nghị thường vụ, hướng Hạ Tưởng tạo áp lực, khiến cho Hạ Tưởng nhượng bộ. Chỉ cần Hạ Tưởng nhượng bộ, quy hoạch lại khu chợ đầu mối. Tập đoàn Đạt Tài thêm 4 tỷ đầu tư sẽ lập tức đúng hạn, đồng thời sân gôn của thương mại Trường Cơ lại khởi công, bên này mất bên kia lại sinh ra, có thể làm danh vọng của gã lần nữa vượt qua Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ít nhiều có thể đoán được tâm tư Bạch Chiến Mặc, nhưng không rõ ý Nguyên Minh Lượng. Thương mại Trường Cơ có thực sự dựng lên một sân gôn ở quận Hạ Mã hay không? Theo như hắn thấy, Nguyên Minh Lượng cũng không có ý ở quận Hạ Mã lâu dài, nếu không 20 tỷ đầu tư cứ mãi kéo dài không xong. Cho tới nay mới chỉ thuê một tầng tại tòa nhà lộng chiều dùng để làm phòng làm việc, bản thân gã chỉ mua một biệt thự để ở, thương mại Trường Cơ cũng chỉ dùng một mảnh đất nói là dùng để dựng lên sân gôn, nhưng vẫn không có dấu hiệu khởi công gì cả.
tạm thời không bàn quận Hạ Mã nhỏ bé có đủ chỗ để chứa hai sân gôn hay không, riêng Nguyên Minh Lượng thả ra tin tức nói dựng lên sân gôn, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy có ngụ ý ở trong. Không nghĩ lúc tập đoàn Đạt Tài muốn đầu tư vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, không biết làm thế nào lại động tới ích lợi của thương mại Trường Cơ, Nguyên Minh Lượng không ngờ ra mặt ngăn cản, làm hắn càng không có thiện cảm với Nguyên Minh Lượng. Rõ ràng là ngươi không công chiếm một khối đất, chỉ đưa ra danh nghĩa phát triển, lại còn không muốn để cho người khác cũng phát triển, trên trời làm gì có đạo lý đó. Nguyên Minh Lượng là căn cứ vào tính toán gì Hạ Tưởng không rõ lắm. Cũng không muốn đoán, hắn chỉ có chắc một ý tưởng, vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối dựng lên là phải làm. Cho dù thương mại Trường Cơ thật muốn khởi công xây dựng sân gôn, cho dù vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối có ảnh hưởng tiêu cực với sân gôn, cũng có thể dùng kỹ thuật khác để giải quyết, chẳng hạn như ở bên trong trồng cây cối rậm rạp, bố trí cách âm. Tóm lại một câu, vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, phải lên ngựa. Hắn mặc kệ Nguyên Minh Lượng, rõ ràng là đến quận Hạ Mã để nuốt chừng lợi nhuận, còn bày ra bộ dáng nhà đầu tư chân chính, cho ai xem. Hạ Tưởng còn lâu mới cho gã mặt mũi. Bạch Chiến Mặc đầu tiên lên tiếng nói. Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng, vừa rồi đã do Thiên Vũ đồng chí phân phát tư liệu cho mọi người. Báo cáo khả thi được viết rất tỉ mỉ, cũng rất thích đáng, là hoạt động của một hạng mục rất có lợi cho quận Hạ Mã, tôi đại biểu quận ủy và ủy ban nhân dân quận tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ có điều tôi không quá tán thành, đem đất quảng trường nhân dân một lần nữa quy hoạch thành vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, tuy rằng có thể vì quận Hạ Mã mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế vô cùng rõ ràng, nhưng có phải sẽ bỏ qua ích lợi của người dân hay không? Xây dựng kinh tế được xếp hàng đầu là không sai. Tuy nhiên quận Hạ Mã cũng thật sự cần một quảng trường nhân dân để mọi người thư giãn giải trí. Địa điểm hiện có vừa lúc xây dựng tại khu trung tâm, giao thông thuận lợi, phù hợp ích lợi của người dân. Nếu cấp cho tập đoàn Đạt Tài dùng để xây dựng vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, có phải chỉ vì cái trước mắt mà không để ý tiếng nói nhân dân hay không? Bạch Chiến Mặc rất thông minh mà đứng ở lập trường nhân dân. Lấy ích lợi người dân làm điểm để nói, mà không phải trực tiếp đề xuất nguyên nhân là vì thương mại Trường Cơ, quả thật có tính mê hoặc. Tuy nhiên Hạ Tưởng từ trong miệng Phó Hiểu Bân biết được nguyên nhân căn bản, cho nên trong lòng hắn sớm đã có đối sách, trước hết không lên tiếng, đợi xem diễn biến. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng là người thứ hai lên tiếng. Bí thư Bạch nói rất có lý, phát triển kinh tế tuy rằng đặt lên hàng đầu, nhưng cũng phải xem xét đến lợi ích của người dân. Quận Hạ Mã là quận mới, có một quảng trường nhân dân ở khu trung tâm. Đối với quận ủy và ủy ban nhân dân quận nhận thức giống nhau, để người dân cảm nhận được sự quan tâm của quận ủy và ủy ban nhân dân quận, có lợi thật lớn. Nếu ở khu đất trung tâm dựng lên một khu buôn bán, ngẫm lại xem, bốn khu chợ đầu mối tập trung cùng một chỗ, sẽ hỗn loạn cỡ nào. Chẳng những dễ dàng gây hỗn loạn giao thông, hơn nữa còn vấn đề an ninh, bởi vậy tôi đề nghị chọn nơi khác xây khu chợ đầu mối. Lý Ứng Dũng vốn vẫn kiên định mà cùng Bạch Chiến Mặc đứng chung một chỗ, gã là người thứ nhất tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc, đã trong dự kiến. Tạ Nguyên Thanh từ trước đến nay vốn thích bất ngờ nói xen vào nhưng hôm nay không tái diễn trò cũ, mà là lúc Lý Ứng Dũng nói xong mới phát biểu. Một khu đất tốt xây dựng cái gì quảng trường nhân dân? Còn đưa lên độ cao nói là yêu dân, thực sự cho rằng sau khi xây xong, có tác dụng giống quảng trường Thiên An Môn. Công trình lớn hạng mục lớn của 4 tỷ đầu tư, không ngờ dõng dạc nói muốn vì nhân dân mà làm quảng trường, vừa nghe thật đúng là yêu nước yêu dân thật là cán bộ tốt, lãnh đạo tốt. Gã vẫn như cũ cười một tiếng, lắc đầu thở dài. Không sợ dụng tâm kín đáo, chỉ sợ là, dụng tâm kín đáo ẩn núp, sau đó làm ngụy trang rồi quang minh chính đại mai phục người khác, khiến cho người khinh thường. Lý Ứng Dũng bị Tạ Nguyên Thanh châm chọc khiêu khích, rốt cục nổi giận, đập bàn nói. Tạ Nguyên Thanh, có chuyện không thể nói đàng hoàng được sao? Lúc nào cũng kỳ quái như để thể hiện tài năng thế. Rất xin lỗi, tôi khinh thường nhất là người nói chuyện không âm không dương chỉ nói nửa câu. Tạ Nguyên Thanh cũng là kiềm chế tốt, cũng không giận, mỉm cười. Bí thư Lý vừa hay tương phản với tôi vốn thích người nói chuyện hàm xúc, không thích quê mùa. Đương nhiên, thích hàm xúc cũng không phải thích thâm hiểm, hàm xúc là văn nhã, thâm hiểm chính là hiểm ác. Rõ ràng không muốn phê đất cho tập đoàn Đạt Tài là vì thương mại Trường Cơ, lại cố tình nói thành xuất phát vì người dân, muốn rát vàng trên mặt cũng phải chú ý hàm xúc một chút, đừng quá rõ ràng được không? Lý Ứng Dũng cũng không rõ nội tình, nghe Tạ Nguyên Thanh nói rõ ra,
không khỏi mặt đỏ lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái. Bạch Chiến Mặc sắc mặt rất kém, bị Tạ Nguyên Thanh một câu nói ra sự thật, ít nhiều khiến gã hơi khó chịu, chủ yếu là đánh gã trở tay không kịp, gã còn tưởng rằng sự tình làm vô cùng bí mật, không ai biết, không ngờ Tạ Nguyên Thanh biết tin tức rõ ràng. Bạch Chiến Mặc không có đáp lại ánh mắt Lý Ứng Dũng, gã không thể trước mặt mọi người thừa nhận, nếu không kế tiếp sẽ không thể thảo luận. Trực tiếp buông tay đưa cái tốt cho Hạ Tưởng, cho dù Tạ Nguyên Thanh nói ra chân tướng, gã đâm lao phải theo lao, đã lấy lý do vì nhân dân, xem Hạ Tưởng có biện pháp nào. Nếu đưa lo ngại của Thương mại Trường Cơ đặt tới hội nghị thường vụ, tự thành Thương mại Trường Cơ và tập đoàn Đạt Tài hai nhà cạnh tranh, hoặc là nói, là đầu tư của gã và Hạ Tưởng cạnh tranh, thì khó mà nói để các vị ủy viên thường vụ ủng hộ đề nghị của gã. Bởi vì gã tin tưởng, mặc dù Thương mại Trường Cơ có 20 tỷ đầu tư, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, theo tâm lý mà nói mấy ủy viên thường vụ vẫn là thiên hướng tập đoàn Đạt Tài trong vùng. Lý Ứng Dũng thấy ánh mắt trốn tránh của Bạch Chiến Mặc, liền biết Tạ Nguyên Thanh nói là sự thật, nhưng thấy Bạch Chiến Mặc im lặng không nói gì, cũng biết gã có chủ ý gì thì cũng chết không nói. Đó tuy nhiên là do ông không chịu trách nhiệm mà đoán thôi, bí thư Bạch thân là nhân vật số một, đứng ở toàn cục suy xét vấn đề, cái nhìn của ông rất thiên lệch, không đáng phản bác. Tạ Nguyên Thanh vẫn là thói quen cũ mà duỗi hai tay, rất không sao cả nói. Tùy ông, tôi chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Không thể không nói Tạ Nguyên Thanh một bộ dạng không sợ hãi gì, khiến Bạch Chiến Mặc vô cùng căm tức, rồi lại vô kế khả thi. Vốn hội nghị thường vụ chính là nơi nói thoải mái, hơn nữa từ cải cách thể chế chính trị, ảnh hưởng của hội nghị công việc bí thư đang bị suy yếu, quyền lực hội nghị thường vụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng trở kìm hãm cơ cấu quyền lực độc đoán lớn nhất của bí thư. Mà trên thực tế mục đích lúc ban đầu thành lập hội nghị thường vụ là vì giữ cân bằng cho quyền lực mất cân đối của bí thư. Bí thư nhất ngôn cửu đỉnh là một kiểu đi lùi của lịch sử, là chế độ chính trị bi ai. Cho nên bộ máy chính phủ trước kia chỉ có một người tiến vào hội nghị thường vụ, đến hiện tại bình thường đều có ba người một chính một phó thường vụ và một phó tiến vào, cũng là xuất phát từ việc xem xét kiềm chế quyền lực quá lớn của đảng ủy. Bạch Chiến Mặc đành phải ra mặt điều hòa, nói. Được rồi, không cần tranh luận, đồng chí Tạ Nguyên Thanh nếu đưa ra ý kiến phản đối, các đồng chí khác tiếp tục phát biểu. Tôi nhắc nhở các vị đang ngồi một chút, quận Hạ Mã mới xây dựng. Là thời điểm cần ngưng tụ lòng người gia tăng lực hướng tâm, một quảng trường nhân dân, có thể làm cho người dân có thiện cảm với quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Bạch Chiến Mặc cũng hiểu được nghệ thuật thuyết trình, lại một lần nữa nâng cao quảng trường nhân dân. Khang Thiếu Diệp liền đúng lúc đứng dậy, tỏ vẻ phụ họa. Hiện tại ở quận Hạ Mã mức độ dân chúng ủng hộ bộ máy đảng chính không cao, nếu lại đem quy hoạch quảng trường xây thành khu chợ đầu mối, là có thể đạt được lợi ích kinh tế ngắn hạn. Nhưng về lâu dài sẽ bất lợi gây mất lòng dân. Hơn nữa tôi thấy ở thôn Phương Bắc có mảnh đất không tồi, hiện tại đã giải tỏa xong, có thể phê cho tập đoàn Đạt Tài đầu tư vòng thương nghiệp khu chợ đầu mối, hơn nữa thôn Phương Bắc giao thông cũng rất tiện lợi. Hạ Tưởng cười mà không nói, cũng không vội phản bác Khang Thiếu Diệp. Hắn sở dĩ kiên trì muốn cho tập đoàn Đạt Tài lấy đất của quảng trường, là bởi vì quốc lộ 107 đi qua quảng trường, nơi khác dù giao thông có tiện lợi, cũng kém ưu thế hơn quốc lộ 107. Hơn nữa nơi đây cũng sắp khởi công xây dựng cao tốc, làm khu chợ đầu mối, lại là một vòng thương nghiệp quy mô lớn, giao thông phát đạt là cái quan trọng nhất. Cho nên, đất quảng trường là tình thế bắt buộc, không thể thoái nhượng. Xây ở chỗ khác, ưu thế không rõ ràng như vậy. Giao thông không tiện lợi, không lôi kéo được khách hàng tới, khu chợ đầu mối sẽ là có tiếng mà không có miếng. Biện Tú Linh liền phản bác lời Khang Thiếu Diệp. Thôn Phương Bắc rất hẻo lánh, hơn nữa bởi vì trưng thu đất mà có rất nhiều vấn đề còn sót lại, bây giờ còn không ít chỗ tranh cãi. Sau khi tập đoàn Đạt Tài tới, ít nhất cũng tiêu tốn nửa năm mới khởi công được, thời gian nửa năm, nếu khởi công ở chỗ đất quảng trường, thì gần như đã hoàn thành rồi. Biện Tú Linh bởi vì tiếp xúc với Ngô Cảng Đắc, biết một ít tình huống thôn Phương Bắc, cũng rõ tình hình thôn Phương Bắc xem ra phức tạp hơn. Còn có một thế lực đen ngầm. Đề nghị của Khang Thiếu Diệp kỳ thật dụng tâm hiểm ác, là đem tập đoàn Đạt Tài đẩy vào hố lửa. Đấu tranh chính trị mặc dù ở các địa phương không thiếu, cũng vĩnh viễn không thể tránh, nhưng phải chú ý một nguyên tắc cơ bản. Tập đoàn Đạt là có ý tốt, thật tâm đầu tư mang đến hiệu quả kinh tế và lợi ích cho quận Hạ Mã, Khang Thiếu Diệp chỉ vì lập trường chính trị bất đồng, sẽ không vì quận Hạ Mã,
trực tiếp vạch một cạm bẫy cho tập đoàn Đạt Tài, khiến cho Biện Tú Linh chán ghét cách gã đối nhân xử thế. Khang Thiếu Diệp thấy Biện Tú Linh hiểu biết tình hình của thôn Phương Bắc, không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn Biện Tú Linh một cái. Biện Tú Linh lại không chút khách khí nhìn lại, bên trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Khang Thiếu Diệp rời ánh mắt đi vì ánh mắt sắc bén của Biện Tú Linh, cảm thấy trong lòng cả kinh, không thoải mái. Trần Thiên Vũ sửa lại vẻ mặt nghiêm túc như trước, thản nhiên mà cười, nói. Quảng trường nhân dân cũng chỉ là bước đầu quy hoạch, cũng không chắc chắn là phải xây dựng. Chủ tịch quận hạ đề xuất xây dựng khu chợ đầu mối ở đó, là suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra kết quả. Đầu tiên, quốc lộ 107 xuyên qua đó, điều kiện giao thông tiện lợi, các địa điểm khác trong toàn quận không thể sánh bằng. Khu chợ đầu mối hướng ra là thị trường buôn bán cả nước, có quốc lộ 107 chạy từ Bắc tới Nam, tính ưu việt thì không cần tôi nhiều lời. Tiếp theo, phía Bắc thành phố Yến sắp khởi công đường cao tốc chỉ cách quảng trường nhân dân có 500 mét, có quốc lộ 107 và đường cao tốc hai điều kiện tiện lợi, ưu thế của địa điểm khác cũng không thể nào bằng. Trần Thiên Vũ làm phó chủ tịch thường trực quận là quá đủ tư cách, rất nhiều lúc anh ta đều có thể nghĩ đến suy nghĩ của Hạ Tưởng, cũng có thể thay Hạ Tưởng xử lý rất nhiều sự việc, là trợ thủ đắc lực nhất cho Hạ Tưởng. Các vị ủy viên thường vụ đang ngồi cũng đều biết rằng Trần Thiên Vũ tuyệt đối là tâm phúc và trợ lực lớn nhất của Hạ Tưởng. Mỗi lần khi Trần Thiên Vũ tiên phong ra mặt đảm đương thay Hạ Tưởng, tất cả mọi người sẽ lại một lần nữa nhớ tới sự kiện Hà Giang Hoa, Hạ Tưởng thành người được lợi lớn nhất, đối với Hạ Tưởng càng thêm phần kính nể. Phòng ngừa chu đáo, trước khi nhậm chức đã khiến Trần Thiên Vũ quy phục, quả nhiên nhìn xa trông rộng. Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn là cảm thấy lòng dân là mấu chốt nhất. Theo như lời đồng chí Thiên Vũ thì vấn đề thật ra cũng không có gì, giao thông có thể giải quyết, thôn Phương Bắc cách quảng trường nhân dân có 5 km, tập đoàn Đạt Tài có 4 tỷ đầu tư lớn, ủy ban nhân dân quận hoàn toàn có thể bỏ vốn xây dựng một con đường riêng cho khu chợ đầu mối, các thương nhân từ xa đến nếu đã ngàn dặm xa xôi đi tới quận Hạ Mã, cũng sẽ không để ý đi thêm 5 km nữa chứ. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng lên tiếng cũng là có hứng thú. Theo góc độ khác là tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc. Theo sau, chính ủy ban chỉ huy quân sự quan Khải Minh cũng phụ họa lời phát biểu của Bạch Chiến Mặc. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi cũng tán thành đề nghị của Bạch Chiến Mặc. Tôi cũng cho rằng quả thật đem khu chợ đầu mối xây dựng ở khu trung tâm vô cùng không ổn, không nói tiếng ồn gây khó chịu, chính là dễ dàng xuất hiện giao thông hỗn loạn và sự kiện trị an, cũng là mất nhiều hơn được. Tôi vẫn là kiến nghị chủ tịch quận hạ thận trọng suy xét, vì đầu tư tập đoàn Đạt Tài tìm kiếm một địa điểm hợp lý nhất. Mộ Duẫn Sơn đầy đầy kính mắt, muốn nói cái gì lại thôi, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý. Bởi vì mọi người tranh luận nửa ngày, Hạ Tưởng vẫn không phát biểu một câu về cách nhìn. Ai cũng không biết Hạ Tưởng có phải là có chiêu sau gì hay không, với Mộ Duẫn Sơn hiện tại với bước đầu hiểu biết về Hạ Tưởng là chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc. Nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn, khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau để giải quyết dứt khoát. Mộ Duẫn Sơn nhận định chủ ý, vẫn là ngồi xem kịch vui trình diễn. Tuy nhiên ông thấy thái độ Hạ Tưởng kiên trì phải xây dựng khu chợ đầu mối ở khu đất trung tâm rất là khó hiểu, ở khu trung tâm sừng sững một khu chợ đầu mối với dòng người phức tạp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng quận Hạ Mã, cũng không biết chủ tịch quận Hạ là xuất phát từ phương diện nào suy xét, chẳng lẽ hắn có giải pháp cao minh để giải quyết. Mộ Duẫn Sơn liền âm thầm chờ mong, muốn xem Hạ Tưởng rốt cuộc có diệu kế gì. Kỳ thật trong hội nghị thường vụ tuy phần đông là các ủy viên thường vụ thảo luận xây dựng kinh tế và công việc chính phủ, trên cơ bản chính là tranh luận giữa mấy người phó chủ tịch quận và bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ khác bởi vì nguyên nhân phân công, hoặc là hiểu biết ít không lên tiếng, hoặc là tự biết một phiếu của mình là phụ họa bí thư hoặc chủ tịch quận, chỉ cần ngồi xem là được rồi. Trừ phi đề cập đến vấn đề trong phạm vi mình quản lý, ví dụ vấn đề nhân sự, Mộ Duẫn Sơn khẳng định muốn phải tỏ thái độ trọng yếu, hay vấn đề kiểm tra kỷ luật, Biện Tú Linh khẳng định là người lên tiếng chủ yếu. Hôm nay chủ đề thảo luận là xây dựng kinh tế, tuy nhiên bởi vì vấn đề mọi người đề nghị đều liên quan đến phạm vi quản lý của mình, cũng có quan điểm và khuynh hướng bất đồng. Như vừa rồi chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng nhắc tới vấn đề trị an không dễ giải quyết, thì Phó chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Hoàng Kiến Quân, lại đưa ra ví dụ ngược lại. Kỳ thật ở khu trung tâm xây dựng khu chợ đầu mối, ngược lại có lợi cho việc quản lý trị an. Thôn Phương Bắc việc quản lý trị an hơi có sự hỗn loạn, cảnh lực không đủ,
nếu ở thôn Phương Bắc xây khu chợ đầu mối, tôi sợ rằng dân địa phương cùng với một số thanh niên chơi bời lêu lổng sẽ đánh tan chủ ý của khách hàng từ ngoài đến. Một khi xuất hiện phát sinh các vụ án khách hàng bị đánh cắp, bị cướp, bị đập phá, gần như có thể khẳng định sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng khu chợ đầu mối. Quan điểm của tôi là, xây ở thôn Phương Bắc, từ góc độ trị an xem xét, không bằng xây ở quảng trường nhân dân. Lời phát biểu của tôi đã xong. Chương 576, thế mạnh hơn người. Hoàng Kiến Quân để ý nhìn Lý Ứng Dũng, sắc mặt Lý Ứng Dũng không tốt lắm, tuy nhiên vẫn miễn cưỡng hướng về phía ông ta gật gật đầu. Cục trưởng công an không đồng lòng với chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, Lý Ứng Dũng biết, cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật này của ông ta về sau làm được khả năng sẽ có chút ngột ngạt khó chịu. Bạch Chiến Mặc trong lòng rất ngạc nhiên, Hoàng Kiến Quân khi nào lại kiên định mà cùng đứng chung với Hạ Tưởng. Ông ta còn tưởng rằng Hoàng Kiến Quân và Hạ Tưởng chỉ có quan hệ bình thường, không ngờ, thản nhiên như không, Hạ Tưởng đã đạt được sự ủng hộ của hơn nửa ủy viên thường vụ. Trong lòng ông ta liên tục xuất hiện sự hoảng loạn. Hạ Tưởng thấy từ đầu tới cuối Bạch Chiến Mặc vẫn không nói nguyên nhân thực sự, mà lấy quảng trường nhân dân là trung tâm quận làm lý do, treo biển, nhân tâm, và cuối cùng lên tiếng tổng kết. Các đồng chí thảo luận rất sôi nổi, mỗi bên đều có điểm thiết nhập, đều phù hợp tình hình thực tế, ví dụ như bí thư Lý lo lắng dẫn phát hỗn loạn về an ninh trật tự, hay bí thư Khang cho rằng địa điểm thôn Phương Bắc cũng không tồi, vi. Tuy nhiên vấn đề bí thư Lý và bí thư Khang đề cập, đồng chí Thiên Vũ và Kiến Quân, đều đã giải đáp cặn kẽ, tôi sẽ không nói lại nữa, bí thư Bạch đưa ra vấn đề khu đất trung tâm quận và lòng dân nên tôi xin đưa ra một chút ý kiến cá nhân. Hạ Tưởng vừa mở miệng, tất cả mọi người đều không rời mắt mà theo dõi hắn, xem hắn phá giải sắp xếp của Bạch Chiến Mặc như thế nào. Có thể nói vừa rồi bên Bạch Chiến Mặc đưa ra vài vấn đề khác, phía Hạ Tưởng đều đã giải đáp thỏa mãn. Cái gọi là vấn đề trị an, vấn đề thôn Phương Bắc, đã không thành vấn đề, chỉ còn hai vấn đề là lòng dân và khu trung tâm quận, Hạ Tưởng cần đưa ra lý do then chốt làm người ta tin phục. Hạ Tưởng trong nháy mắt thành tiêu điểm, giây phút này, vầng hào quang của hắn ở hội nghị thường vụ đã hoàn toàn úp trọn Bạch Chiến Mặc, thành trung tâm theo dõi của mọi người. Bạch Chiến Mặc trong lòng vô cùng ghen tị. Hạ Tưởng lại hướng về phía Phó Hiểu Bân khẽ gật đầu. Chủ nhiệm Phó. Làm phiền đồng chí đưa đồ án quy hoạch quận Hạ Mã ra đây. Phó Hiểu Bân giống như sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch thành phố được làm trước khi thành lập quận Hạ Mã và đặt giữa bàn. Hạ Tưởng cũng không xem, mà trực tiếp dùng tay chỉ và nói. Những quy hoạch mà Cục Quy hoạch thành phố đã làm, địa điểm quảng trường nhân dân hiện tại, chính xác là trung tâm quận. Nhưng quy hoạch không kịp thay đổi, bởi vì theo sự can dự vào của các nhà đầu tư ngày càng nhiều. Diện tích quy hoạch của quận Hạ Mã so với diện tích định ra từ trước đã mở rộng hơn 1/3 có dư, hơn nữa trọng tâm của khu nội thành đang chuyển rời về phía đông. Hạ Tưởng vừa nói, vài vị ủy viên thường vụ đều tò mò mà cầm lấy bản đồ quy hoạch, chăm chú nhìn. Hạ Tưởng lại khẽ gật đầu với Trần Thiên Vũ cũng sớm đã có chuẩn bị, lại lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch. Hạ Tưởng vẫn như trước, đến xem cũng không xem, lấy tay chỉ vào bản đồ quy hoạch của Trần Thiên Vũ nói. Tôi muốn các đồng chí của Cục Quy hoạch quận để thích ứng với nhu cầu phát triển mới của quận Hạ Mã dưới tình thế trước mắt, làm lại bản đồ quy hoạch. Mọi người có thể tổng hợp so sánh một chút, xem bản đồ quy hoạch nào phù hợp với sự phát triển trước mắt của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng không cần xem hai tấm bản đồ quy hoạch đã có thể thẳng thắn mà nói, hiển nhiên trong lòng đã sớm có đầy đủ chi tiết, toàn bộ phương hướng phát triển trong tương lai và quy hoạch của quận Hạ Mã, đều có ở trong lòng. Đại bộ phận ủy viên thường vụ đều tò mò mà đem hai bản quy hoạch đặt song song cùng một chỗ và nhìn kỹ. Bản đồ quy hoạch cũng không phức tạp, đơn giản mà ghi rõ địa điểm nhà đầu tư thích nhất, cùng với nơi cư trú của dòng người đông đúc. Chỉ cần so sánh một chút là có thể nhìn ra manh mối, cái gọi là quảng trường nhân dân là cách nói về trung tâm quận, cũng chỉ là một ý tưởng tình nguyện, bởi vì tình thế toàn bộ quận Hạ Mã là phía đông phát triển quá nhanh, phía tây quá chậm, phía nam bởi vì có sông Hạ Mã và nội thành. Không có không gian, mà hướng bắc chính là huyện Thường Sơn, không phù hợp với triển vọng lâu dài của quận Hạ Mã. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận ở phía tây quận Hạ Mã, so sánh với sự đông đúc dân cư và nhà cao tầng san sát ở, phía tây dân cư rất thưa thớt, khu chung cư được khai phá và cơ cấu thương nghiệp không nhiều, làm cho người ta cảm giác bản đồ quy hoạch quận Hạ Mã như một cây búa, phía đông là đầu cây búa, to lớn mà cồng kềnh, phía tây là cán gỗ, gầy trơ xương đến mức rất đáng thương.
Quận ủy và ủy ban nhân dân quận là cơ cấu quản lý và phục vụ, liệu có phải nằm ở trung tâm quận hay không, không quan trọng, quảng trường nhân dân nếu phục vụ cho quần chúng nhân dân, nhất định phải quy hoạch lâu dài, tận khả năng kiến tạo ở nơi dân cư đông đúc, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa tạo sự thuận lợi cho quần chúng, tập trung lòng dân. Đề nghị của tôi là, đem quảng trường nhân dân quy hoạch lại về phía đông của quận, gần với địa điểm đoạn phía đông của sông Hạ Mã, Tân Quảng Trường và sông Hạ Mã liên kết thành một, càng có thể thể hiện ra được niềm vui thư nhàn, buông lơi và ngắm cảnh. Hạ Tưởng vốn xuất thân từ ngành xây dựng, về thiết tưởng ở phương diện quy hoạch, so với Bạch Chiến Mặc thì lành nghề hơn. Hắn chậm rãi mà nói, hiển nhiên đã có chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Kết hợp với ý kiến của chuyên gia cục quy hoạch, rồi liên hệ đến thực tế quận Hạ Mã, lại trưng cầu ý kiến chuyên gia cục quy hoạch thành phố, tôi cho rằng, phía đông quận Hạ Mã lấy phát triển nhà ở và sản nghiệp loại hình tập trung làm chủ, phía tây, xây dựng khu bán buôn lớn và công nghiệp kỹ thuật cao làm chủ. Địa điểm thôn phương Bắc quá xa xôi, nhưng nếu có xí nghiệp hiện đại đến quận Hạ Mã, có thể đến thôn phương Bắc xây dựng nhà xưởng, nơi đó yên tĩnh mà không khí ít ô nhiễm, thích hợp xây nhà máy, nhưng không thích hợp với thị trường bán buôn. Tất cả thị trường bán buôn nếu lấy dân cư mà nói, dân cư càng đông đúc kinh doanh mới càng thịnh vượng. Cho nên đề nghị của tôi là, một lần nữa quy hoạch lại quảng trường nhân dân đến gần đoạn phía đông sông Hạ Mã. Quy hoạch quảng trường nhân dân cũ phân chia lại cho tập đoàn Đạt Tài, thôn phương Bắc và địa điểm trạch về hướng Tây khác, tạm gác lại về sau khai phá, chờ xí nghiệp hiện đại đến. Sau khi Hạ Tưởng nói xong, hội nghị thường vụ trở nên lặng như tờ, rất lâu sau cũng chưa có ai chủ động lên tiếng. Còn có cái gì tốt hơn để nói đâu? Hiện tại mặc kệ là phía Bạch Chiến Mặc, hay là phái trung gian, hoặc là phía Hạ Tưởng, đều hiểu được chỗ đáng sợ của Hạ Tưởng là ở chỗ này, đã không làm việc thì thôi, nhưng khi đã ra tay, nhất định có kế sách vẹn toàn. Hạ Tưởng trong lòng đã có đầy đủ chi tiết và hình như nghĩ tới mọi khả năng, người khác sẽ phản bác như thế nào, sẽ đưa ra những ý kiến bất đồng ra sao. Mấu chốt vẫn là, cái hắn nói rất có lý, chưa kể nói và làm đều đâu ra đấy. Mọi người nghe xong những giảng giải của Hạ Tưởng, và kết hợp so sánh với hai bản quy hoạch khác nhau, liên tưởng đến thế cục trước mắt của quận Hạ Mã, có thể nói những phương án mà Hạ Tưởng đã nói là phương án tốt nhất cũng là duy nhất, chẳng những lý do Bạch Chiến Mặc đưa ra đứng không vững chân, mà vấn đề Khang Thiếu Diệp và Lý Ứng Dũng đưa ra, toàn bộ đều được giải quyết dễ dàng. Bạch Chiến Mặc không nghĩ tới Hạ Tưởng chẳng những chuẩn bị vô cùng đầy đủ, còn quy hoạch lại phương hướng phát triển sau này của quận Hạ Mã. Không khỏi vô cùng tức giận nói. Chủ tịch quận Hạ, những quy hoạch mới mà anh đã làm, tôi thân là bí thư, mà sao không biết gì là sao? Hạ Tưởng đối với sự nghi ngờ của Bạch Chiến Mặc không hề căng thẳng, ngược lại như là không có việc gì mà nói. Chỉ là bước đầu quy hoạch, là một ý kiến mang tính xây dựng, đang định đệ trình để bí thư Bạch xem qua, vừa lúc bí thư Bạch nhắc tới vấn đề thuộc về địa điểm quảng trường nhân dân, tôi liền mượn cơ hội này đưa ra. Đơn giản thừa dịp để tất cả mọi người đều có hứng thú, hôm nay sẽ thảo luận cả đề tài quy hoạch, cũng cùng đề xuất, thảo luận để có một kết quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Chiến Mặc còn có một loại phẫn nộ vì bị Hạ Tưởng lường gạt, rõ ràng là ông ta đề nghị mời họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề đất xây dựng khu bán buôn của tập đoàn Đạt Tài, kết quả thì ngược lại, Hạ Tưởng theo đà phát triển, chẳng những thành công phản bác ông ta. Còn muốn thừa cơ thảo luận thông qua quy hoạch hoàn toàn mới của quận Hạ Mã, quả thực là coi thường quyền uy của nhân vật số một là ông ta. Bạch Chiến Mặc đã nghĩ lập tức biểu thị phản đối, không ngờ ông ta còn chưa kịp mở miệng, Mộ Duẫn Sơn liền giành trước nói. Tôi tán thành đề nghị của Chủ tịch quận Hạ, trên cơ bản quảng trường nhân dân giao cho tập đoàn Đạt Tài không có dị nghị gì, cách nhìn của Chủ tịch quận Hạ càng nhìn sâu xa một chút, trên phương diện quy hoạch và xây dựng kinh tế, đều có cách nhìn nhận hơn chúng tôi. Trên thực tế việc cấp đất xây dựng cho tập đoàn Đạt Tài và quy hoạch lại quận Hạ Mã, xem như nhất thể, là một việc, nếu hiện tại đề xuất, thì vừa khéo thảo luận thông qua là được rồi, đỡ phải đệ trình lần nữa lên ủy viên thường vụ thảo luận, cũng là lãng phí nhân lực và thời gian. Mộ Duẫn Sơn vừa dứt lời, Đằng Phi lập tức tán thành. Đồng ý, nghe Chủ tịch quận Hạ giải thích, tôi mới bừng tỉnh ngộ, vẫn cảm thấy Chủ tịch quận Hạ suy nghĩ tương đối trọn vẹn. Đồng ý. Tạ Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng, tuy rằng hắn biểu hiện coi như bình thường, tuy nhiên Bạch Chiến Mặc nhìn thấy như là giống châm chọc gã. Đồng ý. Trần Thiên Vũ cũng lập tức tỏ thái độ. Đồng ý. Hoàng Kiến Quân nói rất hùng hồn.
Đồng ý. Biện Tú Linh mỉm cười, trong toàn bộ hội nghị thường vụ cô là người thoải mái vui vẻ nhất. Đồng ý. Phó Hiểu Bân không chịu thua kém, cũng đúng lúc tỏ thái độ. Liên tiếp tiếng đồng ý vang lên, sắc mặt của Bạch Chiến Mặc kém tới cực điểm, ông ta biết, hội nghị thường vụ đã hoàn toàn nằm trong tay Hạ Tưởng, bất ngờ nhất chính là, Hạ Tưởng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, đã có sức ảnh hưởng lớn như thế. Ngay cả Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đều đổ về phía Hạ Tưởng, nhớ rõ lúc trước khi nhậm chức, Phó Tiên Phong đã nói Hạ Tưởng là một chủ tịch quận tay không, chưa từng nghĩ bây giờ ông ta lại trở thành bí thư tay không, thật sự là tình thế mạnh hơn người. Bạch Chiến Mặc thân là bí thư bị người chèn ép đến mức không còn bậc thềm để xuống, không khỏi thẹn quá thành giận, liền vận dụng cách quyền phủ quyết, lại thấy Khang Thiếu Diệp hướng về phía ông ta lén lút ra hiệu, khẽ lắc đầu, ý tứ là không thể khinh suất, phải thuận theo thủy triều. Bạch Chiến Mặc nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh lại liền biết Khang Thiếu Diệp nhắc nhở vô cùng đúng lúc. Bởi vì hôm nay đề tài thảo luận không phải là bổ nhiệm nhân sự quan trọng, cũng không phải phân phát tài chính mấu chốt, mà chỉ có vấn đề quy hoạch. Hơn nữa Hạ Tưởng đề xuất bản quy hoạch mới hoàn toàn hợp tình hợp lý, rất khoa học, lại có tập đoàn Đà Tài thêm vào 4 tỷ đầu tư. Nếu ông ta sau khi đưa ra phiếu phủ quyết, sẽ để người khác có ấn tượng chỉ biết tranh giành hơn thua mà không biết lấy đại cục làm trọng. Về sau nói không chừng vốn là những đồng minh kiên định mà đứng cùng nhau, cũng sẽ bởi vì sự không bình tĩnh của ông ta cùng với những khiếm khuyết trí tuệ chính trị, cũng từ đó mà rời khỏi ông ta. Bạch Chiến Mặc đã hiểu rõ lý do, biết hiện tại thuận theo thủy triều mới là hành động sáng suốt, liền cố gắng tươi cười, làm bộ rộng lượng nói. Nếu các đồng chí đều tán thành đề nghị của chủ tịch quận hạ, tôi cũng chỉ biết nghe lời phải, thay đổi lập trường ban đầu mà ủng hộ ý tưởng của chủ tịch quận hạ. Bạch Chiến Mặc cuối cùng giải quyết dứt khoát, đưa ra thái độ, khiến Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, cảm giác Bạch Chiến Mặc biết tiến thoái, ở thời khắc mấu chốt có độ lượng, người có thể nhẫn nhục, sẽ có cử chỉ không tầm thường. Hạ Tưởng liền hiểu rõ, Bạch Chiến Mặc cũng không phải là tài trí bình thường, có chỗ hơn người, chả trách Phó Tiên Phong lựa chọn ông ta, cũng không phải hoàn toàn đem Bạch Chiến Mặc xem thành con rối. Ai cũng không ngờ rằng là do Bí Thư Bạch đề nghị hội nghị thường vụ, kết quả cuối cùng là Bí Thư Bạch bị đánh tan toàn diện, còn Chủ tịch quận Hạ giành được toàn thắng. Tương đương với Chủ tịch quận Hạ đã mượn lực đẩy lực, trực tiếp dẫm lên vai Bí Thư Bạch hái quả ngọt, rất nhiều người đều đang nghĩ. Bí thư Bạch và chủ tịch quận Hạ đặt cùng một chỗ, như thế nào mà càng xem chủ tịch quận Hạ càng giống nhân vật số một. Sau đó, Hạ Tưởng để Trần Thiên Vũ phụ trách cụ thể vấn đề làm cho chắc chắn quyết nghị được hình thành trong hội nghị, rồi để cho Ngô Cảng Đắc gần đây phải chú ý một chút hướng đi của thương mại Trường Cơ, bởi vì những cử động gần đây của Nguyên Minh Lượng có chút dị thường, dường như có dấu hiệu cho thấy Nguyên Minh Lượng có ý tưởng ra tay. Vừa mới đuổi Ngô Cảng Đắc đi, điện thoại của Lý Thấm lại gọi tới. Báo cáo với Hạ Tưởng một tình huống, người của thương mại Trường Cơ sau lễ quốc khánh, bắt đầu thường xuyên mà xuất hiện tại các khu chung cư đang xây dựng, sưu tập tư liệu các khu chung cư loại kém của quận Hạ Mã, như muốn gom lại hết. Hạ Tưởng hơi sừng sốt. Nghĩ lại lời Phó Hiểu Bân nhắc nhở, hôm nay trong hội nghị thường vụ Bạch Chiến Mặc đưa đề tài dùng chiêu bài lòng dân, mà trên thực tế cũng là chủ ý của Nguyên Minh Lược, là thương mại Trường Cơ không muốn khu bán buôn ảnh hưởng đến việc xây dựng sân gôn. Lúc ấy ở hội nghị thường vụ Hạ Tưởng còn buồn bực thương mại Trường Cơ rõ ràng không có ý định chân chính mà khởi công, sao phải làm điều thừa vậy? Hiện tại kết hợp với điện thoại của Lý Thấm, nghĩ lại mới tỉnh ngộ, Nguyên Minh Lượng thật xảo quyệt, hóa ra là kế ngấm ngầm lừa bịp, gã cũng hiểu rõ bản thân khẳng định có thể biết tình hình thực tế, liền cố ý cổ động Bạch Chiến Mặc ra mặt rõ ràng là ngăn cản tập đoàn Đạt Tài, thực tế là thay đổi tầm mắt, để mình cho rằng thương mại Trường Cơ thực sự là có ý định khởi công. Sau đó âm thầm thong dong đặt bố cục, bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Chỉ tiếc, bản thân đã sớm có chuẩn bị, có Lý Thấm ở quận Hạ Mã trấn thủ, bất cứ biến động dị thường gì trên thị trường bất động sản đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhớ tới khả năng nhạy bén của Lý Thấm, Hạ Tưởng cũng âm thầm tán thưởng cách nhìn của Tiếu Giai không tồi, phát hiện một trợ thủ đắc lực như Lý Thấm. Nghĩ tới Tiếu Giai, Hạ Tưởng lại nghĩ tới Tiếu Giai lúc trước ẩn ý mà nhắc tới vấn đề sinh một đứa con, hắn lúc ấy không trả lời trước mặt, hiện tại trong lòng không tránh khỏi có ý động, bởi vì Tiếu Giai là một người quả thật không đơn giản. Chỗ dựa cả đời của người phụ nữ có hai người, một là chồng, hai là con, Tiếu Giai nếu không có một người chồng danh chính ngôn thuận để dựa vào, nên để cô có một đứa con xem như sự an ủi. Đang suy nghĩ, Triều Vĩ Cương báo thi trường nhạc đến.
Thi Trường Nhạc cũng có ý tứ, gần đây số lượng công tác rõ ràng nhiều hơn, rất có ý thể hiện sự trung thành. Hạ Tưởng liền bảo ông ta vào, để xem Thi Trường Nhạc lại có trò hay gì. Thi Trường Nhạc hôm nay không có diễn trò, vừa không nói ra các khó khăn cũng không đưa ra điều kiện, mà vô cùng dứt khoát mà nói. Lãnh đạo, mấy khoản tiền mà Cục Tài chính thành phố đáp ứng đã đến đúng vị trí, rất thuận lợi, đặc biệt xin báo cáo với lãnh đạo một chút, mặt khác còn muốn xin chỉ thị của lãnh đạo, có mối liên lạc với ngân hàng quen biết hay không. Bởi vì phải thiết lập một tài khoản gửi ngân hàng, nhưng chưa quyết định chọn ngân hàng nào để gửi, mời lãnh đạo định đoạt. Hạ Tưởng hiểu ý mà mỉm cười, lời nói của Thi Trường Nhạc biểu lộ rõ lập trường, ông ta đã có lòng biểu quyết thực sự rồi. Tài khoản tài chính của Cục Tài chính có tài khoản kết toán được mở ở ngân hàng, hiện trạng là, mở tài khoản, ở ngân hàng nào là do ban tài chính nơi đó quyết định, đã cho lãnh đạo thực quyền một không gian làm việc rất lớn. Tuy hiện tại thu nhập tài chính của quận Hạ Mã còn chưa nhiều, nhưng về sau khẳng định cũng không ít, gửi ngân hàng tuy rằng không thể nói động một tí là lên hàng chục tỷ, nhưng vài trăm triệu thậm chí vài tỷ cũng sẽ có, ngân hàng nào không muốn tranh thủ. Không nói vài tỷ, chỉ cần hơn trăm triệu gửi ngân hàng, tiền hoa hồng thu về so với cái ngân hàng bỏ ra cũng nhiều đến kinh người, với người thường mà nói, tuyệt đối là một con số trên trời. Thi Trường Nhạc để mình chỉ định tài khoản tài chính mở ở ngân hàng nào, hiển nhiên là muốn mượn cớ này để cho thấy, ông ta trung thành và tận tâm với mình, ngay cả tiền hoa hồng cũng không cần, cũng muốn phân cho lãnh đạo. Thi Trường Nhạc là một người thông minh, tuy thái độ lúc đầu có chút lắc lư, nhưng sau khi thu phục ông ta, biểu hiện của ông ta vẫn khiến Hạ Tưởng khá là vừa lòng, bởi vì ông ta có con mắt nhìn, biết làm việc, mặc dù láo cá, nhưng lại có dũng khí đem nhược điểm giao cho người khác. Hạ Tưởng không thể không phân biệt đối xử với Thi Trường Nhạc. Công việc nội bộ của Cục Tài chính, tôi không can thiệp, một số quy định được hình thành giữa các ngân hàng, tôi cũng không nói nhiều, có một điểm phải nhấn mạnh một chút. Một số món tiền nhỏ lấy ra tiêu cũng không phương hại đến đại thể, nhưng nếu quen tiêu tiền như nước rồi. Ông cũng biết, bí thư biện rất khát vọng làm ra chiến tích ở quận Hạ Mã, bắt vài tham quan làm tấm thảm lót đường để thăng quan, tôi không hy vọng người của tôi bị bí thư biện mời đi uống trà đâu. Hạ Tưởng điểm đến đấy thì dừng, hắn tin tưởng với sự thông minh của Thi Trường Nhạc, có thể lĩnh ngộ được ý trong lời nói của hắn. Thi Trường Nhạc lập tức với vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi tốt xấu cũng trong quan trường lăn lộn mười mấy năm, bất cứ việc gì đều biết nặng nhẹ, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh mất mặt đâu. Hạ Tưởng vừa lòng mà gật gật đầu. Tốt, thái độ không tồi, trong lòng tôi đã biết rồi, cũng sẽ ghi nhớ lời ông nói. Thi Trường Nhạc cung kính nói. Vậy tôi đi trước, lãnh đạo, có việc xin anh cứ chỉ bảo bất cứ lúc nào. Thi Trường Nhạc đi tới cửa, Hạ Tưởng bỗng nhiên lại nói một câu. Ngày mốt là con tôi đầy tháng, ông Thi, có rảnh thì đến chút, phỏng chừng sẽ có không ít người đến, khá náo nhiệt. Thi Trường Nhạc trong lòng mừng như điên, ý của Hạ Tưởng rõ ràng là muốn tiếp nhận ông ta vào, ông ta đương nhiên cầu còn không được. Đến lúc đó không ít người, quan lớn cũng nhiều, là cơ hội kết giao tốt của ông ta. Đi theo chủ tịch quận Hạ là đúng rồi, vừa lên đã cho một cơ hội lớn, chủ tịch quận Hạ đối nhân xử thế thật sự là không tồi, đối xử với mọi người thật chân thành. Tuy nhiên Thi Trường Nhạc đồng thời lại hồi tưởng quá trình quen biết giữa ông ta và Hạ Tưởng, lại càng khâm phục thủ đoạn thu thả tự nhiên của Hạ Tưởng. Cao thủ tuyệt đối. Nhất là lần trước hắn đến báo cáo công tác, khi đưa ra khó khăn, chủ tịch quận Hạ nói khẳng định sẽ giải quyết vấn đề cấp kinh phí tài chính, không nghĩ rằng hiện tại thật sự đã được giải quyết rồi, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng về sau, khiến cho ông ta khâm phục sát đất đối với khả năng và cách làm của Hạ Tưởng. Kỳ thật Thi Trường Nhạc không biết. Vấn đề cấp kinh tế tài chính, cũng không phải là sự bao tay của Hạ Tưởng, chỉ có điều Hạ Tưởng nhìn ra thế cục hiện tại, ngồi chờ nước chảy thành sông mà thôi. Cũng là Hồ Tăng Chu muốn dốc sức cho Hạ Tưởng một ân tình, để tránh sau khi Vu Phồn Nhiên nhậm chức, nếu qua tay của Vu Phồn Nhiên mà cấp kinh phí đi, khiến cho Hạ Tưởng nhận cái tình của Vu Phồn Nhiên, không phải được như mong muốn của Hồ Tăng Chu rồi. Chương 577, hai sự cố ngoài ý muốn. Lúc sắp hết giờ làm. Hạ Tưởng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà, bởi vì tiệc đầy tháng của con trai cần phải bày đặt một chút, hắn về nhà còn phải viết thiệp gọi điện thoại mời bạn bè thân thiết. Thật ra theo ý của hắn, thì lễ đầy tháng không cần bày biện nhiều cũng không sao, nhưng Tào Vĩnh Quốc lại kiên quyết, bởi vì ông cảm thấy lúc Tào Thù Lê sinh con mình không quan tâm nhiều, thấy thẹn trong lòng,
đã nghĩ mượn lễ đầy tháng thể hiện một chút tình thương của cha với Tào Thù Lê và sự thân thiết với Hạ Đông. Hạ Tưởng thấy Tào Vĩnh Quốc thái độ khá kiên quyết, đành đồng ý. Hắn vừa mới sắp xếp xong, đang định ra cửa, thì thấy Triều Vĩ Cương gõ cửa tiến vào, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lãnh đạo, có một người muốn gặp anh, tôi ngăn không được cô ta, thái độ của cô ấy không tốt lắm. Lời nói còn chưa dứt, một người từ phía sau Triều Vĩ Cương lách mình tiến vào, còn có ý đẩy Triều Vĩ Cương một cái, bất mãn nói. Đừng chặn đường được không? Làm ơn, ông làm thư ký kiểu gì vậy? Một chút con mắt nhìn cũng không có. Cô gái vừa vào cửa, đôi mắt đầu tiên đảo mấy vòng, quan sát Hạ Tưởng, rồi mới nheo mắt cười. Anh chính là Hạ Tưởng. Người đến là một cô gái trẻ, tuổi không lớn, ăn mặc quần áo đơn giản, dáng người không tồi, mặt tròn, eo nhỏ, chân dài, quần bò, quần áo đơn giản mà thoải mái, có một loại vẻ đẹp giản dị. Hơn nữa trên mặt không trang điểm, gặp người với khuôn mặt mộc, có hương vị đặc biệt của tuổi trẻ. Hạ Tưởng hướng về phía Triều Vĩ Cương phất tay, Triều Vĩ Cương bất mãn mà trừng mắt nhìn cô gái một cái, tế nhị mà lui ra ngoài. Là tôi, cô là ai? Có chuyện gì? Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, không mừng không giận. Đã sớm nghe qua đại danh của anh, còn tưởng rằng anh lớn tuổi, không ngờ chỉ hơn tôi mấy tuổi. Hơn nữa bộ dáng cũng không kém, không xem như là dạng cực kỳ hung ác, tại sao những điều tôi nghe được toàn là những lời không lọt tai của anh? Cô gái vẻ mặt tò mò nói, đôi mắt thỉnh thoảng còn chớp chớp không ngừng, đôi lông mi dài khẽ động, làm cho cô có một loại cảm giác như búp bê. Tôi tìm anh là muốn tìm một người, anh ta có đến tìm anh hay không? Hạ Tưởng bị làm cho mơ hồ, cười nói. Đã nói một hồi lâu, cô cũng không nói rõ ràng được một câu, thật sự nếu không nói rõ mục đích đến, thì xin lỗi, tôi còn có việc. Cô gái khoanh hai tay ở trước ngực, đắc ý mỉm cười. Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong. Tự giới thiệu một chút, tôi là Phó Tiên Tiên, tôi đến tìm Mai Hiểu Mộc, xin hỏi anh đem Mai Hiểu Mộc giấu ở đâu rồi? Hạ Tưởng dở khóc dở cười, hóa ra cô chính là Phó Tiên Tiên người trong miệng của Khâu Tự Phong, không ngờ trực tiếp tìm tới cửa, gặp hắn đòi Mai Hiểu Mộc, quả thực là việc không liên quan gì đến nhau, liền nói. Tôi gần đây không gặp Mai Hiểu Mộc, cũng không có giấu hắn, cô tìm cách khác đi. Còn có việc gì không? Phó Tiên Tiên vẻ mặt lập tức không vui, nói. Thật bất lịch sự, hai câu nói đã muốn đuổi tôi đi sao? Bộ dáng tôi xấu lắm sao mà anh lại chán ghét như vậy? Nhìn dáng vẻ của anh khẳng định là có tật giật mình, nhất định là đem Mai Hiểu Mộc giấu đi, anh ấy nói muốn tới thành phố Yến tìm anh ấy đã đến đây vài ngày rồi. Tôi tìm mãi không thấy anh ta, khẳng định là bị anh giấu đi. Hạ Tưởng cảm thấy logic của Phó Tiên Tiên có chút vấn đề, xua tay nói. Mai Hiểu Mộc không tới tìm tôi càng không có giấu hắn. Nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ chuyển cáo hắn một tiếng. Được rồi, tôi hết giờ làm rồi. Phó Tiên Tiên vẻ mặt thất vọng mà gật gật đầu, cũng không nói, cùng Hạ Tưởng đi ra cửa và cùng nhau xuống lầu, giống như cái bóng đi theo phía sau Hạ Tưởng, theo tới trước xe Hạ Tưởng, mới cẩn thận nói. Tôi không lái xe đến đây, có thể đi nhờ xe của anh quay về thành phố, tiết kiệm một chút lộ phí không? Hạ Tưởng sẽ không bị vẻ giả vờ giả vịt của cô mê hoặc, sự giảo hoạt của cô sao thoát nổi ánh mắt của hắn. Phỏng chừng cô vẫn không tin hắn không có dấu Mai Hiểu Mộc, muốn mượn cơ hội làm quen hắn để rồi tìm tung tích Mai Hiểu Mộc. Hạ Tưởng cũng rất lịch sự mà mở cửa xe. Mời. Vừa cười nói. Tin rằng cô cũng từ miệng Phó Tiên Phong nghe qua không ít chuyện xấu về tôi, nếu không sợ tôi là người xấu, thì lên xe. Phó Tiên Tiên động tác nhanh nhẹn. Rất nhanh liền nhảy vào ghế phụ, híp mắt cười. Tôi không sợ, từ trước tới bây giờ đều là người xấu sợ tôi, làm gì có chuyện tôi sợ người xấu. Hơn nữa lời của anh tôi nói chỉ thể hiện cho quan điểm chính trị của anh ấy, không thay cho cảm tình cá nhân của anh ấy. Nhân vật chính trị cho tới bây giờ chỉ đứng ở lập trường chính trị nói chuyện, không có nói công bằng. Nếu tôi tin tưởng anh ấy cùng cha, ông nội, thiên hạ xem như không có người tốt nữa rồi. Tôi cũng không phải nhân vật chính trị, tôi chỉ tin tưởng vào quan điểm của chính mình. Hạ Tưởng khởi động ô tô, lái ra cổng quận ủy, chạy đến phía đường lớn, mới lại hỏi Phó Tiên Tiên. Cô đến chỗ nào xuống xe, tôi thuận đường sẽ đưa cô đến. Phó Tiên Tiên ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu nói. Chưa nghĩ ra, đến cửa nhà anh thì tôi xuống là được. Sau đó lại làm bộ lơ đãng mà nói một câu.
Mai Hiểu Mộc rốt cuộc đi nơi nào? Cũng thật là, tôi đáng sợ vậy sao mà trốn tránh không gặp? Cô cho rằng Hạ Tưởng sẽ tò mò mà hỏi cô một câu, không ngờ sau khi cô nói xong, Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, còn mở radio, nghe tin tức. Phó Tiên Tiên lắc đầu thở dài. Anh mới bao nhiêu tuổi, mà sao cảm giác rất giống anh tôi, đều làm ra vẻ cụ non. Anh cũng không hỏi xem tôi vì sao muốn tìm Mai Hiểu Mộc, chẳng lẽ một chút lòng hiếu kỳ cũng không có. Hạ Tưởng mắt nhìn kỹ phía trước, vẻ mặt thản nhiên nói. Cô muốn nói, tự nhiên sẽ nói, tôi làm sao phải hỏi nhiều. Tôi chỉ muốn nói, cô tính nhầm rồi, đừng tưởng rằng đi theo tôi có thể gặp được Mai Hiểu Mộc, hắn quả thật chưa tới tìm tôi. Phó Tiên Tiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà lấy tay cạo mặt, nói. Thất bại, bị anh phát hiện. Thôi được, không làm khó anh nữa, mau cho tôi xuống đi, tôi không lãng phí thời gian với anh nữa. Hạ Tưởng liền dừng xe bên đường để cô xuống, Phó Tiên Tiên nhảy xuống xe, lại quay đầu lại hí mắt cười. Đúng rồi, dù sao cũng đừng nói cho anh tôi biết tôi đến thành phố Yến, tôi không muốn gặp anh ấy, phiền. Còn nữa, nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may Mai Hiểu Mộc tìm anh hãy chuyển tới anh ta một câu. Tôi không muốn gả cho anh ta đừng sợ. Hạ Tưởng cười cười, không nói gì, tiếp tục lái xe về nhà. Trong lòng lại nghĩ Phó Tiên Tiên và Phó Tiên Phong khác biệt đúng là không nhỏ, Phó Tiên Phong âm hiểm giả dối, hai mặt, Phó Tiên Tiên tuy rằng cũng có chút giảo hoạt, nhưng con người sởi lời, còn có nét đáng yêu. Hạ Tưởng cười cười, không nói gì, tiếp tục lái xe về nhà, trong lòng lại nghĩ Phó Tiên Tiên và Phó Tiên Phong khác biệt đúng là không nhỏ, Phó Tiên Phong âm hiểm giả dối, hai mặt, Phó Tiên Tiên tuy rằng cũng có chút giảo hoạt, nhưng con người sởi lời, còn có nét đáng yêu. Về đến nhà mới phát hiện, có hai vị khách không mời mà đến, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng liền phát hiện gần đây Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc có xu thế đến gần, hai người muốn tới thì tới cùng nhau, nếu không đến thì đều không xuất hiện. Cổ Ngọc bây giờ vẫn ở tổ lãnh đạo, nghe nói công tác vẫn vô cùng xuất sắc, có chút hương vị tiệm nhập giai cảnh tình trạng dần chuyển tốt hơn. Sau khi xây xong cung văn hóa cố sự thành nữ của Nghiêm Tiểu Thì, hiệu quả và lợi ích không tồi. Hiện tại đã đi vào quỹ đạo đúng, cô ấy đã có thể thoát ra, đi làm việc khác. Nghe nói gần đây cô đang bận việc học, có hy vọng ở thời gian sắp tới lấy được văn bằng do Cốc lão cấp. Mẹ hắn vào dịp Quốc Khánh đã trở về thành phố Đan Thành, chỉ ở không được vài ngày, vì nhớ cháu, Quốc Khánh chưa xong lại tới đây. Lam Miệt đã bắt đầu đi làm quản lý công việc công ty, trong nhà bình thường có mẹ và bảo mẫu vậy là đủ rồi. Đối với việc vì đầy tháng hạ đông mà bày tiệc rượu, mẹ đồng ý cả hai tay, hơn nữa ý của bà là người càng nhiều càng tốt, càng náo nhiệt, thể hiện cho Hạ Đông về sau càng có tiền đồ. Hạ Tưởng không nói gì với cách nghĩ của bà, cũng lười phản bác, dù sao tận sức để cha mẹ hai bên vui vẻ là được. Hạ Tưởng vừa vào cửa, vừa mới ngồi vào sofa. Cổ Ngọc liền tiến gần, cái mũi khẽ mấp máy, lập tức nói. Trên đường có người đẹp làm bạn phải không? Hạ Tưởng hoảng sợ. Cái mũi của cô rất thính, giống như. Cổ Ngọc vội giơ tay ra hiệu tạm dừng. Dừng, nói bậy thì không cần phải nói nữa, tôi thay Thù Lê thẩm vấn anh, mỹ nữ rốt cuộc là ai? Nghiêm Tiểu Thì thích nhất xem Cổ Ngọc trêu ghẹo Hạ Tưởng, từ lúc Cổ Ngọc ra mặt, việc cô thích nhất chính là ở bên cạnh che miệng cười khẽ, xem vẻ lúng túng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không có gì đáng giấu giếm, liền đem đầu đuôi nói ra chuyện Phó Tiên Tiên bất ngờ xuất hiện. Em gái Phó Tiên Phong, em ruột. Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt kinh ngạc, chen vào hỏi. Chắc là em ruột, tôi không hỏi kỹ. Hạ Tưởng buông tay, lắc đầu nói. Được rồi, tôi đã nói xong, không cần tranh cãi cái gọi là mỹ nữ nữa nhé, nói xem mấy cô hôm nay đến nhà, có việc gì sao? Nghiêm Tiểu Thì nhìn Cổ Ngọc một cái, thấy Cổ Ngọc không nói lời nào, cô đành phải nói. Thật ra là đến thăm Thù Lê và Hạ Đông, không phải sắp đầy tháng rồi sao? Chúng tôi tới đây xem có cần hỗ trợ gì không? Cổ Ngọc ở bên cạnh cố nhịn cười, thấy Nghiêm Tiểu Thì bộ dáng nghiêm trang, thật sự không kìm nổi bật cười. Chị Tiểu Thì là muốn nhờ anh hỗ trợ, chị ấy muốn đến quận Hạ Mã đầu tư, nhưng không biết đầu tư hạng mục nào tốt, ý của chị ấy là, chị ấy bỏ sức, anh bỏ trí tuệ, cuối cùng chị ấy kiếm được lợi nhuận, anh được chiến tích, các bên cùng có lợi. Hạ Tưởng còn chưa nói gì, di động lại đột nhiên reo lên. Hắn hướng về phía Nghiêm Tiểu Thì gật gật đầu, đứng dậy nhận điện thoại, bên trong truyền tới tiếng một người lạ. Chủ tịch quận Hạ phải không?
Tôi là Hạ Tưởng, xin hỏi ai vậy? Tôi là Mai Hiểu Mộc. Tôi là Mai Hiểu Mộc. Tiếng nói Mai Hiểu Mộc lúc này so với sự vinh vang tự đắc khi lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp y khác nhau rất lớn, nghe hơi uể oải không phấn chấn. Không biết Chủ tịch quận Hạ còn nhớ tôi không? Hiểu Mộc xin chào, nhớ rõ, nhớ rõ. Hạ Tưởng không có ấn tượng hay gì với Mai Hiểu Mộc, nhưng vì y là em ruột của Mai Hiểu Lâm, lại bởi vì Mai Thái Bình đã bảo trước hắn phải quan tâm đôi chút, hắn cũng không thể lạnh lùng, đành cố gắng nhiệt tình một chút. Nghe nói cậu đã đến thành phố Yến, sao không tới tìm tôi? Giọng nói của Mai Hiểu Mộc dừng lại một lát, hiển nhiên là không nhận thấy sự nhiệt tình của Hạ Tưởng, một lát sau mới nói. Có chút việc chưa làm xong, hai ngày nữa sẽ đến làm phiền Chủ tịch quận Hạ, lúc đó đừng ghét bỏ tôi đấy. Y lại chần chừ một chút, rồi hỏi. Có phải Phó Tiên Tiên đến tìm anh? Hạ Tưởng liền ăn ngay nói thật. Đúng vậy, vừa rồi còn ngồi xe của tôi tới thành phố, tôi để cô ấy xuống ở trên đường, còn bảo tôi chuyển cáo cậu, nói cô ấy không muốn gả cho cậu, để cậu đừng sợ. Hạ Tưởng nghĩ thầm dù sao thì chuyển lời tới nơi là được rồi, cũng không bị coi là thất tín với người khác. Mai Hiểu Mộc xấu hổ mà ho khan hai tiếng, nói. Để Chủ tịch quận Hạ chê cười rồi, Phó Tiên Tiên rất tự do tùy tiện, rất biết gây chuyện, rất đáng giận rồi. Anh đừng để ý tới cô ấy, tôi đi tìm cô ấy giải thích. Sau đó còn nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại. Hạ Tưởng ngồi trở lại sofa, tâm tư không rõ. Nghiêm Tiểu thì muốn tới quận Hạ Mã phát triển, lại có thêm cả Mai Hiểu Mộc, còn đi theo một Phó Tiên Tiên, thế cục quận Hạ Mã đã đủ rối loạn rồi, hiện tại chỉ có thể càng rối loạn. Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc đã đến đúng bữa cơm, hiển nhiên phải ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn, Nghiêm Tiểu thì nói ra tính toán trong lòng. Nếu thành phố Đan Thành có cung văn hóa cố sự thành nữ, thành phố Yến tuy rằng không có lịch sử lâu đời, nhưng quận Hạ Mã cách huyện Thường Sơn rất gần, huyện Thường Sơn là cố hương của danh nhân Triệu Tử Long trong Tam Quốc, liệu có thể dùng làm tính chất lịch sử, phải xem có thể khai thác giá trị lịch sử hay không? Hạ Tưởng lắc đầu. Không tốt lắm, Triệu Vân mặc dù có danh khí, nhưng huyện Thường Sơn danh khí quá nhỏ, hơn nữa không có quá nhiều sự kiện lịch sử có thể dùng để triển khai, không giống thành phố Đan Thành, chỉ là thành thị nhưng có nhiều di tích lịch sử như cầu Học Bộ, ngõ Hồi Xa, có rất nhiều thứ có thể tuyên truyền. Triệu Vân tuy rằng là người huyện Thường Sơn, nhưng rất nhiều sự tích của ông ta không phát sinh ở huyện Thường Sơn. Nghiêm Tiểu thì vẻ mặt thất vọng, lại dùng giọng điệu trêu đùa nói. Tôi không nghĩ nữa, anh giúp tôi nghĩ hạng mục là được rồi. Hạ Tưởng tâm tư khẽ động. Cô có bao nhiêu tiền? Trong tay hiện có không nhiều, hơn 30 triệu còn có thể lấy dùng, nhiều hơn nữa thì không có. Nghiêm Tiểu thì nhìn Cổ Ngọc một cái, hé miệng cười. Cổ Ngọc có tiền, tuy nhiên hình như cô ấy không có hứng thú lắm với quận Hạ Mã của anh. Cổ Ngọc mỉm cười, không tiếp lời. Hạ Tưởng liền nói. Tôi đề nghị cô đến phía Nam hoặc là thủ đô, tìm xem có công nghiệp kỹ thuật cao thích hợp không. Quận Hạ Mã hiện tại cần nhất chính là công nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kỹ thuật vật liệu mới, bất kỳ là loại nào đều vô cùng hoan nghênh. Sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao lấy kỹ thuật hiện đại làm cơ sở. Tham gia một loại hoặc nhiều loại kỹ thuật cao và tập hợp các xí nghiệp nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kỹ thuật phục vụ của sản phẩm khác, nắm bắt loại kỹ thuật quan trọng này khó khăn thường rất lớn, nhưng một khi thành công, lại có hiệu quả và lợi ích kinh tế cùng xã hội cao hơn bình thường nhiều. Sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao là sản xuất công nghiệp của kỹ thuật tập trung, tri thức tập trung, giai đoạn đầu cần đầu tư lớn, nghiên cứu phát triển dài, nhưng sau khi thành công, giá trị đi kèm cũng rất kinh người. Kỹ thuật vật liệu mới nghe không tồi. Nghiêm Tiểu thì cúi đầu trầm tư một lát, rồi nói. Tuy nhiên có nhiều loại vật liệu mới, dù sao cũng phải có một phương hướng cụ thể mới tốt. Vật liệu mới lấy kỹ thuật cao làm cơ sở và kẻ dẫn đường, phạm vi ứng dụng cực kỳ rộng. Phân loại của vật liệu mới, dựa theo lĩnh vực ứng dụng, bình thường có thể chia làm vật liệu thông tin, vật liệu năng lượng, vật liệu sinh học, vật liệu ô tô, vật liệu nano, vật liệu siêu dẫn. Vật liệu đất hiếm, vật liệu sắt thép, vật liệu kim loại mới, vật liệu xây dựng, v.v. Cũng không phải là ít. Cổ Ngọc đối với kỹ thuật vật liệu mới cũng có nghe thấy, bởi vì công nghiệp ô tô cũng dùng đến, cô nghĩ rồi cười nói. Nếu là tôi, sẽ đầu tư vật liệu ô tô, hiện tại công nghiệp ô tô phát triển rất nhanh, doanh số bán hàng cũng tăng trưởng rất nhanh, không gian phát triển rất lớn. Nếu có vật liệu kiểu mới nhẹ, chắc chắn,
thân thiện với môi trường được chào đời, ô tô có thể giảm bớt trọng lượng đồng thời tăng tính an toàn, đạt được bước nhảy vọt. Hạ Tưởng hiểu biết có hạn về vật liệu ô tô, không tiếp lời, Nghiêm Tiểu thì nghe xong cũng như nghe thiên thư, không có hứng thú, khẽ lắc đầu. Tào Thù Lê luôn lẳng lặng nghe mấy người nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Em cảm thấy vật liệu xây dựng kiểu mới nhất định có thị trường. Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Ngay cả Hạ Tưởng cũng không ngại có người ngoài ở đây, không chút keo kiệt mà khen. Ba Mỹ Nữ ở đây, người thông minh nhất là Thù Lê. Tào Thù Lê đã làm mẹ, được Hạ Tưởng khen, vẫn rất thẹn thùng, oán trách nói. Em chỉ là chợt lóe lên một ý tưởng, cũng không tính là thông minh gì, không cần anh phải mèo khen mèo dài đuôi. Có thể đoán được là, ở trong một khoảng thời gian dài, ngành bất động sản đều hiện ra một trạng thái phát triển mạnh mẽ, và lại mặc kệ toàn bộ thị trường bất động sản có bất thường hay không, Hạ Tưởng cũng không có năng lực ngăn cản bất động sản phát triển, bởi vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng kiểu mới cũng rất lớn. Thị trường bất động sản sở dĩ ra một hình thức phát triển vượt qua mức bình thường, xét đến cùng vẫn là bởi vì ngành bất động sản kéo theo rất nhiều ngành sản xuất, ngoại trừ chính quyền địa phương chủ bán đất mà phát tài. Ngành bất động sản còn có thể kéo theo ngành sản xuất công nghiệp sắt thép, xi măng, thủy tinh, gạch men, v.v. có thể nói một tòa nhà kéo theo bao nhiêu nhu cầu trong đó, tạo thêm nhiều lao động, lại giàu thêm túi của bao nhiêu người, đúng là bởi vậy, giá cả căn hộ mới càng ngày càng cao. Khó có thể hạ xuống. Tới cuối cùng, chính quyền địa phương cũng tốt, thương gia làm bất động sản cũng tốt, rõ ràng biết rõ giá cả căn hộ càng cao sẽ có một ngày sập, nhưng sẽ chết mà không hạ. Bởi vì làm giá cả căn hộ tăng cao đến độ nhất định, là giống như thổi khí cầu, ai mở miệng hạ giá cả, sẽ từ nghìn trượng mà rơi xuống, vì khí cầu trong nháy mắt trở nên khô quắt. Nhưng càng thổi càng lớn, cũng sẽ tới hạn rồi nổ tung. Tuy nhiên thổi mấy hơi, có lẽ còn có thể kiếm thêm một chút. Hạ giá xuống, lại bị chết nhanh hơn. Chết tử tế không bằng sống ỉ lại, đều chống đỡ đến chết, xem có thể chống được bao lâu. Bao gồm cả ngân hàng cũng vậy. Nếu giá nhà ở mất giá một loạt, số lượng lớn nhà ở đọng lại, vô số người đầu cơ bất động sản thế chấp nhà với ngân hàng thu không được tiền về, giữ không mấy chục vạn M2 nhà ở để làm gì. Kỳ thật người dân lương thiện không biết, tiền bất động sản ở đâu tới đây. Đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ gửi ngân hàng. Mức tiền dư gửi ngân hàng mấy nghìn tỷ của cả nước, chẳng qua chỉ là con số mà thôi, hoặc nói là một loại trò chơi con số. Nếu cả nước gửi ngân hàng có 1/5 người rút ra toàn bộ, phỏng chừng ngân hàng cũng không trả đủ. Con người chính là sống trong thực tế ảo tưởng, cổ phiếu cũng giống vậy, cái gọi là mấy nghìn tỷ đều là một con số không có giá trị gì, chỉ là giá trị tâm lý, không phải giá trị thực tế. Lúc tất cả mọi người đánh mất tin tưởng, chính là lúc khủng hoảng toàn cầu bắt đầu. Có một câu nói rất hay, đang mơ lại nghĩ là thật, đúng vậy, lúc không phân biệt được mơ và thật. Xã hội loài người sẽ hiện ra sự vui sướng tràn đầy sức sống. Lúc giấc mộng rời xa, sẽ là tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Lịch sử chính là một vòng luân hồi luẩn quẩn, mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại nói cho chúng ta biết, tức nước vỡ bờ, không có gì là tuyệt đối. Giống như giá nhà ở tất sẽ mất giá, nếu giá nhà ở chỉ tăng không giảm, sẽ như người sống trường sinh bất lão, thật buồn cười. Chương 578, hoàn toàn ngoài ý muốn. Giá cả nhà ở của thành phố Yến ở giai đoạn hiện tại tạm coi như ổn định, chủ yếu là thành phố Yến ít người đầu cơ bất động sản. Hơn nữa thành phố Yến gần thủ đô, cũng không phải thành phố du lịch, giá cả nhà ở vẫn ổn theo bình thường, còn trong phạm vi hợp lý có thể chấp nhận. Giá cả nhà ở của vài thành phố du lịch cao đến mức khác thường, nhưng thu nhập của dân chúng địa phương thật sự chỉ đủ ấm no, bởi vì rất nhiều dân thành phố sống trong thành phố du lịch, chẳng những hưởng thụ giá nhà đắt. Còn hưởng thụ giá cả hàng hóa cao, hơn nữa đối diện với phong cảnh nhìn mãi quen mắt, đã không còn bất kỳ mỹ cảm nào. Thưởng thức cái đẹp là nguồn gốc của cuộc sống thoải mái, cuộc sống không như ý, phong cảnh đẹp cũng chỉ là núi non sông nước bình thường. Nói đi thì phải nói lại, bởi vì vấn đề thông thủy của quận Hạ Mã, tạo thành con sông duy nhất trong nội thành của thành phố Yến, quận Hạ Mã thành khu vực thành phố duy nhất có được sông Hạ Mã, tất nhiên sẽ xuất hiện xu thế giá cả nhà ở tăng phi lý. Con mắt nhìn nhận của Nguyên Minh Lượng cũng vô cùng độc ác, chẳng những nhìn chúng quận Hạ Mã là ưu thế của quận mới, mà còn bởi vì những hiệu ứng bức xạ mà sông Hạ Mã mang đến, tuyệt đối có thể nâng cao giá cả nhà đất lên rất cao ở quận Hạ Mã, gã mới không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến thành phố Yến,
tay cầm 20 tỷ đầu tư, chuẩn bị thu hoạch lợi nhuận lớn. Mặc dù nói 20 tỷ đầu tư vô cùng lớn, có thể sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường bất động sản quận Hạ Mã, nhưng tốc độ mở rộng của quận Hạ Mã cực nhanh, bởi vì có sông Hạ Mã, thành phố gần đó bao gồm cả Kinh Tân, cũng có thể sẽ có không ít người nghe tin lập tức mà hành động, tiến đến quận Hạ Mã mua bất động sản. Ngoại trừ một số ít khách mua đi bán lại bất động sản, cho dù là cư dân ở quận Hạ Mã cũng có thể sẽ mua căn nhà thứ hai, có thể nói về sau quy mô thị trường bất động sản quận Hạ Mã sẽ chiếm 1/3 của thành phố Yến. Hơn nữa rất nhiều hạng mục biệt thự xa hoa và nhà ở đắt tiền, 20 tỷ đầu tư nếu lần lượt đầu nhập, cũng không phải một lần là có thể thâu tóm hết khu sông Hạ Mã. Tạm thời không đề cập tới chuyện của Nguyên Minh Lượng, và lại thị trường bất động sản quận Hạ Mã, ít nhất trong vòng 10 năm, không có khả năng bão hòa. Vì vậy việc đầu tư phát triển nhà máy sản xuất vật liệu mới, chỉ cần nghiên phát thành công, chỉ cần có thể đầu tư sản xuất, mặt khác giá cả bán ra hợp lý, thì với mức tiêu thụ của quận Hạ Mã thì cũng có đủ không gian lợi nhuận rồi. Ý tưởng của Tào Thù Lê chẳng những khả thi, hơn nữa cũng là suy nghĩ hợp lý nhất trong tình hình hiện tại. Nếu không có người ngoài ở đây, Hạ Tưởng đã ôm cô vào lòng rồi. Có đôi khi một sáng kiến hay ít nhất cũng phải giá trị hơn triệu nhân dân tệ, Tào Thù Lê một câu tương đương với sáng tạo ra một nhà máy cao cấp. Nghiêm Tiểu thì nếu không đầu tư, Hạ Tưởng cũng có thể tìm được vài nhà đầu tư, ở trong thời gian ngắn sẽ xây dựng hạng mục vật liệu kiểu mới. Nghiêm Tiểu thì đủ thông minh, chỉ trầm tư một lát liền mẫn cảm phát hiện trong đó ẩn chứa thương cơ rất lớn, lúc này nói. Tôi đầu tư, tôi và chủ tịch quận Hạ bước đầu xem như đạt được hiệp nghị đầu tư bằng miệng, để tránh cho đầu tư lặp lại, tránh lãng phí tài chính, chỉ cho phép Nghiêm Tiểu thì ở quận Hạ Mã đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì, còn đầu tư khác không bàn nữa. Hạ Tưởng thấy bộ dạng gấp đến mức không đợi được của cô, mỉm cười. 30 triệu cũng không đủ, theo tôi phỏng chừng, ít nhất cũng phải đầu tư trên dưới 2 tỷ mới có khả năng cuối cùng từ nghiên cứu thành công mà sản xuất ra sản phẩm. Bởi vì vật liệu kiểu mới là một ngành sản xuất mới, cần lực lượng kỹ thuật lớn, cô dùng lương cao để kéo người từ thủ đô cùng phía Nam tới, cũng là một khoản không nhỏ đâu. Vật liệu xây dựng kiểu mới chủ yếu bao gồm vật liệu tường kiểu mới, vật liệu xây dựng hóa học, vật liệu giữ ấm cách nhiệt, vật liệu trang trí xây dựng. Trên thế giới phương hướng phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nhiều chức năng. Nếu Nghiêm Tiểu thì đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới, nên lấy vật liệu giữ ấm cách nhiệt, trang trí xây dựng làm việc chính, trong đó xu thế phát triển thủy tinh kiểu mới là điểm sáng. Thủy tinh là vật liệu xây dựng không thể thiếu trong nhà ở, vài chục năm trở lại đây vẫn không có gì đổi mới. Nhưng theo bước tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hiện tại cũng có không ít thủy tinh kiểu mới được sản xuất. Ví dụ như thủy tinh hai lớp của độ cao trung bình, ví dụ như thủy tinh cách nhiệt màu xanh, về sau tái phát triển còn sẽ xuất hiện thủy tinh được tráng một lớp màng để kiểm soát bớt năng lượng phóng xạ từ mặt trời và phóng xạ thấp để tiết kiệm điện năng. Thủy tinh tráng màng là một loại xu thế phát triển, chẳng những có thể hữu hiệu mà phòng ngừa tia tử ngoại, có thể giữ ấm cách nhiệt, còn có đặc tính bảo vệ môi trường giảm bớt phóng xạ. Nhất là thành phố Yến mùa đông thời gian sưởi ấm kéo dài đến 4 tháng, nếu việc cách nhiệt của thủy tinh hiệu quả tốt, có thể tiết kiệm không ít năng lượng. Mặc dù giá cả sẽ đắt, nhưng nếu dùng cho nơi ở xa hoa và biệt thự, tuyệt đối có thị trường phát triển lớn. Nghiêm Tiểu thì e sợ Hạ Tưởng đổi ý, vội giữ chặt tay Cổ Ngọc không ngừng nói. Cổ Ngọc, thế nào, có động lòng không? Chúng ta cùng nhau đầu tư nhé. Thị trường có triển vọng tốt không thể để cho người khác cướp đi, đúng hay không? Đừng do dự nữa, tận dụng thời cơ. Cổ Ngọc không có nghiên cứu về vật liệu xây dựng, cũng không có khái niệm gì, hứng thú không lớn. Nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Nghiêm Tiểu thì, đành phải thử thăm dò mà hỏi Hạ Tưởng. Có thể làm thật chứ? Triển vọng rất tốt. Hạ Tưởng đưa ra trả lời khẳng định. Được, vậy tôi đầu tư 200 triệu. Trên người Cổ Ngọc mặc quần áo bình thường, nếu không phải khuôn mặt cô như hoa như ngọc, chỉ nhìn từ phía sau. Giống như cô gái ở nhà bên, nhưng vừa ra khỏi miệng chính là ngữ khí 200 triệu, cố tình nói đến vô cùng thoải mái tùy ý, làm cho người ta không có cảm giác là cô ăn nói lung tung. Mẹ Hạ Tưởng ở bên cạnh nghe mấy người nói chuyện, khi nghe cái gì mà vật liệu xây dựng kiểu mới, nghe không hiểu, cũng không quan tâm. Đợi tới khi về sau nói đến đầu tư, Nghiêm Tiểu thì mở miệng nói 30 triệu, Cổ Ngọc thuận miệng nói ra 200 triệu, mẹ tuy rằng không có khái niệm cụ thể là bao nhiêu tiền. Nhưng cũng biết là con số lớn, người bình thường không có thể tưởng tượng.
Bà liền kinh ngạc mà há to miệng, không ngừng đánh giá Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, trong lòng nghĩ hai cô gái đều giống như tiên nữ, ở trước mặt con mình thái độ tốt quá chừng, cũng không có một chút lên mặt, còn tưởng rằng các cô chính là người thường, không nghĩ tới, mỗi người đều là người giàu có, Cổ Ngọc còn là tỷ phú. Trước kia thường nghe người ta nói ai có nhiều tiền, có mấy triệu, hiện tại trước mắt có hai người có hàng chục triệu thậm chí cả tiền tỷ, bà liền cảm thấy hơi giật mình, có chút không dám tin. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tiền, vẫn còn độc thân, có bao nhiêu người theo đuổi, chỉ sợ xếp hàng cũng phải dài vài cây số. Trong lòng mẹ nghĩ, miệng tùy ý mà hỏi. Tiểu Thì, Cổ Ngọc, các cháu có đối tượng chưa? Các cháu có điều kiện tốt như vậy, lúc tìm đối tượng nên chọn kỹ mới được. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc liếc nhau, cùng nhau cười ha ha. Cô à, chúng cháu đều không vội lập gia đình, đàn ông tốt không dễ tìm. Hoặc là giống chủ tịch quận Hạ đã thành ra, hoặc là giống Hạ Đông, còn chưa trưởng thành, muốn tìm một người vừa lòng đẹp ý, quá khó khăn, cứ chậm chậm tìm là được ạ. Nghe các cô khen Hạ Tưởng, trong lòng bà càng đắc ý, ngoài miệng lại nói. Hạ Tưởng có cái gì tốt, cô nuôi nó từ nhỏ đến lớn, còn không biết chăm sóc người khác, không dụ dỗ người khác, cũng chỉ có thủ lê để ý nó, nếu là người khác còn lâu mới coi trọng nó. Lời này vừa nói, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cười càng lớn, hai người cùng nhau bỡn cợt mà nhìn về phía Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền giả bộ ngượng ngùng mà cười. Nhìn cái gì, tôi là đàn ông tốt, sau khi thành gia lập nghiệp, cự tuyệt mọi cỏ hoa. Cổ Ngọc tâm tư đơn thuần, cũng có chút lớn mật, vừa lúc cô ngồi ở phía bên phải Hạ Tưởng, liền giơ tay kéo tay hắn, trêu chọc nói. Cô, đừng coi thường anh ấy rất là có sức hấp dẫn. Ông nội của cháu nói. Nếu cháu quen biết anh sớm một chút, sẽ đem cháu gả cho anh ấy. Đáng tiếc Thù Lê quá thông minh, sớm đã chiếm lấy anh ấy, làm hại cháu chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hạ Tưởng cũng liền phối hợp diễn trò. Gả cho anh, mỗi ngày anh đều bắt nạt em. Cổ Ngọc vẻ mặt tủi thân nói. Em mỗi ngày bị bắt nạt cũng được, mặc cho anh đánh mặc cho anh mắng, chờ anh đánh mệt mỏi mắng mệt mỏi, em lại nấu cơm cho anh ăn, dù anh ý chí sắt đá, em cũng có thể làm ấm anh được. Nghiêm Tiểu Thì cười đến thiếu chút nữa bị sặc cơm, Tào Thù Lê cũng tươi cười rạng rỡ, nói. Cô đã thích, mượn đi là được, tôi tặng cho cô đấy. Tuy nhiên dù tốt xấu ra sao sao tôi cũng vì anh ấy trả giá tình cảm nhiều, phải thu một chút phí bồi thường tuổi thanh xuân. Chị muốn bao nhiêu? Cổ Ngọc bộ dáng của người nhiều tiền lên mặt nói. Phải đảm bảo mẹ con tôi nửa đời sau áo cơm không lo, ít nhất cũng phải 20 triệu. Chủ tịch quận Hạ chỉ có giá 20 triệu. Cổ Ngọc vẻ mặt khoa trương. Cô chào giá quá thấp, tôi ra 80 triệu. Nghiêm Tiểu Thì cũng thừa cơ quấy rối. Tôi ra 100 triệu. Tào Thù Lê vui, trêu ghẹo Hạ Tưởng. Không nghĩ tới anh khá đáng giá, nếu không, sẽ bán anh đi rồi. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, bị mấy cô gái trêu cợt, ngay trước mặt mẹ, hắn lại không tiện chỉnh đốn các cô, đành phải cố nói. Đừng gây loạn nữa. Ngày mốt con tôi đầy tháng, các cô, đều nghĩ muốn tặng lễ vật gì. Mẹ ở một bên nhìn mấy người trẻ trêu đùa, trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy rằng bà cũng biết là vui đùa, tuy nhiên vì con mình bị ba cô gái tranh nhau khiến bà cảm thấy kiêu hãnh. Bà cũng thấy được, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì khi nói chuyện giọng điệu tuy là vui đùa, nhưng là có nửa thật nửa giả ở bên trong, chính là nói, con mình quả thật là được người ta chào đón, trong lòng bà liền sung sướng hạnh phúc và tự hào. Người mẹ nào không thích con mình có vài cô gái đẹp yêu quý. Hơn nữa trong ba người, một là thân thích của chủ tịch tỉnh, một là tỷ phú, còn có một là thiên kim của bí thư thành ủy. Hôm nay may mắn Lam Miệt không ở đây, nếu không nhất định sẽ còn loạn thế nào. Hạ Tưởng nói một câu rời đi sự chú ý của Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì nghiêng đầu tưởng tượng, nói. Nghĩ không ra quà tặng gì tốt, không bằng tặng cho nó một căn nhà đi. Mẹ Hạ Tưởng liền hoảng sợ, một căn nhà ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, là cháu bé mới đầy tháng thì tặng căn nhà thế nào chứ, quá nhiều tiền rồi phải không? Cổ Ngọc đã có chủ ý. Tôi tặng nó một vòng trường mệnh, dùng vàng ròng chế tác, sau đó thêm một khối phỉ thúy cao cấp, vàng khảm ngọc, ngụ ý vàng ngọc mãn đường, thế nào? Hạ Tưởng gật đầu. Cổ Ngọc tặng sẽ nhận, Tiểu Thì tặng căn nhà thì thôi. Bà mẹ vừa nghe mới thầm thở dài nhẹ nhõm. Con mình coi như là một thanh quan, không nhận đại lễ, chỉ lấy tiểu lễ.
không ngờ Nghiêm Tiểu thì lại nói. Biết anh khinh đồ thường, có phải chê lễ vật của tôi nhẹ, cầm không vừa tay hay không? Tôi biết một bộ vàng khảm ngọc của cổ ngọc, phải bằng hai căn nhà. Nếu không, tôi tặng một căn biệt thự nhé. Mẹ già bị làm cho giật mình, một vòng vàng thêm một khối ngọc sao lại quý như vậy? Thật là dọa người mà. Nghĩ lại Hạ Đông thật đúng là có phúc, mới đầy tháng còn có người tặng đồ quý như thế, so sánh với Hạ Tưởng trước đây thì hạnh phúc hơn nhiều. Hạ Tưởng mỉm cười. Thôi đi, đừng đùa nữa, tôi nuôi chính là con trai, không phải thiếu gia. Để cho nó có bản lĩnh tự lực cánh sinh, không giúp nó tất cả được, như vậy cuộc đời của nó sẽ không có lạc thú gì. Sẽ nhận vòng trường mệnh của cổ ngọc, tiểu thì nếu muốn tặng, thì tặng một cái giường trẻ con là được, chờ nó lớn một chút, để cho nó ngủ, từ nhỏ bồi dưỡng nó ý thức độc lập. Nghiêm Tiểu thì mặc kệ. Một vòng trường mệnh và giường trẻ con, giá trị khác nhau quá lớn, anh khinh tôi không có tiền, hay là cảm thấy cùng cổ ngọc quan hệ gần hơn, cùng tôi quan hệ xa hơn. Sau khi ăn xong, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc hăng hái mà theo Hạ Tưởng lên lầu, cẩn thận thảo luận nghiên cứu vật liệu xây dựng kiểu mới, sản xuất và thị trường triển vọng. Hạ Tưởng lên mạng tìm tòi không ít những tư liệu liên quan, lại căn cứ vào kinh nghiệm thực tế của hắn từng cái liệt kê ví dụ thực tế, để Cổ Ngọc càng tin tưởng kiên định đầu tư. Thời tiết tháng 10, tới chiều nhiệt độ không khí giảm xuống thật nhanh, tuy nhiên cũng không lạnh, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hạ Tưởng cùng hai người đẹp Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc ở chung một phòng, gió thu khẽ thổi, hương thơm đầy phòng. Nghiêm Tiểu Thì là mùi thơm ngát, Cổ Ngọc là mùi hương thoang thoảng. Nghiêm Tiểu Thì xinh đẹp trắng trẻo, Cổ Ngọc xinh như ngọc, Hạ Tưởng ở giữa hai người, vừa có cảnh cỏ lan, lại có nhan sắc như ngọc, khó tránh khỏi mà thất thần, đứng núi này trông núi nọ. Cổ Ngọc tâm tư kín đáo không như Nghiêm Tiểu Thì, không phát hiện những khác thường của Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì lại thu hết vào trong tầm mắt. Cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nhỏ giọng nói một câu. Trái ôm phải ấp, tận hưởng cái phúc của người thường, có phải là giấc mộng của mỗi người đàn ông? Hạ Tưởng bị Nghiêm Tiểu Thì nói toạc tâm sự, một chút cũng không mặt đỏ, nghiêm trang nói. Đó là cô một lòng tình nguyện cộng thêm ý tưởng không thực tế, tôi cây ngay không sợ chết đứng, ám chỉ của cô với tôi không có tác dụng. Cái bóng của anh nghiêng, còn nói không nghiêng. Cổ Ngọc không biết là có nghe hiểu hay không. Dù sao cũng lấy tay chỉ vào cái bóng phía sau của Hạ Tưởng. Được, hiện tại bị Nghiêm Tiểu thì rõ ràng là đang đùa giỡn, bị Cổ Ngọc ngầm trêu cợt, Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, liền giả bộ phát khùng nói. Khi nói chuyện chính sự, không được hiểu sai, nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu. Cổ Ngọc vẻ mặt khờ dại của kẻ dẫn dắt người ta phạm tội. Anh có thể không khách khí với em như thế nào hả? Nghiêm Tiểu thì rõ ràng là không kiêng nể. Tùy anh thôi, tôi không sợ, sợ chính là anh nhìn dáng vẻ của anh thì sẽ biết anh là cáo mượn oai hùng thôi, tuy nhiên chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, trên thực tế nhát như chuột. Hạ Tưởng nổi giận, nhớ tới một đêm từng ở thủ đô, ở trong một nhà khách, chuyện thiếu chút nữa ý loạn tình mê, trong đầu lại hiện ra cảnh mê người khi Nghiêm Tiểu thì mặc bộ đồ bikini, trong khi không tự chủ được ánh mắt đã biểu lộ ra cái nhìn nghiền ngẫm, quan sát những chỗ mấu chốt trên người Nghiêm Tiểu thì, cười ha hả. Đừng nói không suy nghĩ, cẩn thận đến lúc đó hối hận. Nghiêm Tiểu thì lập tức đoán được Hạ Tưởng nghĩ tới cái gì, không khỏi đỏ mặt, giơ tay đẩy Hạ Tưởng một cái. Nhìn cái gì vậy, ánh mắt gian tà. Phụ nữ là người nghĩ một đằng nói một nẻo nhất trên thế giới, có khi các cô đặc biệt muốn người khác chú ý, nhưng không hiểu vì sao mà thấy ánh mắt nam nhân lại bài xích. Khi bài xích, còn khát vọng sự thử thách trong ánh mắt của người đàn ông. Nữ nhân là một loại động vật tinh phi lý vĩnh viễn sống ở trong mâu thuẫn. Hạ Tưởng thật không ngờ Nghiêm Tiểu thì giơ tay đẩy hắn, chân đảo đảo, liền đổ về bên phải, không đứng vững được, cả người ngã vào lòng Cổ Ngọc. Mùa thu đúng là mùa thời tiết khô hanh, bởi vì khô hanh, làn da của người sờ tay vào cảm giác mịn màng, trong lúc Hạ Tưởng bối rối, đầu tiên là giơ tay nắm lấy tay Cổ Ngọc, còn chưa kịp thưởng thức cảm giác tay sờ vào da thịt nhẵn nhụi và tuyệt vời của Cổ Ngọc, tay vừa trượt. Vừa lúc dưới chân lại không biết dẫm phải cái gì, càng không đứng vững, thân mình liền nặng nề mà đè lên trên người Cổ Ngọc. Cổ Ngọc bị Hạ Tưởng đè, không ngờ còn có thể đứng thẳng, không có bị đẩy ngã. Bởi vì cô đang đứng ở trước một cái bàn, nửa mông ngồi xuống ở cạnh bàn, Hạ Tưởng như hổ đói vồ mồi bổ tới, cô lúc đầu còn giữ vững được một lát, sau đó, cả người liền đổ về phía sau, cô vừa ngã xuống, Hạ Tưởng cũng theo đà mà đè xuống,
chẳng những ép thật sự, một bàn tay Hạ Tưởng còn may mắn thế nào mà đặt ở ngực của cô. Cái này cũng chưa tính, miệng Hạ Tưởng vừa lúc cùng miệng Cổ Ngọc tiếp xúc chính diện với khoảng cách rất gần. Vì thế, hai người có tư thế vô cùng quái dị, một tư thế nữ dưới nam trên, ở trên mặt bàn diễn ra trò chơi da thịt rất sinh động, mặc dù đều không phải là trò chơi da thịt thật sự, nhưng hai người có tư thế rất mờ ám, các nơi phối hợp rất đúng chỗ, làm người khác không thể không suy nghĩ. Nghiêm Tiểu thì đầu tiên là kinh ngạc mà há to miệng, cô tuyệt đối thật không ngờ cô chỉ đẩy nhẹ nhàng, giống như đẩy quân bài domino, lại xuất hiện một cảnh tượng kinh ngay người trước mắt, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc có tư thế và trình độ phối hợp, giống như người yêu nhau nhiều năm, ngựa quen đường cũ, lại áo tiên không vết may, khiến cho Nghiêm Tiểu thì sau khi kinh ngạc, không khỏi hoài nghi có phải Hạ Tưởng thừa cơ, còn Cổ Ngọc ỡm ờ làm theo. Tuy nhiên, Cổ Ngọc vội đẩy Hạ Tưởng ra, a, mà kêu một tiếng sợ hãi, vẻ mặt đỏ bừng, đứng dậy đầu tiên là sửa sang lại quần áo, sau đó còn giơ tay lau miệng, mới tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn Nghiêm Tiểu thì, ánh mắt phức tạp mà nhìn Hạ Tưởng, quay người lại trốn vào góc tường, đưa lưng về phía hai người, không nói được một lời. Cổ Ngọc thẹn thùng khiến Nghiêm Tiểu thì trong lòng lập tức minh bạch một chuyện, Cổ Ngọc chẳng những thanh thuần như trinh nữ, còn chưa trải qua chuyện người với người, đến tình yêu cũng chưa từng yêu qua, nói không chừng, vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của cô. Cúi đầu hướng vào vách tường, gọi mãi cũng không chịu quay lại, đúng là kiểu thẹn thùng của tiểu cô nương. Nghiêm Tiểu thì còn có chút hối hận hành động vừa rồi, vốn chỉ là hành động vô tâm, nói không chừng còn thúc đẩy quan hệ giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tiến nhanh vùn vụt. Cái gì khiến cô gái khó quên nhất? Đương nhiên là nụ hôn đầu tiên, đương nhiên là người đàn ông đầu tiên xâm phạm thân thể của cô ta, đương nhiên là người đàn ông đầu tiên dám đẩy ngã mình, huống chi Cổ Ngọc còn có tình cảm tốt với Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu thì hối hận không kịp, vừa rồi chỉ đẩy nhẹ, chẳng khác nào đã đẩy Hạ Tưởng đổ vào lòng Cổ Ngọc, khiến tình cảm của cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này. Hạ Tưởng là người vừa thu được lợi ích, thấy Nghiêm Tiểu thì xấu hổ, Cổ Ngọc thẹn thùng, hắn cũng chỉ làm bộ như khó xử, ho khan nói. Tiểu thì, về sau chú ý một chút, đừng đẩy loạn như thế. Vừa rồi may mắn có cái bàn, nếu không Cổ Ngọc ngã xuống đất, chẳng may xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm đâu. Nghiêm Tiểu thì vẻ mặt ảo não. Tôi biết lỗi rồi, vừa rồi cũng đã hối hận, anh đừng nói tôi nữa. Chương 579, sự kiện chụp ảnh trộm. Cổ Ngọc dường như dần bình tĩnh lại, tự mình chủ động đi tới, vẻ mặt xấu hổ đã biến mất, còn đánh bạo nhìn Hạ Tưởng, nói. Không có việc gì, không trách Tiểu thì, trách anh, em hoài nghi anh rõ ràng có thể đứng vững, chính là cố ý trêu ghẹo. Dù sao vừa rồi coi như em ôm một con gấu bông là được rồi. Hạ Tưởng liền vội vàng giải thích. Trời đất chứng giám, anh làm sao dám như vậy? Đúng vậy, chị cũng không tin anh ấy đùa giỡn. Nghiêm Tiểu thì thay Hạ Tưởng biện giải, tuy nhiên lại lập tức nói. Anh mà đùa cũng sẽ không đùa trước mặt em, chắc chắn phải đợi lúc chỉ có hai người, hơn nữa cũng sẽ không phải một bàn tay ở trên, khẳng định phải hai tay. Cổ Ngọc vừa mới bình ổn một chút, sắc mặt lại đỏ lên, vội la lớn. Chị còn nói sao? Cũng may sau khi chuyện nóng bỏng ngoài ý muốn qua đi, Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc đều khôi phục lại thái độ bình thường, chỉ lát sau liền nói cười rộ lên. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại mẫn cảm mà cảm giác được, ánh mắt Cổ Ngọc khi nhìn hắn, đã thêm một chút tinh thần phức tạp. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Tưởng đầu tiên là dưới sự đi cùng của Cục Quy hoạch quận, thị sát khu vực quảng trường nhân dân cũ, rồi đến thăm lần nữa thực địa của quảng trường nhân dân trong quy hoạch mới. Buổi chiều, tập đoàn Đạt Tài sẽ cùng Ủy ban Nhân dân quận tiếp xúc vấn đề quy mô khu bán buôn, cùng với công việc tiến hành hiệp đàm. Người phụ trách đại diện tập đoàn Đạt Tài là Phó Tổng Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân gần đây sự nghiệp khá thành công, gia đình hạnh phúc, thân thể so với trước kia béo hơn. Bởi vì cùng Hạ Tưởng hợp tác tốt, vài hạng mục đầu tư đều đạt được thành công, tập đoàn đối với ông ta vô cùng khen ngợi, từ Phó Tổng xếp hạng cuối cùng dần dần bay lên, hiện tại đã là Phó Tổng xếp hạng thứ hai. Có thể nói ở tập đoàn Đạt Tài là một nhân vật rất quan trọng. Tất cả, đều do mấy lần cùng Hạ Tưởng hợp tác chặt chẽ, tận sâu trong lòng Thẩm Lập Xuân không quên cảm ơn Hạ Tưởng. Ngồi ở phòng làm việc của Hạ Tưởng, Thẩm Lập Xuân xúc động nói. Chỉ chớp mắt đã là chủ tịch của một quận, lãnh đạo thăng quan tốc độ cực nhanh, chưa bao giờ nghe thấy. Hạ Tưởng cười mắng. Chê tôi thăng quan nhanh, thực không phải bằng hữu. Thẩm Lập Xuân vội cười. Đâu. Đâu,
Ý của tôi là, lãnh đạo chính là lãnh đạo, không giống bình thường, nếu tôi không bước theo sát lãnh đạo, làm sao có hôm nay? Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân quan hệ không phải một năm hai năm, giữa hai người sớm cũng đủ ăn ý, Hạ Tưởng vốn không khách sáo với Thẩm Lập Xuân. Ngày mai là đầy tháng cháu trai của ông đến sớm chút, lưu tâm giúp đỡ, vẫn ở khách sạn Yến Kinh. Thẩm Lập Xuân nghe Hạ Tưởng nói biết không xem mình là người ngoài, liền cao hứng mà đồng ý. Không thành vấn đề, tôi chẳng những phải giúp, còn muốn tặng cháu bé một món quà nữa. Quà thì miễn, có tâm ý đến là được, quá quý trọng, có vẻ xa lạ lắm. Quà nhẹ, ông lại cảm thấy không ổn, ông cũng đừng tự làm khó dễ, mua một bộ quần áo trẻ con là được. Hạ Tưởng cũng biết, Thẩm Lập Xuân khẳng định sẽ có tâm ý, nếu hắn không nói, khẳng định sẽ có đại lễ tới. Hắn chỉ muốn náo nhiệt một chút, các bằng hữu gặp nhau là được rồi, cũng không phải là vì thu lễ. Nhưng người Trung Quốc lại chú ý chuyện có đi có lại mới toại lòng nhau, hắn liền trực tiếp chỉ rõ ra là được rồi, cũng để Thẩm Lập Xuân trong lòng hiểu rõ. Thẩm Lập Xuân liền vẻ mặt cười. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tập đoàn Đà Tài rất coi trọng hạng mục của khu bán buôn, hạng mục khác dù là biệt thự xa hoa, hay là nhà ở, đều không có phó tổng ra mặt phụ trách, mà khu bán buôn lại giao cho một vị phó tổng quan trọng, hiển nhiên, thành Đà Tài ký thác kỳ vọng cao vào khu bán buôn. Bất động sản chỉ là giấc mơ của thành Đạt Tài, sản nghiệp mới là đôi cánh của ông ta. Mà khu bán buôn là bước đầu tiên của sản nghiệp bất động sản. Kế tiếp tập đoàn Đạt Tài còn có thể ở gần trên dưới 1.000 mẫu đất lân cận của thôn Phương Bắc, mở một khu kinh tế trên nghĩa rộng, bước đầu quyết định đặt tên là khu công nghiệp kỹ thuật cao Đạt Tài, trước tiên hoàn thành bước đầu quy hoạch, sau đó lấy hình thức công viên xây một khu nhà ở bên trong bố trí hoa viên, núi giả và hồ nước, đường xá thân thiện hữu hảo. Tương đương với việc tạo thành một khu công nghiệp sinh thái, đợi các công ty tới xây dựng nhà máy hoặc làm việc, đến lúc đó do tập đoàn Đạt Tài cùng các nhà máy gia nhập vào thảo luận cụ thể xây nhà máy hoặc là xây văn phòng làm việc. Có thể nói khái niệm sản nghiệp bất động sản của tập đoàn Đạt Tài rất có tương lai, khó khăn lớn nhất là chỉnh hợp tài nguyên, bao gồm chỉnh hợp tài nguyên tự nhiên và tài nguyên xã hội, mở rộng tổng hợp, kinh doanh đầu tư chiều sâu. Một khi có xí nghiệp đến, có thể tiết kiệm lượng thời gian lớn, mặc kệ là xây nhà máy hay là văn phòng làm việc, tập đoàn Đạt Tài đều có thể trong thời gian ngắn nhất giúp xí nghiệp hoàn thành ý tưởng. Hơn nữa bởi vì khu công nghiệp giai đoạn đầu đã san lấp và sửa chữa đường xá xong, người tới trước có thể lựa chọn được địa điểm tốt, hoặc là địa điểm khác nhau có giá khác nhau, v.v. Tóm lại, dựa vào thực lực và danh dự hùng hậu của tập đoàn Đạt Tài, còn có các ưu thế khác, khu công nghiệp kỹ thuật cao Đạt Tài vẫn là rất có thị trường triển vọng. Đương nhiên, được Ủy ban Nhân dân quận ưu ái về chính sách, như là miễn giảm thuế cho các công ty vào khu công nghiệp, thưởng cho nhân viên cùng chiếu cố thích hợp. Trên thực tế có rất nhiều điều kiện tiện lợi với các công ty ở ngoài vào khu công nghiệp, ví dụ như thủ tục đi xin đất xây dựng bớt rườm rà, cùng với những phiền toái khi khởi công xây dựng phải giao lưu với vô số các đơn vị khác. Công việc của giai đoạn đầu đều đã do tập đoàn Đạt Tài hoàn thành rồi, cho nên Hạ Tưởng nghĩ, triển vọng của khu công nghiệp hẳn là không tồi. Thành Đạt Tài quả thật có đầu óc kinh doanh, khái niệm sản nghiệp bất động sản ở thời sau đã trải qua những nỗ lực không ngừng của ông ta, chậm rãi ở trong nước mở rộng ra. Sau này thậm chí còn đến thành thị vùng duyên hải đầu tư xây dựng bến cảng, lấy thực lực của một tập đoàn, dưới sự tác động của một bến cảng, vì một thành thị trung cấp xây dựng lên một quận mới. Theo sau, Hạ Tưởng lại đem Thẩm Lập Xuân giới thiệu làm quen với Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ trong lòng biết rõ Thẩm Lập Xuân. Một phó tổng quan trọng của tập đoàn Đạt Tài, đến thành phố nào thì chủ tịch thành phố đó cũng coi là thượng khách. Hạ Tưởng đem Thẩm Lập Xuân giới thiệu cho ông ta, là tuyệt đối tín nhiệm, cũng là có ý đem một ít hạng mục quan trọng giao cho ông ta phụ trách, làm ông ta càng cảm động sự tín nhiệm của Hạ Tưởng. Vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ có một chút tâm lý đề phòng với ông ta, sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Không nghĩ tới Hạ Tưởng thật có độ lượng, chẳng những tín nhiệm ông ta. Hơn nữa đem rất nhiều hạng mục mà Ủy ban Nhân dân quận coi trọng nhất toàn bộ giao cho ông ta phụ trách, khiến cho ông ta có một loại khẳng khái sĩ vi chi kỳ giả tử chỉ sự cam nguyện hiến thân cho người giúp đỡ mình, đánh giá cao mình. Trần Thiên Vũ và Thẩm Lập Xuân hàn huyên vài câu, liền thử dò hỏi một câu. Khu bán buôn là hạng mục trọng điểm của quận Hạ Mã, Thẩm Tổng muốn cùng Bí Thư Bạch gặp mặt hay không? Có quan hệ tốt với Bí Thư, ít nhất sự chào hỏi cũng là một loại biểu hiện của sự tôn trọng. Thẩm Lập Xuân lại không cho là đúng mà phất tay. Thôi không phiền toái nữa,
tôi về sau ở quận Hạ Mã chỉ quan hệ cùng chủ tịch quận Hạ, chủ tịch quận Trần, không quan tâm việc khác. Ngụ ý chính là, tập đoàn Đạt Tài không thèm để ý đến thái độ của Bạch Chiến Mặc. Trần Thiên Vũ biết tập đoàn Đạt Tài có phần quyết đoán, cũng có thể coi nhẹ thực lực của Bạch Chiến Mặc. Đương nhiên, càng hàm nghĩa thêm nữa là, tập đoàn Đạt Tài ở quận Hạ Mã chỉ tin tưởng Hạ Tưởng và ông ta, về sau cũng chỉ quan hệ cùng họ. Trần Thiên Vũ hơi có chút kích động, có thể khiến tập đoàn Đạt Tài xem trọng, tất cả đều là bởi vì thể diện của Hạ Tưởng. Cùng tập đoàn Đạt Tài có quan hệ tốt, đợi sau khi thấy hiệu quả và lợi ích từ hạng mục của tập đoàn Đạt Tài, một phần chiến tích lớn vào tay ông ta là cái chắc. Trần Thiên Vũ lại nhìn Hạ Tưởng, trong mắt tất cả đều là sự kính nể và phục tùng. Tan tầm, Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân đang đi xuống dưới, vừa định lấy xe ra, liền thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh như điện lao vào trước sân quận ủy, cảnh vệ không kịp ngăn chặn. Đó là chiếc xe thể thao Ferrari, màu đỏ đập vào mắt mọi người, vô cùng chói mắt. Nhưng người từ trên xe xuống cùng với phong cách lái xe khác một trời một vực, cô mặc một bộ đơn giản dị giống như cô em gái nhà bên, đúng là Phó Tiên Tiên. Cảnh vệ chạy tới, hô to. Đồng chí, mời đăng ký trước đã. Hạ Tưởng hướng về phía cảnh vệ phất tay, nói. Không sao, tôi biết cô ấy, cậu đi làm việc đi. Cảnh vệ vừa thấy chủ tịch quận Hạ lên tiếng, vội gật đầu lui ra. Thẩm Lập Xuân liền cười hỏi. Ai vậy? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Nói cho ông biết, ông đừng giật mình, đó là Phó Tiên Tiên, em gái Phó Tiên Phong. Thẩm Lập Xuân giật nảy người. Lãnh đạo, anh thật cao thủ, cả em gái Phó Tiên Phong cũng đến tay, không làm hắn tức chết chứ. Trực tiếp đưa hắn lên trước cậu, chắc hắn không thể không vào viện. Hạ Tưởng vừa tức vừa buồn cười. Có thể nghĩ nghiêm túc chút được không? Ông nghĩ rằng tôi giống Tôn Hiện Vĩ đều là những con lợn lăng nhăng sao? Đối phó với Phó Tiên Phong, mặc kệ thủ đoạn, chỉ cần kết quả. Thẩm Lập Xuân vì Hạ Tưởng mà đến gần, liên quan đến Phó Tiên Phong không có một chút tình cảm nào. Hạ Tưởng không để ý đến ông ta, hướng Phó Tiên Tiên khẽ gật đầu. Đồng chí Phó Tiên Tiên, lại có việc gì sao? Có thể không gọi là đồng chí được chứ, trực tiếp gọi tôi Tiên Tiên là được rồi. Phó Tiên Tiên thật ra xưa nay vẫn thế, trước tiên cười với Hạ Tưởng, lại nhìn Thẩm Lập Xuân liếc mắt một cái, nói. Xin chào, tôi là Phó Tiên Tiên, không xin thỉnh giáo. Thẩm Lập Xuân hướng về phía Hạ Tưởng chớp mắt vài cái, ý tứ là cô nàng không tồi, hoạt bát hào phóng, Hạ Tưởng giả bộ không nhìn thấy. Phó Tiên Tiên chỉ cùng Thẩm Lập Xuân nói hai câu, cũng không ngại hiện tại là ở quận ủy, xoay người giơ tay lôi kéo cánh tay Hạ Tưởng. Ra đây nói chuyện một chút. Hạ Tưởng biết rằng cô vẫn là truy vấn chuyện Mai Hiểu Mộc, liền nói. Tôi không gặp Mai Hiểu Mộc, chỉ có nhận được điện thoại, cậu ta đối với thái độ của cô không có phản ứng. Phó Tiên Tiên lại không buông cánh tay Hạ Tưởng ra. Tôi không tin, anh ta không thể một chút cảm giác đối với tôi cũng không có. Anh nhất định đã nhìn thấy anh ta, có phải đang lừa tôi không? Điều Hạ Tưởng không biết chính là, hắn muốn Phó Tiên Tiên bỏ cánh tay ra. Nhưng lại bị tình cảnh Phó Tiên Tiên càng giữ chặt không thả, bị Bạch Chiến Mặc ở trên lầu thấy hết.